Chương 256: Yến tiệc. Tiệc đính hôn của Diệp Linh tổ chức ở hội sở Hoa Nhài, theo hình thức tiệc đứng. Do sự đổi thay của thời đại, kiểu yến tiệc quy củ trước kia càng ngày càng không được hoan nghênh. Tiền thuê hội sở Hoa Nhài cực kỳ đắt đỏ, thậm chí còn đắt hơn tiền thuê làm tiệc đứng ở một số khách sạn năm sao. Nhưng không vấn đề gì, không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ, ngược lại còn càng ngày càng thịnh vượng. Đắt cũng tốt, đắt không phải chứng tỏ một thân phận nào đó sao? Tiêu Phàm một mình lái con Mercedes Benz đi, Tân Lâm bắt buộc phải ở lại chỉ thủy quan. Quyền Thiên Thiên đang dưỡng thương, căn bản không có sức chiến đấu, thêm nữa lại có một nữ tiến sĩ Phong Vãn Nương, Tân Lâm mà không ở lại trấn thủ chỉ thủy quan, Tiêu Phàm không thể yên tâm. Trước khi đi, Tiêu Phàm gọi điện cho Trần Dương, muốn mời cô tham dự buổi họp mặt này. Tiêu Phàm sợ mẹ lại giới thiệu đối tượng cho mình nên mới gọi cô, có tác dụng làm bia đỡ đạn. Ít nhất bây giờ cô không tự coi mình là bạn gái của hắn không ngờ Trần Dương lại không có thời gian, cuộc thẩm vấn Lý Thanh Thái đang trong giai đoạn then chốt, cô không thể tự ý đi. Tiêu thiếu gia đành phải cô đơn một mình đến hội sở hoa nhài. Xe Mercedes Benz vừa chạy tới cửa hội sở hoa nhài, liền có nhân viên phục vụ chuyên phụ trách dẫn đường, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tiêu Phàm đi đến sảnh của tiệc đứng. Ngoài dự đoán của Tiêu Phàm, Diệp Linh không có ở cửa đón khách, chỉ có một chàng trai trẻ mặc Âu phục màu đen rất ngay ngắn đứng ở đó, vẻ mặt tươi cười tiếp khách. Nghe anh ta giới thiệu thì tên là Lâm Tịch Phàm. Tiêu Phàm giật mình, người này chính là vị hôn phu của Diệp Linh, trong cuộc điện thoại trước, Giản Tú Hoa đã giới thiệu sơ qua cho Tiêu Phàm về hoàn cảnh nhà chồng Diệp Linh. Theo nghĩa rộng, Lâm gia cũng là hào môn thế gia ở kinh thành, trong hệ thống y tế y dược có các quan hệ rất tốt. Sau khi mở cửa cải cách, đặc biệt là cải cách trị liệu tinh lực chủ yếu của Lâm gia chuyển hướng sang hệ thống thương mại. Lâm Tịch phàm vị hôn phu của Diệp Linh hiên nay đang kinh doanh một công ty y dược tư nhân quy mô lớn. Kinh doanh phát triển nhanh chóng. Audio điện tử võ tấn bền. Có các bậc cha chú trong mối quan hệ thân thiết ở hệ thống y tế trị liệu chống lưng, công ty y dược này kinh doanh không tốt mới là lạ. Khó trách Diệp Khí Vân đồng ý cho họ tổ chức yến tiệc đính hôn ở hội sở Hoa Nhài. Diệp Khí Vân là cán bộ lãnh đạo cấp cao, kỷ luật rất nghiêm, là con người có tư đức chân chính, con cái ông ta không kinh doanh, đều là làm việc ở các cơ quan, đơn vị. Nhưng con rể tương lai lại là chủ tịch công ty, có tiền mà, lãng phí một chút cũng không sao. Chỉ cần tiền này kiếm bằng con đường chân chính là được, hơn nữa làm ở công ty y dược cũng được xem là nhân tâm nhân thuật, cấp bậc rất cao. Lâm Tiên Sinh, xin chào, tôi là Tiêu Phàm, là bạn cấp 3 của Diệp Linh. Diệp Linh không ở đó, Tiêu Phàm tự giới thiệu thân phận của mình cho Lâm Tịch Phàm. Ô, Tiêu Thiếu Gia, xin chào, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn thường nghe Linh Linh nhắc đến anh. Vừa nghe Tiêu Phàm giới thiệu, hai hàng lông mày Lâm Tịch Phàm lập tức dương lên, trở nên nhiệt tình hơn, hai tay nắm chặt tay Tiêu Phàm, liên tục bắt. Cho dù thân phận Lâm Tịch Phàm bây giờ là chủ tịch một công ty lớn, nhưng gốc rễ vẫn là con cháu thế gia, đương nhiên vô cùng quen thuộc với đích tôn của Tiêu gia. Có điều từ cách xưng hô của anh ta với Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, Lâm công tử cũng rất hiểu về đại sư của hội con ông cháu cha ở kinh thành. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Tiêu thiếu gia đã nổi danh khắp kinh thành, là một lão đại mới trong hội con ông cháu cha, ngang trời xuất thế. Xem ra, người kế thừa này của Lâm gia cũng không phải là người buôn bán đơn thuần. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, chào hỏi không quá lâu. Ở những nơi thế này, nhất định phải chú ý bởi vì ở đây hắn là tiêu thiếu gia, đại diện cho bộ mặt của tiêu gia. Nếu không phải vì Diệp Khí Vân, chỉ dựa vào lâm gia, làm sao có thể mời được giản tú hoa và tiêu phàm đến cổ động. Lâm tịch phàm đích thân dẫn tiêu phàm vào nhà ăn. Này, bỗng có tiếng mắng yêu kiều, như có mùi của chết chóc, dọa lâm tịch phàm giật mình nhảy lên. Tiêu phàm không giấu được nụ cười. Ở nơi như thế này cũng dám trốn một bên, ra ám thị đánh lén, ngoài phương do Mỹ ra thì không còn ai khác tính cách cô bé là như thế, yêu như thế nào thì là như thế, không ai có thể quản được. Chỉ có điều Tiêu Phàm không nghĩ tới là ngay cả Phương do Mỹ cũng tham gia bữa tiệc này. Anh Tiêu Phàm, sao anh đến muộn thế? Phương do Mỹ xông đến trước mặt Tiêu Phàm, líu lo kêu la, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, tràn đầy hăng hái, đôi mắt to đen lấy như ánh sao trên bầu trời, chiếu sáng rạng rỡ nói không hết được vẻ đáng yêu đó. Cũng có muộn lắm đâu, tiêu phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ còn không muộn à bọn em đến đây được một lúc rồi nghe cô giản nói anh cũng đến em cố ý ở đây chờ anh đấy đợi anh đến sắp không kiên nhẫn được nữa rồi lại không dọa được anh chẳng có gì vui cả cô bé cằn nhằn lại nhải trách mắng cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn bĩu lên nhưng thật ra lại dọa được lâm tịch phàm tiêu phàm cười vui vẻ xoa nhẹ cái đầu nhỏ của phương mỹ do vẻ mặt đầy yêu thương phương mỹ do mặc chiếc áo sơ mi trắng chiếc váy ngắn màu xanh lục giày thể thao màu trắng mọi thứ đều cho thấy cô là một cô học sinh thực tế lại không phải như thế những vị khách khác ai cũng rất chỉnh tề nhưng với phương do mỹ mà nói những thứ đó căn bản không quan trọng ở đây gần như toàn khách nữ dù trang điểm trẻ trung thế nào cũng không ai có thể rực rỡ được như phương mỹ do trời sinh đã đoan trang những người khác ngoài ghen tị cũng chỉ còn cách hâm mộ thôi Nói tới cũng lạ thật, tiêu phàm vừa xoa đầu, cô bé liền cười hì hì, trở nên vui vẻ, bước lên khoác tay tiêu phàm giống như em gái, cũng không ai cảm thấy có gì đó bất thường. Cô vốn ngây thơ, dễ thương như thế. Chú Phương cũng tới nữa sao? Tiêu phàm tùy ý cầm bàn tay cô, thuận miệng hỏi. Không, ba em đang ở thiết môn, công việc rất bận, mẹ em đến thôi. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu. Nhiều vũ đình quan hệ rộng, là trưởng bối của Lâm Tịch Phàm, lại có quan hệ mật thiết với vợ chồng Diệp Khí Vân, hoàn toàn có thể. Nằm ngoài dự đoán của tiêu phàm, trưởng bối hào môn thế gia tham dự buổi tiệc này thật không ít, không những nhiều vũ đỉnh tới, thậm chí ngay cả ba của hắn tiêu Trạm tiêu bộ trưởng cũng suốt đầu lộ diện, còn có lục hồng cũng có mặt. Ngồi xung quanh hai cái bàn lớn là các vị trưởng bối, Diệp Khí Vân đích thân tiếp đón. Mặc dù là tiệc đứng nhưng nhất định phải phân rõ ràng, chỗ ngồi cũng phân chủ thứ. Những thân phận như Diệp Khí Vân, Tiêu Trạm, Lục Hồng thì thế nào? Nói gì thì nói cũng phải có sự khác biệt. Về mặt nhà ăn, cũng dùng cách này để thấy được sự tôn quý của hai bàn khách. Trừ điều đó ra, còn có điều không giống bình thường là xung quanh hai bàn lớn, có mấy nhân viên đứng phục vụ mặc đồng phục, sẵn sàng phục vụ khách bất cứ lúc nào. Đây cũng là điều mà tiệc đứng bình thường không có, phục vụ những lão đại lâm thời này. Thấy con gái mình nắm tay tiêu phàm đi tới, nhiều vũ đình mỉm cười chào hỏi. Tiêu phàm đến đấy à? chào cô Nhiêu. Tiêu phàm vội cúi đầu làm lễ với Nhiêu Vũ Đình. Giản Tú Hoa nhìn thấy con trai, mặt mày liền hớn hở, nhưng tiêu chạm lại nhíu mày. Con đến thì đến thôi, khoác tay con gái người ta làm cái gì. Phương do Mỹ tuy ngây thơ, lãng mạn, cũng đã 16-17 tuổi rồi, ở cái xã hội phát triển này, 16-17 tuổi cũng không thể tính là hoàn toàn trưởng thành. Mấu chốt nằm ở gia thế hai nhà, nếu lan truyền ra ngoài, nói tên, đạo sĩ, nhà tiêu gia kia đang có ý với con gái Phương gia, thử hỏi mặt mũi tiêu chạm biết giấu vào đâu. Đứa cháu đích tôn không chịu thua kém này của tiêu gia, chẳng những liều lĩnh xuất ra, bây giờ còn không bằng cầm thú có ý đổ với thiếu nữ vị thành niên. Tuy nhiên, nhiều vũ đình hình như không hề bất mãn, nên tiêu chạm cũng không thể tùy tiện nổi giận. Có một số chuyện, không thể nổi cáo trước mặt nhiều người, nếu không thì sẽ không thể thu xếp được, chỉ có thể về nhà đóng cửa bảo nhau. Xem chừng, nhiều vũ đình cũng có ý như vậy, ngoài mặt không sao, trong lòng không biết phẫn nộ cỡ nào. Tiêu lão ra ra giáo như thế sao? Mặc dù không tức giận trước mặt mọi người, nhưng lúc tiêu phàm cúi người chào hỏi, tiêu chạm khẽ, hư, một tiếng coi như là nhắc nhở. Về việc tiêu chạm không hài lòng, trong lòng tiêu phàm đương nhiên biết rõ, nhưng lại không giải thích gì nhiều. Lúc này mà giải thích, có thể làm tổn thương phương do Mỹ, sẽ làm cô bé ngại. Trừ tiêu chạm ra, mấy vị trưởng bối khác cũng tỏ thái độ khác thường với tiêu phàm. Diệp khí vân gật đầu mỉm cười đáp lễ với tiêu phàm. Có điều, ai cũng có thể nhận ra, nụ cười này của diệp khí vân mang tính lễ tiết thuần túy, hoàn toàn là nể mặt tiêu lão ra và tiêu trạm. đối với tiêu phàm, thái độ diệp khí vân vẫn như trước đây. Diệp khí vân không phải họ hàng thân thích của tiêu gia, cũng không có, ghen ghét gì với tiêu phàm, nhưng cũng không thân thiết. Diệp khí vân tính tình đoan chính, hành sự đứng đắn, chỉ sợ giống như tiêu chạm, với sự phản bội của đích tôn tiêu gia này, tận sâu trong lòng rất không hài lòng. Cứ quy củ theo sự sắp xếp trong nhà làm một cán bộ không tốt hay sao? Tương lai kiểu gì cũng là một lãnh đạo lớn nhỏ gì đó, tại sao cứ phải khác người như thế, đi học đạo gì đó? Thật ra, thiếu gia tiêu gia này cuối cùng cũng cải tà quy chính, xuống núi rèn luyện. Thế này cũng tốt mà. Đây mới là con cháu tiêu gia. Còn thái độ của Lục Hồng với tiêu phàm hoàn toàn khác, cho dù cũng chỉ là mỉm cười gật đầu với Tiêu Phàm, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Lục Hồng này là cười từ tận đáy lòng, vô cùng thân thiện. Tiêu Phàm, lại đây, giới thiệu với cậu, đây là chủ nhiệm cao giáo sư Cao Thiên vọng chuyên gia Đông y có tiếng. Bên cạnh Lục Hồng là một vị tiên sinh đầu bạc, Lục Hồng rất nhiệt tình giới thiệu cho Tiêu Phàm. Giáo sư Cao, chào ngài. Tiêu Phàm có chút ngỡ ngàng, thật sự không nhớ ra vị giáo sư Cao Thiên vọng này là thần thánh phương nào cũng không phải nói, mỗi chuyên gia đông y, tiêu phàm đều quen biết hoặc nghe nói đến, nhưng người này xuất hiện ở buổi tiệc đính hôn của Diệp Linh, lại ngồi cùng với quan chức cấp cao của tỉnh bộ như Diệp Khí Vân, Tiêu Trạm, Lục Hồng, chắc chắn phải là cao nhân, không thể là thế yếu, có thể thấy là nhân vật khó lường. Thế nhưng tiêu thiếu ra lại không có ấn tượng gì với vị giáo sư cao này. chương 257, giáo sư cao kiêu ngạo, giáo sư cao rất kiêu ngạo. Vị chuyên gia đông y này, nhìn qua khoảng từ 65 đến 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, mỉm cười gật đầu với tiêu phàm, thần thái ngạo nghễ, tựa hồ không hề coi vãn bối tiêu phàm ra gì. Lục Hồng vội vàng nói, giáo sư cao, tiêu phàm là trưởng phòng cục tôn giáo quốc gia, rất có hiểu biết về châm cứu trong đông y. Nếu là trước đây, cái gọi là thân phận trưởng phòng cục tôn giáo của tiêu phàm, mọi người đều giữ kín như bưng, chỉ sợ tránh không kịp bây giờ trước mặt mọi người lục hồng lại nhắc đến nhưng tuyệt đối là có lòng tốt từ sau khi tiêu phàm chữa khỏi bệnh đau đầu cho lục hồng trong mắt ông ta tiêu phàm không phải là giả thần giả thánh gì cả mà là nhà nghiên cứu quốc học là hàng thật đúng giá thậm chí có thể nói là cao nhân đắc đạo đã là cao giáo sư của đông y có thể được liệt cùng với bí thư tỉnh ủy thủ trưởng ủy ban trung ương thế thì tiêu phàm về lý cũng nên có sự tôn trọng châm cứu giáo sư cao cười ha hả có chút xem thường. Đông y còn phải nghiên cứu tứ trần, vọng, văn, vấn, thiết bốn phương pháp chữa bệnh của đông y, nghe, nhìn, hỏi, sở kiến thức cơ bản phải vững chắc. Còn như các kỹ xào khác, suy cho cùng đều là những đường cơ bản, không tốn quá nhiều công sức để nghiên cứu, cùng lắm cũng chỉ phát sinh tác dụng phụ thôi, ha ha, trưởng phòng tiêu tuổi còn trẻ, cũng đã là cán bộ lãnh đạo, tiền đồ sẽ rất rộng mở. Một câu cuối cùng này, cuối cùng cũng là khen ngợi trưởng phòng tiêu có điều rất rõ ràng, với Cao Thiên Vọng, Tiêu Phàm chỉ có một câu khen về chức vụ lãnh đạo nhà nước, còn cái gọi là thuật châm cứu cũng làm cho giáo sư Cao kia nhìn bằng một con mắt. Tiêu Phàm lại không hề giận, gật đầu nói. Giáo sư Cao nói rất có lý, vọng, văn, vấn, thiết là cơ sở của việc chẩn đoán trong đông y. Thuốc thường dùng của đông y có đến mấy chục vị, không đến một trăm vị, chứng hàn dùng những thuốc này, bị nhiệt dùng những thuốc kia, dùng để trị bệnh cứu người, dùng sai sẽ rất phiền phức. Mấu chốt còn nằm ở trần đoán bệnh chính xác Có điều, những lời này Tiêu phàm đương nhiên không thể nói trước mặt mọi người Tiêu thiếu gia thực ra là người rất hiểu đạo lý Có thể thấy vị cao giáo sư này là vì Địa vị học thuật và học vấn Mới được ngồi ngang hàng với thủ trưởng bộ Đại tướng biên giới Tiêu thiếu gia đương nhiên không thể tranh giành Địa vị học thuật này với người ta Hắn đã là con cháu tiêu gia Thì cái gì cũng không thể Một vị trí nhỏ nhoi của hắn ở đây hà cớ chi lại đi đập bát cơm của người khác. Nhưng Lục Hồng rõ ràng không cho là như vậy. Ông ta cố ý giới thiệu tiêu phàm với Cao Thiên Vọng, là muốn giữ thể diện cho tiêu phàm trước mặt mọi người. Mọi người đừng coi cháu đích tôn của tiêu gia là một kẻ phản đạo, giả thần giả thánh. Cái mà người ta học là chẩn đoán đông y, chính thống là tinh hoa văn hóa đất nước. Nhưng cái lão họ cao này lại không phối hợp, không ngờ lại gây khó dễ trước mặt tiêu trạm và giản tú hoa, Lục Hồng có thể có chút ngượng ngùng. Làm không tốt, Tiêu Trạm và Giản Tú Hoa sẽ cho rằng ông ta và Cao Thiên Vọng đang hát đôi, cố ý làm mất mặt Tiêu Phàm, mất mặt Tiêu Trạm. Giáo sư Cao, lời không thể nói thế được, dù là kỹ thuật giống nhau, nhưng chỉ cần học đến nơi đến chốn cũng có thể học để mà vận dụng, đó chính là kỹ thuật tốt. Nói không phải gạt ông, trước đây tôi mắc chứng bệnh đau đầu, đi khám rất nhiều bác sĩ, đông y, tây y đều đã khám qua, nhưng đều không có hiệu quả. Sau này chính là Tiêu Phàm dùng châm cứu trị khỏi bệnh cho tôi, rất linh, chỉ khỏi tận gốc đến bây giờ cũng không tái phát. lục hồng cười nói, nhìn về phía ánh mắt của cao thiên vọng hơn ba phần nghiêm nghị. ai dè cao thiên vọng hình như căn bản không hiểu ánh mắt lục hồng, liền nói: trưởng ban lục về đông y mà nói, chỉ cần không có khối u, đau đầu không phải bệnh gì nghiêm trọng, những chứng bệnh nghiêm trọng phải dùng tây y để đối phó. trưởng ban lục đã đi khám không ít bác sĩ, e rằng đều không tìm đúng người. ý câu này muốn nói nếu ngay từ đầu ngài đến tìm tôi, tôi sớm đã trị khỏi bệnh cho ngài rồi, còn châm cứu làm gì nữa. Sắc mặt của Lục Hồng lập tức cũng trở nên có chút khó coi. Lão họ cao này, tuổi cũng đã lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, tại sao lại không có mắt như thế? Cứ coi như ông thực sự là thần y thiên cổ khó cầu đi, ông cũng phải nể mặt tôi, khích lệ tiêu phàm mấy câu chứ, khó đến thế sao? Không thể ăn ít đi một miếng thịt sao, nhất định phải vặn tôi như thế à? diệp khí vân mỉm cười nói trưởng ban lục giáo sư cao là tổng cố vấn của công ty y dược kim tịch là nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu đông y quốc gia kinh nghiệm vô cùng phong phú người nhà tôi nếu có mắc chứng bệnh đau đầu nhức óc thường đều là mời giáo sư cao bốc thuốc rất hữu hiệu thấy vẻ mặt lục hồng không hài lòng diệp khí vân đành phải ra mặt giải vây cái gọi là công ty y dược kim tịch chính là công ty mà con rể ông ta lâm tịch phàm kinh doanh vị cao thiên vọng này mấy năm gần đây thường xuyên xuất hiện trên TV, tọa đàm ở khắp nơi, rất có tiếng tăm. Vừa may khám bệnh cho Diệp Khí Vân có hiệu quả, trở thành khách quý của Diệp Gia, sau khi Lâm Tịch Phàm quen biết Cao Thiên Vọng ở Diệp Gia, hai người thường nói chuyện với nhau rất thân thiết. Nên đã mời Cao Thiên Vọng làm cố vấn cho công ty y dược. Là người kiêu ngạo, thế nhưng căn bệnh cũ của ông ta lại không phải bây giờ mới có. Chỉ có điều, với Diệp Khí Vân mà nói, sự kiêu ngạo của Cao Thiên vọng cũng là biểu hiện của người có bản lĩnh, một số người có tài cũng có tính như thế, dù sao vẫn còn tốt hơn Tiêu Phàm. Còn như Tiêu Phàm trị khỏi bệnh đau đầu cho Lục Hồng bằng châm cứu, Diệp Khí Vân lại không tận mắt thấy, nói thực ra là không tin lắm. Cứ coi như có chuyện đó đi, cũng chỉ là ăn may mà thôi. Chẳng lẽ trình độ y thuật của Tiêu Phàm lại cao thế, có thể cao hơn Cao Thiên vọng sao? Cũng như các vị trưởng bối khác của Tiêu gia, Diệp Khí Vân rất không ủng hộ Tiêu Phàm đương nhiên giả như tiêu phàm giống như uông thuật đô đi theo con đường của gia đình thì lại không phải bàn diệp khí vân đích thân ra mặt làm chỗ dựa cho cao thiên vọng lục hồng trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng chỉ biết kiềm chế gật đầu cười không muốn nói thêm gì nữa bất luận thế nào cũng không theo diệp khí vân mà tán thưởng giáo sư cao thần kỹ nói đến kiêu ngạo trưởng ban lục chẳng kém ai lục hồng thấy khó chịu phương mỹ do càng khó chịu hơn tiểu nha đầu không hề khách khí chừng mắt nhìn Cao Thiên Vọng, nếu không phải vì cô không biết gì về Đông Y, thì e là đã sớm gia nhập chiến đoàn tấn công Cao Thiên Vọng. Ôi, anh biết châm cứu sao? Xong, sau khi chừng mắt với Cao Thiên Vọng, hứng thú của tiểu nha đầu lập tức bị châm cứu thu hút. Kéo kéo ống tay áo tiêu phàm, thấp giọng hỏi, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ. Người này thật sự là thần kỳ, liệu sự như thần, thân thủ cao siêu, bây giờ đến cả châm cứu cũng biết luôn trong mắt cô, Tiêu Phàm quả thực trở thành một kho báu, bất cứ khi nào cũng có thể từ chỗ bí mật nào đó lấy ra bảo bối. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Vậy, châm cứu rốt cuộc là làm thế nào? Nguyên lý làm việc là gì? Cô hóa thân thành một học sinh giỏi ham học hỏi, tìm tòi. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích. Châm cứu chính là dùng kim nhọn đặc chế điểm vào huyệt vị trên cơ thể người để đạt được mục đích chữa bệnh. Nếu sau này em bị bệnh sẽ đến tìm anh anh dùng châm cứu chữa cho em được không tiêu phàm không khỏi bật cười tư duy của cô thật sự nói lên tính cách cô nhiều vũ đình sẵn giọng tiểu mỹ chớ có nói linh tinh con còn nhỏ như thế có thể mắc bệnh gì chứ phương do mỹ lập tức phản bác mẹ sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên mẹ đừng có mê tín như thế được không có ai cả đời không bị bệnh không bây giờ có sẵn một bác sĩ ở đây con nhất định phải hẹn trước để tránh đến lúc đó, tiêu thần y bận quá, không có thời gian khám cho con. Tiêu thần y, anh nói xem, có đúng không? Tiêu phàm líu lưỡi không nói được gì. Tại sao vừa không cẩn thận, bản thân lại biến thành tiêu thần y thế này? Có điều nỗi khổ tâm múa bảo vệ hắn của Phương do Mỹ cũng là rõ ràng. Vũ Đình à, tiểu Mỹ rất hoạt bát đáng yêu. Người phụ nữ trung niên ngồi bên canh vợ Diệp Khí Vân vừa cười vừa nói với Nhiêu Vũ Đình. Người phụ nữ trung niên này có chút giống với tướng Mạo Lâm Tịch Phàm, hẳn là bà thông gia của Diệp Khí Vân, nghe cách xưng hô của bà ta với nhiều Vũ Đình, dường như quan hệ của họ cũng rất thân thiết. Nhiều Vũ Đình nói, nó à, chính là bị làm hư rồi, rất thích quấy nhiễu. Phương do Mỹ liền bĩu môi, cũng chịu thua lý luận của mẹ, chỉ là đưa ngón tay vào lòng bàn tay của Tiêu Phàm gãi gãi. Tiêu Phàm có thể tham gia buổi yến tiệc tối nay, đối với Phương do Mỹ thực sự là vui hơn mong đợi. Tiểu cô nương bây giờ lòng đang tràn đầy su y gờ sứ những chuyện bình thường đều mặc kệ. Với kiểu tiệc tùng như này, thật ra tiêu phàm không hứng thú lắm. Hắn là cố ý mở rộng mạng lưới quan hệ cho tiêu gia, chứ không phải hắn vì thấy vui mà tham gia buổi tiệc này. Nói thật, tiêu chân nhân không có nhiều thời gian mà lãng phí như thế. Thấy phương do Mỹ cứ lưu luyến tiêu phàm, nhiều vũ đình liền hỏi. Tiêu phàm à, Trần Dương đâu rồi? Hai người gặp gỡ thế nào rồi? dù nói thế nào, trần dương cũng là đối tượng nhiều vũ đỉnh giới thiệu cho tiêu phàm, thân là bà mối cũng nên quan tâm một chút mới phải. lại nói chỉ cần xác định tiêu phàm và trần dương yêu nhau, sự thân thiết giữa phương do mỹ và tiêu phàm cũng không còn nữa. tính tình còn trẻ con mà, nhưng nếu giữa tiêu phàm và trần dương không thể kéo dài, thì nên đề cao cảnh giác, cẩn thận một chút. thanh niên bây giờ hiểu chuyện từ rất sớm, cho dù nhiều vũ đỉnh có tin tưởng tiêu phàm và phương do mỹ nhưng cần tắc vô ái náy nhất là giữa nam nữ thanh niên tình huống nào cũng có thể xảy ra tiêu phàm vội đáp cô nhiêu tối nay trần dương có nhiệm vụ không có thời gian ơ ờ, công việc quan trọng hơn nhiều vũ đình khẽ thở phào nhẹ nhóm nói tuy tiêu phàm không trả lời thẳng vấn đề nhưng từ câu nói này cũng có thể phân tích được ra tiêu phàm và trần dương đang qua lại với nhau bằng không tiêu phàm làm sao có thể nắm rõ tình hình trần dương như vậy được ngay cả tối nay có nhiệm vụ đều biết rất rõ. Nếu không có nhiệm vụ, có lẽ Tiêu Phàm đã cùng Trần Dương tham gia buổi tiệc này. Giản Tú Hoa lại có chút không vừa ý, nhíu mày nói. Tại sao ngành công an của bọn họ phải làm nhiệm vụ trong đêm thế? Con gái con nứa phải sống quy củ một chút mới tốt. Liên quan đến hoàn cảnh của Trần Dương, nhiều vũ đình sớm đã có nói cho Giản Tú Hoa, giới thiệu con dâu cho Giản Tú Hoa sao có thể nói dối được. Không có đạo lý ấy. Giản Tú Hoa cũng là đang lo lắng, sau này Tiêu Phàm và Trần Dương kết hôn, Trần Dương vẫn sống không có quy củ như thế, có thể sẽ không tốt. Ai sẽ chăm sóc con trai bà? Tiêu Phàm mỉm cười, nghe người lớn nói chuyện, bỗng lòng bàn tay trượt đau nhói, vội cúi xuống nhìn, lại chỉ thấy Phương do Mỹ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nghiêng đầu, dường như đang tức giận. chương 258, chứng nhiệt hay chứng hàn? Tiêu Phàm tức thời lại nhức đầu. Cho dù về chuyện nam nữ, tiêu chân nhân là gà mờ, nhưng tiêu chân nhân tuyệt đối không phải kẻ ngốc, phương do Mỹ vì sao bỗng nhiên tức giận, tiêu phàm đương nhiên biết lý do. Xem ra bất luận là tuổi tác lớn hay nhỏ, ghen vẫn là bản tính của phụ nữ. May mà Diệp Linh xuất hiện đúng lúc, hóa giải sự lung túng của bạn học cũ. Cả buổi tiệc đính hôn, Diệp Linh không xuất hiện, quả thật có chút kỳ lạ. Có thể thấy khách khứa đều đến đông đủ, yến tiệc sẽ chính thức bắt đầu, là nhân vật nữ chính của buổi tối nay, Diệp Linh nhất định phải có mặt. Diệp Linh mặc bộ lễ phục giả hội hoa hồng màu tím, trang điểm rất xinh đẹp, đi cùng Lâm Tịch Phàm, có thể nói là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Con gái Diệp Khí Vân vốn rất xinh đẹp. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Diệp Linh vẫn không nói câu nào, chỉ là khuôn mặt luôn luôn mỉm cười, tỏ ra rất thuộc nữ. Nhìn chăm chú vào gương mặt người bạn cũ, hai hàng lông mày của tiêu phàm khẽ nhíu lại, Diệp Linh bị ốm. Chẳng trách, trong tiệc đính hôn của mình mà nhân vật nữ chính mãi mới xuất hiện. Nghi thức khá đơn giản, dù sao cũng là đính hôn không phải kết hôn, hơn nữa gia đình hai bên cũng không phải những gia đình truyền thống, không thể làm phức tạp những nghi thức của một buổi tiệc đính hôn. Diệp Khí Linh sở dĩ đồng ý yến tiệc đính hôn thế này, chủ yếu là suy tính đến con đường làm quan. Dựa vào ý kiến mà Tiêu Phàm đề xuất cho Tiêu Trạm, thì Tiêu gia đang chuẩn bị có một đợt điều chỉnh đối với nội bộ nhân sự diệp khí vân sắp được điều lên bắc kinh tiếp nhận vị trí trung tâm của tiêu trạm đảm nhận trọng trách điều chỉnh toàn bộ hệ thống công ty còn tiêu trạm thì có thể ở ngoài làm bí thư tỉnh ủy thực hiện khát vọng chính trị của bản thân nếu phải đi bắc kinh sớm như thế thì bây giờ nhân lễ đính hôn của diệp linh cùng bằng hữu thân thiết gặp mặt một lần nối lại tình cảm thế này cũng rất hợp tình hợp lý tính cách của diệp khí vân và tiêu trạm không giống nhau mạnh vì gạo bạo vì tiền nhưng lại rất biết xử lý các quan hệ thân thiết. Đương nhiên, phải có một điều kiện tiên quyết, đó là không vi phạm nguyên tắc. Ví như buổi tiệc đính hôn này, nếu không phải bản thân Lâm Tịch Phàm rất có tiền, thì Diệp Khí Vân sẽ không đồng ý tổ chức ở hội sở Hoa Nhài. Quá xa hoa, quá lãng phí. Lâm Tịch Phàm thậm chí còn bao cả cái hội sở Hoa Nhài này. Tối nay, hội sở Hoa Nhài không mở cửa đón khách, mà chỉ phục vụ cho Lâm công tử. Nếu hai hôm trước Diệp Linh không đột nhiên bị ốm, thì tiệc đính hôn tối nay sẽ rất hoàn hảo. Sau khi nghi thức kết thúc, Diệp Linh theo Diệp Khí Vân trở về bàn ăn, gật đầu cười với Tiêu Phàm. Nói thật là Diệp Linh cũng không ngờ Tiêu Phàm có thể đến tham dự tiệc đính hôn của cô. Mặc dù quan hệ của Diệp gia và Tiêu gia rất thân thiết, những ngày lễ Tết thường xuyên qua lại, nhưng từ sau khi tốt nghiệp trung học, Diệp Linh cũng ít gặp Tiêu Phàm. Mấy năm trước Tiêu Phàm không phải là người đứng đầu trong cái nhóm hào môn thế gia ở Kinh Thành. Hồi học trung học, Tiêu Phàm thông minh hiếu học, khiếm tốn lễ độ, lại anh Tuấn phóng khoáng, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều bạn nữ. Chỉ có điều, sau này, Tiêu Phàm kiên trì đăng ký thi học viện đạo giáo mới làm cho bạn bè kinh ngạc, nghĩ đầu óc Tiêu Phàm có vấn đề. Lâm Tịch Phàm liền giải thích xin lỗi khách mời, xin lỗi các vị, Tiểu Linh đột nhiên đau họng, không nói được, xin lỗi mọi người diệp linh cũng gật đầu vẻ mặt có lỗi có thể nhìn thấy cô đang cố gắng đẻ nén đau đớn ở đây không phải có một vị giáo sư đông y sao đau họng cũng đâu phải bệnh nặng gì một giọng nói đột ngột cất lên mọi người theo tiếng nói nhìn lại đúng là phương do mỹ đôi mắt to của cô trừng lên căng tròn nhìn thẳng vào mặt cao thiên vọng rõ ràng là có ý khiêu khích mới vừa rồi cao thiên vọng gây khó dễ cho tiêu phàm chính là đã đắc tội với phương đại tiểu thư rồi Ông đã tài giỏi thế, tại sao không trị khỏi bệnh cho Tân Nương, đi. Ông lại còn là tổng cố vấn công ty y dược của Lâm Tịch Phàm nữa. Lần này xem như tiểu nha đầu cô bắt được cơ hội, ngay lập tức không hề do dự chơi lại ông. Tiểu Mỹ, nhiều vũ đình liền cao mày, rất không vui quát lớn một tiếng. À, giáo sư Cao đã kê đơn thuốc rồi, cũng đã uống thuốc rồi, chứng bệnh này phải từ từ thanh nhiệt giải độc, cần vài ngày mới có thể khỏi được lâm tịch phàm liền vội vàng nói cao thiên vọng ngẩng đầu lên nói tịch phàm yên tâm đi miệng bị lở cổ họng sưng đau cũng chỉ là chuyện nhỏ kiên chỉ uống thuốc sẽ khỏi nhanh thôi vâng đúng vậy không phải vấn đề gì lớn cả lâm tịch phàm liền tiếp lời dường như vô cùng tin tưởng cao thiên vọng tiêu phàm nhìn kỹ gương mặt diệp linh một chút bỗng nhiên hỏi diệp linh có phải khoang miệng của cậu vẫn bị lở lâu rồi không diệp linh liên tục gật đầu khoa tay múa chân lại không thể nói được quả thật cổ họng cô đã sưng lên như quả đào rồi ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không nói ra được có phải cổ họng cậu sưng đau gần hai năm nay giờ lại phát tác không sắc mặt tiêu phàm càng lúc càng trở nên chăm chú diệp linh gật đầu không ngớt vợ diệp khí vân không kìm được liền nói tiêu phàm sao cháu biết tiểu linh nhà cô bị lở khoang miệng nhiều năm nay rồi đã đến rất nhiều bệnh viện Khám rất nhiều thầy thuốc, Đông y Tây y đều có, đi đi lại lại mà vẫn không khỏi. Hai, năm nay lại thêm đau họng, cũng đã đi chữa khắp nơi, thật không biết là thế nào, trong người sao lại nóng như thế. Nói xong liền lắc đầu liên tục, thở dài, vẻ mặt trở nên buồn rầu. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói: "Cô à, lở khoang miệng và cổ họng đau không hẳn là nóng trong người. Nhiều khi cơ thể quá suy nhược cũng có thể xuất hiện chứng bệnh này." Tiêu Phàm chưa nói hết câu, Cao Thiên Vọng đã ha hả cười, vuốt vuốt bộ dâu trắng, liếc nhìn tiêu phàm nói. Trưởng phòng tiêu lý luận rất mới mẻ và độc đáo. Theo như cậu nói, cổ họng xương đau không phải chứng nhiệt thì là chứng hàn hả. Lập tức liền có người gật đầu hùa theo lời nói của Cao Thiên Vọng. Thật ra, theo như lý luận đông y thông thường mà nói, cổ họng xương đau, khoang miệng lở đều là triệu chứng của chứng nhiệt, nói theo dân gian chính là nóng trong người. Với những người ở thế hệ trước, đây gần như đã trở thành kiến thức phổ thông. Tiêu phàm liếc nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói. Giáo sư cao, nếu như ngay cả lý luận này ông chưa từng nghe thì tôi thực sự thấy có chút kỳ quái đấy. Thận suy yếu thì khí dương không có chỗ nào dựa vào, tất nhiên phải sông lên, gây ra các triệu chứng giống như chứng nhiệt. Bác sĩ không có kinh nghiệm rất dễ chẩn đoán là nóng trong người, cái gì mà nghiêu hoàng, khổ bách, sừng tê giác đều đem ra dùng, như thế sẽ phản tác dụng, chỉ có hỏng việc. Sắc mặt Lâm Tịch Phàm nhất thời có chút kỳ lạ, liếc nhìn giáo sư Cao một cái. Giáo sư Cao kê đơn cho Diệp Linh không phải là mấy vị thuốc gì đó lành lạnh sao? Bây giờ, theo như lời Tiêu Phàm, Cao Thiên vọng đã hoàn toàn làm ngược lại, là chẩn đoán sai. Tuy nhiên Lâm Tịch Phàm cũng nhanh chóng thu mắt về. Bất kể như thế nào, Cao Thiên vọng mới là bác sĩ Đông y chính thống, nhưng Tiêu Phàm lại làm việc ở cục tôn giáo, nên tin ai đây, thật chẳng biết làm thế nào thấy tiêu phàm nói năng lỗ mãng chỉ trích mình cao thiên vọng liền không chút khách khí cười lạnh một tiếng nói hóa ra trưởng phòng tiêu ngay cả đông y cũng tinh thông như thế ngược lại là tôi kiến thức nông cạn theo cách nói của trưởng phòng tiêu thì bệnh nhân bị nóng trong người còn phải ăn đương quy nhân sâm thập toàn đại bổ phải không tiêu phàm cao mày không hề để ý lời nói của cao thiên vọng nói với diệp linh diệp linh đưa tay cho tớ bắt mạch đi vị cao giáo sư này xem ra là người cực kỳ tự phụ cực kỳ cố chấp tiêu phàm không muốn đấu khẩu với ông ta một cách vô nghĩa diệp linh nhất thời do dự hướng ánh mắt cầu cứu tới diệp khí vân nói thật ra cô cũng không tin y thuật của tiêu phàm lại lợi hại hơn cả giáo sư cao nhưng có mặt tiêu chạm và giản tú hoa ở đây diệp linh cũng không biết làm thế nào nếu từ chối tiêu phàm một cách thẳng thừng sẽ rất ngại với chú tiêu và cô giản đúng lúc này lục hồng lên tiếng diệp linh còn đưa tay cho tiêu phàm bắt mạch đi chú lục đã đích thân thử nghiệm rồi y thuật của tiêu phàm rất lợi hại trưởng ban lục vốn đã không vừa mắt với cao thiên vọng quả nhiên lục hồng vừa nói ra cao thiên vọng lập tức nóng mặt biến thành màu gan lợn xem ra trong lòng ông ta đang vô cùng phẫn nộ nhưng lục hồng để ý ông ta phẫn nộ hay không làm gì chứ chẳng thèm nhìn lấy một cái lục hồng đã lên tiếng thì diệp linh không còn gì do dự nữa nếu như không làm theo thì không chỉ đắc tội với tiêu phàm mà cũng đã làm mất lòng lục hồng. Tình huống thế này, ngay cả Diệp Khí Vân cũng phải đau đầu. Diệp Khí Vân cười nói, Tiểu Linh, con và tiêu phàm là bạn học cũ, bạn học bắt mạch cho con, là chuyện tốt mà. Diệp Linh mỉm cười gật đầu, đi đến chỗ tiêu phàm, nhẹ nhàng đưa tay ra. Diệp Linh thật sự rất gầy yếu, cánh tay gầy chưa cả xương, không có sự dẻo dai, đầy đặn của một cô gái trẻ. Tiêu Phạm đặt ngón tay lên mạch cổ tay Diệp Linh, hắn lập tức nhíu mày, khoảng chừng nửa thời gian uống một chén trà, Tiêu Phạm mới thả mạch cổ tay cô ra, bảo cô há miệng, nhưng lại không xem cổ họng. Mọi người tò mò hạ ly xuống, nhìn Tiêu Phạm một cách chăm chú. Mạch đập nhanh mà suy yếu là chứng thận suy điển hình. Cậu nói đùa gì vậy? Mạch đập nhanh, suy yếu là biểu hiện của chứng nhiệt. Đây là kiến thức phổ thông trong chẩn đoán Đông y, không phải sao? tiêu phàm còn chưa dứt lời cao thiên vọng liền không hề khách khí cắt ngang sa sầm mặt xuống tỏ ra rất không vui trưởng phòng tiêu cậu tình nguyện nghiên cứu đông y đây là chuyện tốt thanh niên hiếu học nên ủng hộ nhưng đông y là ngành khoa học rất nghiêm túc không thể tùy tiện đưa ra kết luận nếu chẩn đoán sai tất cả các phương pháp sau đó sẽ sai theo mạch đập nhanh làm sao có thể là suy thận được chứ tiêu phàm trầm giọng nói giáo sư cao thông thường mà nói Mạch đập nhanh chính là chứng nhiệt. Nhưng người ta nếu trong lúc cơ thể suy nhược, sinh khí sẽ yếu đi, mạch sẽ đập nhanh. Đây là do Thần Y Trương Trọng Cảnh đã nêu ra một cách rõ ràng trong lý luận về bệnh thương hàn. Trương Cảnh Nhạc ở Triều Minh cũng đã nói đến loại mạch này trong Cảnh Nhạc Toàn Thư. Có điều các bác sĩ Đông y sau này có rất ít người chú ý điều này. Những thứ khác không nói, Diệp Linh bây giờ gầy đến thế này là những biểu hiện bên ngoài do sinh khí suy yếu. Nếu chị theo chứng nhiệt thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Chương 259, linh nghiệm như thần. Bữa tiệc đính hôn bỗng biến thành cuộc tranh luận về Đông y. Chuyện lớn, sẽ có vấn đề gì lớn chứ? Lẽ nào chứng nhiệt rõ ràng như thế, còn cần thập toàn đại bổ sao? Giọng điệu giáo sư cao càng thêm không vui, có điều còn phải cố gắng khống chế cơn tức của mình. Đây coi như là nể mặt tiêu ra, nếu đổi lại là ở nơi khác, một tên tiểu tử trẻ danh không tên tuổi mà dám nghi ngờ y thuật của mình giáo sư Cao sớm đã giận dữ, phủi áo bỏ đi rồi. Nhưng lúc này, Cao Thiên Vọng không thể làm thế. Đừng thấy cái bộ dạng cao ngạo của ông ta, đến ngay cả lãnh đạo cấp cao như Tiêu Trạm, Diệp Khí Vân, ông ta cũng không coi ra gì, thực ra chỉ làm ra vẻ thế thôi. Cao Thiên Vọng vốn là người đặc biệt để ý đến vinh hoa thế tục. Sở dĩ kiêu ngạo như thế, cũng chẳng qua là thủ đoạn nào đó thôi. Hiện nay rất nhiều người học theo như thế, anh càng giả thần giả quỷ, cao cao tại thượng, thì người khác càng kính nể anh. Chuyên gia hoặc lãnh đạo giản dị dễ gần, thường làm cho người khác cảm thấy không đủ uy danh. Tiêu phàm, theo như chẩn đoán của cậu, bệnh của Diệp Linh phải dùng thuốc gì? Lục Hồng không thèm để ý đến Cao Vọng Thiên liền nói với Tiêu phàm, rồi lại nói thêm một câu. Mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột thì đều là mèo giỏi. Thần y Trương Trọng Cảnh đã nói như thế, thì chắc chắn là có lý. Kỳ thực, Liên quan đến sự tích vẻ vang của Thần Y Trương Trọng Cảnh, cũng chỉ là được đề cập một cách đơn giản trong sách giáo khoa lịch sử trung học, không phải là người chuyên học về Đông y, ai mà nhớ được mấy thứ đấy. Nếu không phải Tiêu Phàm nhắc tới, Lục Hồng cũng không nhớ nổi vị Trương lão phu tử kia là thần thánh phương nào. Cao Thiên vọng hắng giọng nói: "Trưởng ban Lục, đây không phải chuyện đùa đâu." Cao Thiên vọng chưa nói hết câu, quay qua nhìn Diệp Khí Vân và Diệp phu nhân, ý rất rõ ràng, Diệp Linh là con gái của hai người hai người định để con gái mình làm thí nghiệm cho người ta sao giáo sư cao hiểu được là lục hồng không hề chào đón mình đành phải cầu cứu diệp khí vân lục hồng có thể không nể mặt ông ta nhưng chắc chắn không thể không nể mặt diệp khí vân diệp khí vân trầm ngâm không nói gì sắc mặt diệp phu nhân cũng tỏ ra lo lắng dịu dàng nói tiêu phàm à con là khách buổi tiệc đã bắt đầu rồi có chuyện gì cần bàn bạc thì để cơm nước xong xuôi rồi hãy nói đây cũng là muốn cho tiêu phàm một đường lui, suy cho cùng thì Diệp Phu Nhân cũng vẫn tin tưởng cao thiên vọng. Người ta là giáo sư Đông y chính thống mà, tiêu phàm lắc đầu nói. Cô à, bệnh của Diệp Linh vốn rất nghiêm trọng, lại thêm hai ngày nay uống thuốc giải nhiệt, càng là hỏa vô đơn trí. Nếu không nhanh chóng điều trị, chỉ sợ. Chỉ sợ thế nào, con có gì nói thẳng đi. Điều gây ngạc nhiên, người lên tiếng lại là tiêu chạm, sắc mặt hết sức nghiêm nghị nhưng ánh mắt nhìn tiêu phàm lại ngầm có ý khích lệ mặt khác tiêu trạm không hẳn đã tin tưởng đứa con trai này nhưng nói về y thuật thì không phải bàn trước đây ông nội bệnh trầm trọng như thế ngay cả tổ chuyên gia của bệnh viện trung ương còn phải bó tay thông báo là bệnh tình nguy kịch kết quả là được tiêu phàm chữa khỏi thấy bộ dạng cao thiên vọng như vậy trong lòng tiêu trạm cũng không thoải mái cho dù con trai tôi là một thùng cơm bình dân giờ đặt ở trước mặt tiêu trạm tôi đây tôi cũng mát mặt Uống chi tài năng thần kỳ này của tiêu Phàm tiêu Trạm đã tận mắt nhìn thấy ngoài ra lúc tiêu trạm ra mặt cũng có một vài suy nghĩ khác có lẽ ngay từ đầu tiêu Phàm đã quan tâm đến người bạn cũ là diệp Linh nên mới hỏi đến bệnh tình của cô nhưng tình hình phát triển đến mức này đã trở thành dối rắm rồi theo như ý kiến của bà Diệp chuyện này nên dừng ở đây e là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt vợ chồng diệp khí Vân cho rằng tiêu Phàm cố ý quấy rối một khi đã như vậy, chỉ bằng nói cho rõ, nếu như quả thật Tiêu Phàm sai, để vợ chồng Diệp Khí Vân trách cứ cũng coi như không oan. Còn nếu Tiêu Phàm đúng, chẩn đoán của giáo sư cao kia có vấn đề, thì chứng tỏ Tiêu Phàm không phải là cố tình gây rối. Có lẽ cách nhìn của vợ chồng Diệp Khí Vân đối với Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không thay đổi. Nể mặt bộ trưởng Tiêu cũng rất quan trọng. Nếu không lập tức chữa trị e rằng Diệp Linh không thể sống qua được bữa tiệc này. Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu rất thận trọng lời vừa nói ra lập tức tất cả mọi người đều biến sắc tiêu tiên sinh không đến mức đấy chứ lâm tịch phàm khó chịu hừ một tiếng rất không hài lòng nói mặc dù anh ta đã cố áp chế cơn phẫn nộ của mình nhưng vẫn không giấu được thực sự cái tên tiêu phàm này quá kỳ quái rồi đây không phải nguyền rủa người ta sao phải biết rằng hôm nay là tiệc đính hôn của diệp linh chứ trong bữa tiệc vui vẻ thế này mà tiêu phàm lại ăn nói lung tung nhất định sẽ rất xui xẻo. Chẳng lẽ con cháu tiêu gia đều có tính cách bừa bãi như thế sao? Với tiêu phàm, Lâm Tịch Phàm chỉ là gần đây mới nghe thấy tên tuổi của hắn, nhưng với tiêu nhị ca, Lâm Tịch Phàm lại nghe danh đã lâu rồi, nghe nói là một anh cả rất vô trương, xem ra hai anh em nhà này tính cách giống nhau rồi, tự cao tự đại, không thèm để ý gì đến cảm nhận của người khác. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở dài. Tôi cũng hy vọng không đến mức đấy, nhưng Mạch Diệp Linh cho thấy, cơ thể cô ấy đã vô cùng yếu, giáo sư cao lại kê đơn thuốc hạ nhiệt cho cô ấy, kết hợp hai cái này, quả thật rất nguy hiểm. Trường phòng tiêu, nói ra thì phải chịu trách nhiệm đấy. Cao thiên vọng giận dữ, sắc mặt đã trở nên u ám. Tiêu phàm nói thế chẳng khác gì đang trực tiếp chỉ trích ông ta chính là đầu sỏ làm diệp linh, chúng độc tội danh này làm sao mà gánh nổi đây. Nhưng lại sợ đắc tội với tiêu gia, đành phải tự mình giải thích. Không khí bữa tiệc lập tức trở nên khó xử bà diệp liền liếc mắt nhìn lâm tịch phàm ý muốn anh ta nhanh chóng đưa diệp linh rời khỏi đây tránh cho cuộc tranh luận này lại kéo dài nữa trước mặt tiêu chạm và giản tú hoa không thể tùy tiện quát tiêu phàm được chỉ có thể dùng cách rút củi dưới đáy nồi để giải quyết lâm tịch phàm biết ý đưa tay ra kéo diệp linh miễn cưỡng tươi cười linh linh chúng ta đi kính rượu mấy người bạn bè khác đi diệp linh gật đầu đứng dậy vẻ mặt có chút xấu hổ thật sự không nghĩ sự việc lại xảy ra thế này, làm tất cả mọi người đều mất hứng. Quan trọng là khách ở đây đều không phải những nhân vật tầm thường. Tiệc đính hôn của mình lại thành ra thế này, trong lòng Diệp Linh dĩ nhiên không thoải mái, dường như cũng muốn trách cái tên tiêu phàm này. Không ngờ lại có chuyện xảy ra lúc Diệp Linh đứng lên. Vừa mới đứng dậy, Diệp Linh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, không đứng vững nữa, cả người trao đảo, may mà lâm tịch phàm nhanh tay ôm lấy eo cô nên cô mới không ngã xuống đất. Trong chốc lát sắc mặt cô đã biến đổi hoàn toàn. "Linh Linh, Linh Linh, em sao thế?" Chú rể nhất thời chân tay luống cuống. Những người khác đều hoảng sợ, nhất là bố mẹ Diệp Linh, chân tay cũng cuống cuồng hoảng hốt. "Mọi người đừng hoảng sợ, để Tiêu phàm khám bệnh cho chị Linh đi." Trong lúc bối rối, vang lên một giọng nói trong trẻo, lại là Phương Do Mỹ. Trong thời khắc quan trọng bỗng nhiên lại không tỉnh táo bằng một tiểu nha đầu cẩn thận mà nghĩ lại cũng không kỳ lạ lắm những người ngồi đó thật sự không hề có lòng tin với tiêu phàm chỉ có phương do mỹ cô dường như khăng khăng một mực tôn sùng tiêu phàm ai bảo các người không tin tiêu phàm thế nào bây giờ thấy linh nghiệm chưa lúc này ngoài tiêu phàm ra các người có thể tin tưởng ai đây chẳng lẽ còn tin tưởng tên giáo sư vô dụng gì đó sao đúng rồi tiêu phàm nhanh lên nhanh xem tiểu linh thế nào đi lần này lên tiếng lại là giản tú hoa bây giờ cũng chỉ có bà mới dục tiêu phàm tuy giọng điệu có ý ra lệnh nhưng hàm ẩn trong đó có chút đắc ý suy cho cùng vẫn là con mình đúng thật ra không cần dục tiêu phàm cũng đã chuẩn bị ra tay ánh mắt sắc bén trên tay cầm ba cái kim nhọn như lá liễu lâm tổng lại đây trước hết để diệp linh nằm xuống đây đi ơ ờ, được lâm tịch phàm không chừng mắt nhìn tiêu phàm nữa ngay lập tức để vợ chưa cưới nằm trên ghế sofa Diệp Linh vẫn cứ hôn mê, mặt trắng bệch, cổ và mặt đều đầy mồ hôi, môi nhợt nhạt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tiêu Phàm dùng kim điểm vào huyệt đạo Diệp Linh, cô giật mình một cái, từ từ tỉnh lại, mắt hơi mở, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, mặt cắt không còn giọt máu, vô cùng yếu ớt. Canh sâm. Tiêu Phàm dặn dò ngắn gọn. Canh sâm. Lâm Tịch Phàm không khỏi ngơ ngác. Đây không phải ở bệnh viện mà là đang ở hội trường, lấy đâu ra người nấu canh tuy nhiên lâm tịch phàm dù sao cũng là tổng giám đốc của công ty lớn lúc cần thiết năng lực quyết đoán cũng không tồi lập tức nói được rồi tôi lập tức gọi điện cho người ta làm canh sâm anh ta có một công ty y dược mà không cần anh nấu canh sâm ngay ở đây là được rồi ở đây họ có nhân sâm thượng hạng thật sao ở đây có sao lâm tịch phàm có chút thẫn thờ đúng thế tiêu phàm gật đầu các hội sở tư nhân bình thường không chắc chắn có nhân sâm thượng hạng nhưng chu đại thường chắc chắn có cha con chu ra vốn không phải đầu bếp tầm thường thấy tiêu phàm nói chắc chắn như thế lâm tịch phàm không trần trừ nữa vội vàng yêu cầu nhân viên phục vụ ở đây nấu canh sâm nhân viên phục vụ nhận lệnh đi làm ngay lâm tịch phàm nghĩ lại cảm thấy chưa ổn liền lấy di động ra gửi một tin nhắn có thể là thông báo cho cấp dưới nhanh chóng đem nhân sâm đến hội sở hoa nhài nếu chẳng may tiêu phàm đoán sai cũng không làm lỡ bệnh tình của Diệp Linh. Có điều, nỗi lo xa, này của Lâm Tịch Phàm rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, không đến 15 phút, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng bưng ra một bát sứ hoa văn tinh xảo, bên trong là đầy một bát canh sâm. Trước đây, chế biến món canh sâm này vô cùng tốn thời gian, nhưng bây giờ để cứu người, chỉ có thể nấu bằng nồi áp suất cách thủy. Hiệu quả đương nhiên sẽ giảm đi nhiều, nhưng tạm thời cũng có thể dùng được. Lâm Tịch Phàm vội nâng đầu Diệp Linh lên, từ từ bón cho cô ăn. Mọi người đều quan sát một cách căng thẳng, nhất là bà Diệp, nhìn không rời mắt, lo sợ con gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô yên tâm đi, anh tiêu phàm rất giỏi mà. Phương do Mỹ đứng bên cạnh an ủi. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có cô là từ đầu đến cuối đều hoàn toàn tin tưởng tiêu phàm. chương 260, bạn gái của anh tiêu phàm chính là cháu Cao Thiên Vọng cũng rất căng thẳng. Mặc dù y luôn một mực cười lạnh, Ánh mắt lại một khắc cũng không rời khỏi Tiêu Phàm và Diệp Linh. Thực ra lúc Tiêu Phàm dùng phương pháp lấy ngân châm châm huyệt khiến Diệp Linh tỉnh lại, Cao Thiên vọng liền biết chuyện đã hỏng bét rồi. Vốn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là biết sơ về y thuật, hiện tại xem ra là sai hoàn toàn rồi. Suy cho cùng, vẫn là do tấm biển lớn của lão Tiêu gia gạt Cao Thiên vọng. Theo Cao Thiên vọng thấy, con cháu thế gia hào môn không phải không có người nổi tiếng, thế nhưng khẳng định khổ công theo học trên lĩnh vực Đông y vẫn là chưa từng nghe nói tới. Nếu nói là bỏ công phu trên con đường làm quan, đó lại là chuyện rất bình thường. Không ngờ tên tiêu phàm này lại thật sự là có tài. Thực sự căng thẳng nhất, hiển nhiên là lâm tịch phàm. Là chồng chưa cưới của Diệp Linh, anh ta hiểu rõ nhất bệnh tình của Diệp Linh, bởi vì cổ họng xương đau, Diệp Linh nuốt vào vô cùng khó khăn, những đồ ăn cứng nghĩ cũng không cần nghĩ đến, căn bản ăn không nổi. Uống chút nước cũng đau đến khó chịu, thường thường hay nôn mửa, bát canh đáng thế này, lâm tịch phàm thật sự lo rằng diệp linh sẽ nôn ra. may mà chuyện này lại không xảy ra. diệp linh rất khó khăn uống bát canh xuống. một lát sau, trên gương mặt gầy gò liền nổi lên hai vầng đỏ nhàn nhạt, nhạt, dường như tinh thần khá hơn, hướng về phía tiêu phàm cố gắng cười một cái, giọng khàn khàn nói: tiêu phàm, cảm ơn. a, à, tiểu linh có thể nói chuyện rồi. diệp phu nhân lập tức mừng rỡ, kêu lên: bắt đầu từ ngày hôm qua. Diệp Linh bởi cổ họng sưng đau nên ngậm miệng không nói chuyện. Diệp phu nhân từng muốn hủy bỏ buổi tiệc đính hôn này, nhưng suy xét đến việc đã mời tiêu chạp, lục hồng, nhiều vũ đình những người này, do dự mãi, mới quyết định theo đúng kế hoạch tổ chức buổi tiệc. Đi bệnh viện kiểm tra, cũng chỉ nói là trong người nhiệt, không có vấn đề gì lớn. Đông y, Tây y đều nói như vậy. Diệp Linh nói bốn chữ này, người khác vẫn không cảm thấy gì, nhưng Diệp phu nhân thân thiết với ái nữ, liền biết quả thật rất khó khăn rồi tiêu phàm khoát khoát tay mỉm cười nói diệp linh cậu bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chỉ là mới bổ sung một chút nguyên khí đừng vội nói chuyện mình kê thêm một đơn thuốc cho cậu chuyên tâm điều trị tốt một chút đúng đúng tiêu phàm thế thì làm phiền cậu rồi diệp phu nhân lại liên tục nói thái độ đối với tiêu phàm khác hẳn sớm đã có nhân viên phục vụ dâng giấy bút cung thỉnh tiêu thần y kê đơn tiêu phàm nhấc bút vung lên mà viết Tổng cộng kê hai đơn, đưa cho Lâm Tịch Phàm. Nhìn kỹ một chút, cũng không phải là phức tạp gì, đều là một số vị thuốc thường gặp. Trong đơn thuốc thứ nhất, có thuộc địa như tất trích cam thảo, trạch tả, nhục quế, chế phụ tử. Đơn thuốc thứ hai lại là nhân sâm, thuộc địa, đương quy, bạch thuật, trích cam thảo. Lâm Tịch Phàm dù sao cũng là chủ tịch công ty y dược, bình thường đối với đơn thuốc của Đông y cũng không phải là không biết gì. Nhìn hai đơn thuốc này, không khỏi có chút kinh ngạc trần trừ nói. Trưởng phòng tiêu cái này, hai đơn thuốc này, đều là thuốc bổ nhiệt. Nói cho cùng Lâm Tổng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, Diệp Linh là bị chứng hàn chứ không phải là chứng nhiệt, lẽ nào lét khoang miệng và xương đau cổ họng đều không phải do nhiệt tạo thành sao? Thế này thật có chút phá vỡ kiến thức bình thường của mọi người. Tiêu Phàm cười cười, nói. Không sai, đây là hai đơn thuốc bổ nhiệt. Đơn thuốc thứ nhất là sắc để trấn âm, anh lập tức phái người đi bốc thuốc, sắc thuốc ra liền dùng đá làm lạnh một chút, cho Diệp Linh uống càng sớm càng tốt. Sắc thuốc chân âm này uống đến tối này mai thì đổi sang đơn thuốc thứ hai. Khoảng chừng 10 ngày, bệnh của Diệp Linh có thể cơ bản hồi phục rồi. Sau này cần chú ý tịnh dưỡng, những việc giảm ăn giảm béo này đều phải vừa phải, không thể quá mức. Thấy tiêu phàm nói chắc chắn như vậy, lâm tịch phàm không dám lại nghi ngờ nữa, liên tục gật đầu. Bất kể thế nào, tiêu phàm dùng phương pháp châm huyệt cứu Diệp Linh tỉnh lại, một bát canh uống vào diệp linh lập tức liền có thể mở miệng nói chuyện thực tế đã bày ra trước mắt lâm tịch phàm không khỏi không tin đưa đơn thuốc cho ta xem một chút diệp khí vân bỗng nhiên nói lâm tịch phàm liền vội vàng dùng hai tay dâng đơn thuốc lên ánh mắt của mọi người đều rơi trên mặt diệp khí vân hơn nữa muốn xem bí thư diệp uy nghiêm thận trọng đối với cái này có gì để nói diệp khí vân nhìn kỹ hai tờ đơn thuốc mà tiêu phàm kê không tỏ rõ ý kiến ngẩng đầu về phía tiêu phàm, trầm ngâm nói. Tiêu phàm, dựa theo chẩn đoán của cậu, bệnh của Diệp Linh là chứng hàn, thân thể suy nhược gây ra. Thế nhưng, vì sao thân thể suy nhược lại làm cho khoang miệng loét và cổ họng sưng đau được? Đạo lý này, cậu có thể giải thích một chút cho chúng ta được không? Tiêu phàm liền hướng về phía Diệp khí vân không người, không nhanh không chậm nói. Vâng, bác Diệp, thực ra nguyên lý này cũng không phức tạp, chiếu theo lý luận của Đông Y, trong cơ thể của con người đều có hai khí âm dương. Khi hai khí âm dương cân bằng, con người sẽ khỏe mạnh. Khi âm khí không đủ, dương khí cũng liền không có nơi để dựa, không thể ở lại trong thận được, liền chạy. Chạy đến chỗ nào, chạy lên trên, liền dẫn đến các bệnh trạng như cổ họng phát viêm, khoang miệng lở loét vi vi. Cháu thấy bệnh này của Diệp Linh không phải một hai năm, hẳn là rất nhiều năm rồi, khoang miệng loét có tính mãn tính. Diệp Linh lập tức liền gật đầu không dứt, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng bội phục. Rất nhiều bác sĩ đều có chung một xu hướng tư duy, cho rằng loét khoang miệng, sưng đau cổ họng những bệnh này đều là do cơ thể nóng, là chứng nhiệt. Thực ra cũng chưa chắc, phòng trừng Diệp Linh uống qua không ít các vị thuốc thanh nhiệt, kết quả là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Bệnh tình này liền lập đi lặp lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Bất kỳ một loại bệnh nào, chẩn đoán bệnh là bước đầu tiên, cũng là một bước quan trọng nhất, bước này đúng, Phương pháp xử lý phía sau mới chính xác. Chẩn đoán sai, tất cả các biện pháp phía sau đều là kê thuốc nhiệt, sai càng nhiều, phân lượng hạ xuống càng nặng, tổn hại với thân thể cũng càng nặng. Tiêu Phàm vừa nói tới đây, ánh mắt của mọi người đều không kìm lòng nổi nhìn về phía Cao Thiên vọng. Chỉ thấy giáo sư Cao hai tay ôm ngực, ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy ý khinh thường, vẫn là thế đổ lừa không đổ giá. Thế nhưng tỉ mỉ một chút, có thể nhìn ra, thân thể của giáo sư Cao không kìm được run nhẹ rất hiển nhiên nội tâm của giáo sư Cao tuyệt đối không giống như vẻ bình tĩnh bên ngoài của y. Đúng thế, đúng thế, lang băm hại người, nhất định phải cẩn thận. Giản Tú Hoa lập tức phụ họa. Diệp phu nhân đã tiếp đơn thuốc từ trong tay Diệp Khí Vân, lại đưa qua cho Lâm Tịch Phàm, liên tục thúc giục, nói. Tịch Phàm, lập tức phái người bốc thuốc, nhanh lên, nhanh lên. Theo lời tiêu phàm vừa nói, giống như thuốc này một khi uống vào, hiệu quả sẽ như dựng xào thấy bóng, mẹ con Diệp phu nhân liền an tâm, hiển nhiên là nửa khắc cũng không muốn chỉ hoãn, hận không thể lập tức giúp con gái yêu bình phục. Vâng, vâng. Lâm tịch phàm cũng không dám chậm trễ, liên tục gật đầu. Một bên dặn dò nhân viên phục vụ dìu Diệp Linh xuống nghỉ ngơi, một bên gọi điện thoại triệu tập nhân viên công ty chiếu theo đơn bốc thuốc. Thật không dễ dàng mới có thể yên tĩnh lại. Bố mẹ của Lâm Tịch Phàm và vợ chồng Diệp Khí Vân liền chào hỏi quan khách uống rượu dùng cơm, không khí trong phòng ăn lại trở nên náo nhiệt. Bất kể nói thế nào, hôm nay là tiệc đính hôn của Diệp Linh và Lâm Tịch Phàm, vẫn là chiêu đãi tốt các quan khách là việc đúng đắn nhất. Ước chừng mười mấy phút trôi qua, Lâm Tịch Phàm bỗng nhiên đưa Diệp Linh cùng bước đến, hai gò má trắng nhợt của Diệp Linh có dáng đỏ ửng, trên mặt cũng có nét mỉm cười, so với dáng vẻ suy nhược khi nãy, quả thực tưởng như hai người khác nhau. Lâm Tịch Phàm càng là vui vẻ ra mặt, vui đến nỗi không khép miệng lại được. "Tiểu Linh, tốt rồi ư?" "Diệp phu nhân vừa mừng" vừa sợ vâng vừa mới uống thuốc cảm giác tốt hơn nhiều rồi diệp linh mỉm cười trả lời mặc dù giọng nói vẫn là hơi khan nhưng so với khi nãy tốt hơn rất nhiều rồi nói chuyện đã tương đối lưu loát a à, anh tiêu phàm thật giỏi quá không đợi những người khác đưa ra phản ứng phương do mỹ tiên phong vỗ tay hoan hô ánh mắt của tiểu nha đầu nhìn về phía tiêu phàm cõi lòng lại đầy sùng bái tiêu phàm cái này quả thật là tuyệt vời thần y nhỉ diệp phu nhân lập tức giơ ngón tay cái về phái tiêu phàm chật chật lên tiếng gì quá khen thần y thật không dám nhận gặp may mà thôi tiêu phàm vội vàng khiêm tốn nói diệp phu nhân lắc đầu liên tục nói tiêu phàm cháu cũng không cần khiêm tốn đây không phải là gặp may đây là thực sự có bản lĩnh bệnh này của tiểu linh nhiều năm rồi cháu thần kỳ nhất một tờ đơn một toa thuốc liền có hiệu quả lợi hại lợi hại lục hồng cười nói Chính là cái lý này, con đường y học, muốn có hiệu quả thật sự, chỉ có biết múa mép khua môi bày ra tư cách đó cũng không có tác dụng. Tiêu phàm, ta thấy cậu không cần phải làm việc ở cục tôn giáo nữa, điều đi ngành quản lý an toàn vệ sinh đi, hay là đi ngành nghiên cứu đông y cũng được. Nói xong, Lục Hồng liền liếc sang bên, chỉ nhìn thấy vị trí bên cạnh đã trống từ lúc nào, sớm ở lúc lâm tịch phàm đưa Diệp Linh đi ra một lần nữa, giáo sư Cao Thiên Vọng bèn vô thanh vô tức chạy mất dạng rồi. Còn ở lại, chờ bị người ta đánh vào mặt hay sao? Nếu sau khi trải qua chuyện này, giáo sư Cao có thể đem tâm tư sốc nổi của mình thu hồi, bình ổn tinh thần, chuyên tâm nghiên cứu lại một chút học thuật Đông y, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Chẳng qua giờ này khắc này, sẽ không có ai đi để ý giáo sư Cao sau này có nằm gai nếm mật, có tức giận phấn đấu hay không. Cơ bản đều bị Tiêu thần y khuất phục rồi, chỉ lo vây quanh Tiêu Phàm nói chuyện không ngớt giản tú hoa càng là mặt mày hớn hở vẻ mặt hưng phấn không kìm được gắp thức ăn cho tiêu phàm chỉ cảm thấy đứa con trai này nhìn như thế nào cũng đều thấy thuận mắt ngay cả tiêu chạm mặc dù là vẻ mặt nghiêm túc nhưng bất luận thế nào đều khó giấu sự đắc ý trong mắt tiêu chân nhân không cẩn thận lại trở thành tiêu thần y nhưng cũng chỉ có thể do mọi người như vậy phong tặng hắn trưởng phòng tiêu đã kết hôn chưa lúc nói chuyện mẹ của lâm tịch phàm bỗng nhiên cười ha ha hỏi dáng vẻ cực kỳ có hứng thú Tiêu Phàm vội vàng nói. Cô, cháu vẫn chưa kết hôn. Vậy có bạn gái chưa? Nếu như không ngại, cô giới thiệu cho cháu một người nhé. Bà Lâm vô cùng nhiệt tâm nói. Cô, anh Tiêu Phàm đã có bạn gái rồi. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Phương do Mỹ bên cạnh đã mở miệng cướp lời. Ô, là cô nương của nhà ai vậy? Bà Lâm càng thêm hứng thú. Lời này nghe lên rất giống, kịch cổ trang, thế nhưng trong hào môn thế gia ở Bắc Kinh này, lại vô cùng bình thường. Tất nhiên đích tôn trưởng của tiêu gia, đối tượng cần tìm cũng nằm trong hào môn thế gia như vậy. Chính là cháu đó, cháu là bạn gái của anh tiêu phàm. Phương do Mỹ cười hì hì nói. Một lời vừa nói, tất cả mọi người ngồi đây đều kinh ngạc, trong mắt của mọi người đều sắp rơi ra. Tiểu Mỹ lại nói năng lung tung rồi. Một lát sau, nhiều vũ đình quát một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhà đầu này càng ngày càng không ra làm sao. Nó được chiều chuộng quá. Phương Do Mỹ lại càng cười vui vẻ, đôi mắt to nháy một cái, thật sự làm cho người ta khó có thể nhận ra cô bé là đang nói đùa hay là đang nghiêm túc. Chỉ khổ cho Tiêu Chân Nhân, trong phút chốc khuôn mặt trở nên đỏ rực, đứng ngồi không yên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 261, bàn bạc. Thêm nhiều, nhạc đệm, như vậy, bất luận như thế nào, buổi tiệc đính hôn này đều không thể nói là bình yên vô sự, trưởng bối Lâm Gia và Diệp Gia ít nhiều đều có chút xấu hổ. Nhất là mẹ của Lâm Tịch Phàm sau khi nghe lời nói đùa của Phương do Mỹ, trên mặt mặc dù là ý cười vui vẻ, nhưng sự cảnh giác trong lòng lại tăng lên, không hề mở miệng hỏi thêm những vấn đề liên quan đến cá nhân tiêu phàm nữa. Lâm Gia cố nhiên cũng tính là hào môn thế gia của thành Bắc Kinh, so với tiêu gia Phương Gia mà nói, vẫn là không thể bị kịp. Trước mắt, đại đa số con cháu chính thống của Lâm gia đều chuyển sang giới thương nhân, luận về thế lực chính trị, so sánh với phương gia chính là một trời một vực, về phần tiêu gia, càng không cần nhắc tới. Lâm gia ở thời kỳ cường thịnh nhất, cũng không thể đi so sánh được với tiêu gia. Phương do Mỹ chính miệng nói cô bé là bạn gái của anh Tiêu Phàm mặc dù nhiều vũ đình cũng có quát mắng khuê nữ nhà mình, thế nhưng rốt cuộc có phải là nói linh tinh, có phải là nói đùa hay không, ai mà biết được. Bề ngoài giống như cô nương của Phương gia, gả cho thiếu gia của Tiêu gia, quả thực là quá xứng đôi rồi. Nhất là ông cụ hai nhà đều đang tại thế, trên chính trị càng tăng thêm không ít. Đương nhiên, giữa Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ, tuổi tác cách biệt có chút lớn, hẳn là chênh lệch khoảng mười mấy tuổi. Thế nhưng cũng không có gì, đàn trai tuổi tác hơi lớn một chút, từ trước đến giờ đều không có chướng ngại gì to tát. Hôn nhân của thế hệ cách mạng trước đây, Tuổi tác chênh lệch giữa nam và nữ thậm chí còn vượt qua 20 tuổi. Mặc dù đó là tình hình đặc thù của thời đại chiến tranh tạo thành, thế nhưng cũng có thể giải thích, trong hào môn thế gia, người nam lớn hơn người nữ trong tầm 10 tuổi là hoàn toàn có thể chấp nhận, các bậc trưởng bối sẽ không đặc biệt để ý chuyện này. Nếu chẳng may các bậc trưởng bối của Tiêu gia và Phương gia đều có ý này, bản thân mình còn cứng rắn muốn tham dự vào chuyện giới thiệu đối tượng cho Tiêu Phàm, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? mà một câu phương do mỹ vừa thốt ra đó, làm cho không khí của một bàn này càng thêm ly kỳ. Giản Tú Hoa không biết vô tình hay cố ý quan sát Phương Do Mỹ, càng nhìn càng vui vẻ, càng về sau càng có chút vui vẻ ra mặt. Con bé tiểu Mỹ này, quả thật quá hợp với tâm ý của Giản Tú Hoa rồi, xuất thân gia đình không cần phải nói, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia đáng yêu biết bao, cần tướng mạo có tướng mạo, cần vóc dáng có vóc dáng. Đương nhiên, dáng người hơi thanh mảnh một chút thế nhưng đây không phải là dáng người tuổi vị thành niên chưa phát triển hoàn toàn hay sao? Dáng người cao như vậy, chỉ cần một khi phát triển, tuyệt đối là trong thon thả không mất đi đầy đặn, sinh sản rất dễ dàng. Tiểu phàm nếu thật sự lấy được khuê nữ này, vậy thì thật quá tốt rồi. Một điểm duy nhất khiến giản tú hoa có chút không được vừa ý cho lắm chính là Phương do Mỹ tuổi còn quá nhỏ, mới học cấp 3, đây nếu như phải đợi nó tốt nghiệp đại học gả cho tiêu phàm không phải là cần đến 6-7 năm hay sao? Giản Tú Hoa muốn bế cháu nội, vậy thì vẫn phải đợi. Chỉ có điều vì cuộc sống của con trai trong tương lai có thể thuận buồm xuôi gió, chờ thêm vài năm thì chờ thêm vài năm. Quan trọng bây giờ là phải đem chuyện này chắc chắn, không thể tin tiểu nha đầu này ăn nói lung tung. Vì một câu nói không đáng tin cậy như vậy, bắt Tiêu Phàm đợi vô ích 6, 7 năm, đến lúc đó tiểu nha đầu lại thay lòng, thích một người con trai khác, vậy thì không được. Trong phút chốc, Giản Tú Hoa thoáng có chút suy tính thiệt hơn so với sự suy tính thiệt hơn của giản tú hoa, tâm trạng của nhiêu vũ đình càng không bình tĩnh, thỉnh thoảng lại trừng mắt lườm con gái một cái. Xem ra nhà đầu này bị mình thương chiều hư rồi lời gì cũng dám nói ra. Vốn dĩ Nhiêu vũ đình đối với tiêu phàm cũng rất có thành kiến, phỏng trừng chuyện này, khẳng định có liên quan đến tiêu phàm. Con gái yêu của nhà Minh còn nhỏ tuổi nếu như không phải là bị lừa dối mê hoặc làm sao có thể thốt ra những lời đó được. Thế nhưng nhìn thấy tiêu phàm mặt đỏ tận mang tai, dáng vẻ đứng ngồi không yên quả thực không giống như làm bộ nhiêu vũ đình mới tin, tiêu phàm và bản thân mình giống nhau, bị tiểu nha đầu này tập kích bất ngờ, rồi. Dựa vào thân phận, đại sư chắc cũng không có chú ý trên người phương do Mỹ. Tiêu phàm nhã nhận điềm đạm, tuyệt đối không giống như giả vờ. Thế nhưng, kẻ đầu tiêu, phương do Mỹ, giống như không có việc gì cứ việc ngồi bên cạnh tiêu phàm, ăn uống bình thường cười hi hi, không hề cảm thấy mình đã gây hoạc không dễ dàng gì mới tan tiệc. giản tú hoa vội vã tiến lên bên cạnh nhiêu vũ đình cười nói. vũ đình à, trẻ con ở đâu cũng tùy ý nói đùa, em dù thế nào cũng đừng để trong lòng nhé. mặc dù trong lòng giản tú hoa vô cùng vừa ý tiểu cô nương của phương gia, thế nhưng lời vẫn phải nói như vậy. bất luận thế nào, phương do mỹ tuổi còn quá nhỏ, căn bản không phải lúc nên yêu đương. ai biết được trưởng bối phương gia nghĩ như thế nào đây ngộ nhỡ hiểu lầm đây là ý của phương do mỹ với tiêu phàm vậy thì làm sao được nhiều vũ đình nguyễn cưỡng cười nói chị con bé tiểu mỹ này bị chiều hư rồi thích nói đùa linh tinh mẹ con không hề nói đùa không ngờ phương do mỹ ở bên cạnh lập tức mở miệng tỏ rõ lập trường vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có con nhiều vũ đình thật sự có chút tức giận trước mặt giản tú hoa ở đây con cho là cái gì cũng có thể nói linh tinh hay sao đây nếu là hứa hẹn với tiêu gia, đến lúc con cho dù hối hận đổi ý, chỉ sợ không dễ dàng như thế. Tiêu gia là có thể vì tiện đùa hay sao? Thật không biết nặng nhẹ. Không ngờ ngay sau đó, Phương do Mỹ lại vét cái miệng nhỏ nhắn ra cười hì hì, bước tới khoác cánh tay của mẹ, nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ nghiêm túc học hành, cố gắng đậu đại học, sẽ không làm lỡ sự nghiệp học hành, những chuyện này, đợi con đậu đại học rồi nói, được không? con tự nói đấy nhé. Nhiều vũ đình hung hăng chừng mắt lườm khuê nữ một cái, hầm hừ nói. Vâng, là con tự nói, tuyệt đối giữ lời. Con nếu như không đậu vào đại học trọng điểm, cả đời này không yêu đương, không kết hôn. Phương do Mỹ giơ tay lên, nói giống như thề, đoạn trước còn nghiêm trang, câu phía sau lại làm cho hai vị mẫu thân nghe được phải trợn mắt há hốc mồm, quả thực không biết nên dạy bảo như thế nào mới phải. Một, đương sự, khác của chuyện này đồng chí tiêu phàm, sớm đã lái xe Mercedes Benz lặng lẽ chuồn. Đáng ra, tiêu phàm không đến mức không hiểu lễ phép như vậy, không đến tạm biệt cha mẹ một câu liền một mình chạy mất. Thế nhưng tình hình trước mắt quả thật đặc thù, tiêu phàm thật sự, không dám, ở trước mặt trưởng bối đôi bên cùng phương do Mỹ xuất đầu lộ diện. Bởi vì khả năng rất lớn, hắn sẽ bị coi là kẻ chủ mưu, làm không tốt nhiều vũ đình còn hoài nghi hắn và phương do Mỹ dở cho gì, hại tiểu cô nương thần điên bát đảo, mất đi bản tính. Tiêu Phàm rất rõ ràng, các triều đại đổi thay, thuật sư ở trên triều đình đều có tác dụng không nhỏ, thế nhưng bình thường, thuật sư đều rất khiêm tốn, tận lực ẩn thân sau màn. Quan viên triều đình đối với thuật sư cao minh, tình cảm cũng đặc biệt phức tạp, có thể nói là vừa kính vừa sợ, không dám đắc tội quá sâu cũng không dám thân cận quá, thật sự đối với thuật sư khăng khăng tin tưởng giao lòng mình ra, từ đầu đến cuối đều là con số rất nhỏ. Trước mắt Phương Gia Lục Gia đối với Tiêu Phàm hắn, chỉ sợ chính là loại tâm thái này giống như từ chấn nam đó, không thể không quyết một lòng đi theo tiêu phàm đến cuối cùng, cũng là không nhiều. Đó là bởi vì, tiền đồ vận thế sau này của từ chấn nam, cùng với vận thế của tiêu phàm, liên kết chặt chẽ lại với nhau. Vận thế của tiêu phàm nếu như xuất hiện thay đổi không tốt nào đó, từ chấn cũng nhất định sẽ xui xẻo theo. Bằng không, tiêu phàm làm sao có thể vì một người ngoài mà mượn đi hồng phúc của em trai mình đây xem ra bản thân mình trong lúc vô tình ở trước mặt phương do Mỹ bày ra đủ loại tài nghệ như thần, bất trí bất giác đã hoàn toàn khuất phục được cô bé. Nghĩ đến đây, tiêu phàm không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Cái này thật sự không phải ý định ban đầu của tiêu phàm, tiêu chân nhân không nông cạn đến mức phải dựa vào việc giả thần giả quỷ đi lừa gạt một tiểu nữ sinh trung học 16-17 tuổi. Xem ra sau này phải chú ý duy trì khoảng cách nhất định với phương do Mỹ, tránh cho cô nàng càng lún càng sâu, cuối cùng khó có thể tự kiềm chế. Cũng là lỗi của tiêu phàm rồi. Chỉ là vừa nghĩ đến sau này phải giữ khoảng cách với phương do Mỹ, tiêu phàm liền có chút phiền muộn. Không hề nghi ngờ, ở trong lòng của tiêu phàm, rất thương yêu phương do Mỹ, cô bé quả thật rất đáng yêu. Mỗi lần khi ở cùng với phương do Mỹ, tâm trạng của tiêu phàm đều rất thoải mái, rất vui vẻ. Có lẽ, cái này gọi là duyên phận. Mercedes-Benz rời khỏi hội sở hoa nhài, không đi thẳng đến chỉ thủy quan, mà là đến ngõ của văn nhị thái ra ở. Từ tần quan trở về, tiêu phàm vẫn chưa đi bái kiến nhị sư huynh. Mercedes bên còn trên đường, tiếng rung của điện thoại liền vang lên, tiêu phàm cầm lên xem, là do phương do Mỹ gọi tới, hơi suy nghĩ một chút, vẫn là nhấn nút nghe. Tiểu Mỹ, anh làm sao lại một mình chạy mất rồi? Phương do Mỹ ở đầu bên kia điện thoại rất không vui nói, tiêu phàm có thể tưởng tượng ra được, khuôn miệng xinh xắn đỏ hồng của cô bé đã biểu lên. Anh còn có chút việc. Tiêu chân nhân đành phải nói như thế, ý hoang mang muốn trốn tránh, khó có thể che giấu được. Em mặc kệ, dù sao hôm nay em cũng đã ở trước mặt mọi người tuyên bố rồi, em là bạn gái của anh. Từ giờ trở đi, em có quyền sử dụng các quyền lực của bạn gái. Anh không thể cự tuyệt. Cô bé nghiêm trang nói, giọng điệu còn rất nghiêm túc. Tiểu Mỹ, đừng gây họa nữa cô nhiêu còn chưa biết sẽ tức giận như thế nào đâu. tiêu phàm lập tức lắc đầu cười khổ nói, tâm tư của cô bé hắn thực sự là suy xét không ra. giờ khắc này bạn cảm thấy đã đoán được suy nghĩ trong nội tâm cô bé. ai biết ngay sau đó cái đầu quả dưa tai quái kia sẽ lại nghĩ ra ý nghĩ gì mới mẻ nữa đây. nói không chừng với ý nghĩ lúc trước của cô bé hoàn toàn không giống nhau, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. cho nên tiêu phàm cũng không đi suy xét nữa, xem như đang nghe chuyện cười. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể đem Phương Do Mỹ trở thành bạn gái sao? Cái khác không nói đến, ít nhất cũng phải đợi 2 3 năm, đợi sau khi Phương Do Mỹ thi đậu đại học mới có thể suy nghĩ đến vấn đề này chứ. Ai, Tiêu đại sư, chuyện này anh thật sự đoán nhầm rồi. Hi hi, mẹ của em không hề tức giận, hơn nữa, có thể đem con gái yêu gả vào Tiêu gia làm đại thiếu phu nhân, mẹ em dựa vào cái gì để tức giận? Đây không phải rất tốt sao? Em nói cho anh biết nhé chính là khi nãy, mẹ của anh tìm mẹ em rồi, cùng nhau thì thầm to nhỏ đấy, không biết bàn bạc chuyện gì, cô giản nhìn em tới mức làm cho cả người em đều dựng hết lông tơ lên rồi. Hả? Lần này, tiêu chân nhân là sự thật chấn động, mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra. Tiểu Mỹ, lời này không thể nói linh tinh, sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Em không nói linh tinh, hai người họ quả thật là bàn bạc rất lâu. Đương nhiên, cũng chưa chắc là bàn bạc chuyện của hai chúng ta chuyện của người lớn họ, một đứa trẻ con như em, làm sao mà hiểu được. Anh Tiêu Phàm, anh nói có phải không? Có điều nhìn qua, hai người họ đều cười rất vui vẻ đó, hi hi. Cô bé ở điện thoại bên kia cười khanh khách. Cười không dừng được làm cho Tiêu chân Nhân cả người lông tóc dựng đứng, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. chương 262, lọ âu của Văn Nhị Thái gia. Tiểu nha đầu không lâu sau liền chủ động cúp điện thoại, phỏng chừng là bị Nhiêu Vũ Đình tóm rồi tiêu chân nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tay lau mồ hôi trên chán, ngay cả á xích ma viết thường lót đều đã ướt đẫm. Loại cảm giác mồ hôi lạnh nhỏ giọt, tiêu chân nhân rất lâu không được nếm thử rồi. Chiếc Mercedes Benz dừng ở một nơi tương đối rộng bên ngoài ngõ, tiêu phàm bước xuống xe, hai hàng lông mày hơi nhíu lên một chút, lập tức sắc mặt lại trở lại bình thường, đi vào trong hẻm. Trong chốc lát này, tiêu phàm rất rõ ràng cảm giác được, xung quanh hẻm, có tồn tại không ít kẻ theo dõi lần này người canh cửa là khương nhị nhìn thấy tiêu phàm lập tức cung cung kính kính chào hỏi mời tiểu sư thúc đi vào bên trong trong xương phòng của tứ hợp viện ánh đèn sáng tỏ văn nhị thái ra một bên thưởng thức trà một bên xem sách văn thiên xem là sách dùng chỉ đóng gáy bia sách đã cũ trang sách đã ố vàng có thể thấy sách này đã có tuổi rồi nhìn thấy tiêu phàm văn thiên cười ha hả đặt sách xuống nói sư đệ quay về rồi à trước khi tiêu phàm đi tần quan, đã gọi điện liên hệ với Văn Thiên, thông báo hành tung của mình. Thế nào, lần này có thu hoạch gì không? Lịch thiệp mời tiêu phàm ngồi ở ghế mây đối diện, Khương Nhị dâng trà thơm cho tiêu phàm, Văn Nhị Thái ra mỉm cười hỏi. Sở dĩ tiêu phàm vội vội vàng vàng cùng cơ khinh xa đi đến tần quan, bề ngoài là vị huyền thiên thiên mà đi, Văn Thiên lại biết, nguyên nhân căn bản nằm ở chuyện huyền thiên thiên nói tòa cổ mộ kia có liên quan đến Đông Phương Sóc, trí thánh, có trình độ cao thâm trên thuật bói toán, văn nhị thái ra cũng là có biết rõ. Giả dụ có thể tìm thấy bản thảo mà Đông Phương Sóc Đích Thân viết, thế thì sẽ có khả năng tìm thấy những chương sách trong, vô cực thuật tàng, bị thất lạc, ít nhất là có một chút hy vọng như vậy. Đây không chỉ là suy luận của riêng Văn Thiên và Tiêu Phàm đây cũng là kết luận chung của các tổ sư vô cực môn và các cao nhân qua nhiều thế hệ, nhiều năm như vậy đưa ra. Nhằm tìm những chương sách bị thất lạc này, qua nhiều thế hệ tiền bối của tông môn, không biết đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết và sức lực. Có thể nói, những cách có thể nghĩ đến đều đã nghĩ rồi. Bắt đầu từ đời trưởng giáo thứ 37, hơn 1.000 năm trôi qua, vô số tiền bối của vô cực môn hao phí nhiều sức lực như vậy cũng không thể nói là hoàn toàn vô ích, ít nhiều cũng có thu hoạch. Chỉ là những chương sách tìm trở về này cực kỳ rách nát hỗn loạn, không đủ để làm ra một quyển sách đầy đủ. Chỉ có thể cung cấp một chút tác dụng tham khảo cho môn nhân hậu thế trong lúc tu luyện. Thế nhưng căn cứ vào sự thu thập kinh nghiệm qua nhiều thế hệ tiền bối, quả thật với tiên nhân trong truyền thuyết Đông Phương Sóc có mối liên hệ nhất định. Nhất là Đông Phương Sóc có mối quan hệ mật thiết với trưởng giáo chân nhân vô cực môn đời nào đó, quan hệ riêng tư rất bền chặt, đây là trên sách vô cực thuật tàng đã ghi chú lại rất rõ ràng. Nếu như có thể tìm được di cảo của ông ta, có lẽ còn có manh mối liên quan đến vô cực môn. Phải nói công việc này tất nhiên quan trọng, nhưng vốn dĩ cũng không phải là xếp lên nhiệm vụ hàng đầu đều đã thất lạc hơn một nghìn năm rồi, cũng không phải gấp gáp nhất thời, từ từ tìm vậy. Thế nhưng tiêu phàm sau khi bị thương rơi xuống cảnh giới đối mặt với đại kiếp nạn Hồng Trần, muốn thuận lợi vượt qua kiếp nạn này hy vọng duy nhất chính là nhanh chóng khôi phục tu vi thuật pháp, thậm chí càng phải tiến thêm một bước. Tìm về tập sách bị thất lạc, lập tức liền trở nên cực kỳ quan trọng, thậm chí còn là chuyện lớn liên quan đến sự sống chết. Cũng chính bởi vậy, tiêu phàm với tôn nghiêm đường đường là trưởng giáo vô cực môn, không tiếc ngàn dặm xa xôi đuổi tới tần quan đi gặp một vị, nữ tặc trộm mộ, văn nhị thái ra cũng không hề ngăn cản. Chuyện có chút cổ quái. Câu trả lời của tiêu phàm, có chút vượt ngoài dự kiến của văn thiên. Cổ quái. Vâng. Tiêu phàm trầm ngâm, đem hành trình đi tần quan lần này tổng quát miêu tả lại cho văn thiên nghe một lượt. Nói như vậy thật đúng là có điểm cổ quái. Không ngờ bên kia sớm đã có người chờ sư đệ rồi, còn triệu tập một nhóm nhân thủ không kém chút nào những người này làm thế nào đoán trước được văn thiên mỉm cười hỏi sắc mặt nhìn qua rất thoải mái trong mắt lại lóe ra tinh quang muốn nói là đoán trước loại chuyện này bọn họ thường xuyên đều làm đấy hơn nữa phóng tầm mắt nhìn ra cao thủ thiên hạ có thể tiên đoán còn lợi hại hơn bọn họ quả thật không nhiều thế nhưng loại chuyện này không nên xảy ra trên người tiêu phàm thân làm đại thuật sư lực che đậy thiên cơ trên người tiêu phàm là lợi hại cỡ nào hành tung của hắn làm sao có thể bị người khác đoán trước được. Tiêu phàm chậm rãi nói. Chuyện này, có hai khả năng. Thứ nhất, Uyển Thiên Thiên là một mùi câu, bọn chúng biết đệ sớm muộn cũng sẽ đi tìm cô ta vì thế sớm đã ôm cây đợi thỏ. Thứ hai, cơ khinh xa có vấn đề, là cô ta tiết lộ cho người ngoài hành tung của đệ. Tiêu phàm vẫn là rất điềm tính, khi nói đến cơ khinh xa, không có chút gì khác thường, vô cùng bình tĩnh. Vậy sư đệ cho rằng, cái nào có khả năng cao hơn? Loại thứ nhất, làm sao có thể khẳng định được? Văn Thiên không lộ sắc mặt mà hỏi. Bởi vì chiếc hộp đen kia, có rất nhiều người đều chú ý. Ví như ngay cả trì bân đều qua đó rồi. Nếu như đệ không qua, sự bố trí này của chúng cũng không lãng phí, ít nhất có thể cướp hộp đen từ tay của Uyển Thiên Thiên. Nếu là cơ khinh xa tiết lộ hành tung của đệ, về lý mà nói sự chuẩn bị của bọn chúng sẽ không chu toàn như vậy, dù sao có phải đi tần quan hay không, khi nào đi tần quan, đều phải do đệ quyết định, tương đối mà nói, thời gian của cơ khinh xa quá ít ỏi rồi. Ồ, sư đệ phân tích như vậy, cũng có lý. Văn nhị thái ra vuốt vuốt tròm dâu bạc trắng, trầm ngâm một chút, gật gật đầu, ngay sau đó lại nói. Tuy nhiên, sư đệ cũng không thể chủ quan, cơ khinh xa người này, không đơn giản như sư đệ nói là truyền nhân của phái lạc hà chứ. Nói đến đây, vẻ mặt của văn thiên trở nên vô cùng quan tâm. tiêu phàm hơi kinh ngạc nói: chẳng lẽ sư huynh không biết chuyện này sao? văn thiên nói: không phải ta không biết, chỉ là không thể xác định. dù sao phái hà lạc suy bại, thời gian đã rất lâu rồi. trước những năm đời nhà thanh, phái lạc hà chia năm sẻ bảy, tự gờ yêu ta ết lẫn nhau, nhiều năm như vậy vẫn chưa hề khôi phục lại nguyên khí. căn cứ vào sự hiểu biết của sư đệ đối với cô ta cơ khinh xa không những võ nghệ cao cường, hơn nữa trình độ thuật pháp cũng rất cao, nếu như cô ta thuần túy là truyền thừa của phái Hà Lạc, ta thật sự có chút kỳ quái, những thứ kế thừa này của cô ta là làm sao gom góp lại được, hay là nói, thiên phú của cô ta cao đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng được, dựa vào một chút phương pháp tu luyện còn sót lại, cũng có thể đem thuật pháp của phái Hà Lạc luyện đến một trình độ cao như vậy ư. Tiêu Phàm bỗng nhiên cười, nói, Sư Huynh, truyền thừa của phái Hà Lạc vẫn chưa hoàn toàn thất lạc. Hả? Chẳng lẽ Xu Huynh đã quên, bên trong trương công ngọc vô cực thuật tàng, đã thu thập sử dụng không ít thuật pháp tu luyện của phái Hà Lạc. Có rất nhiều công pháp, gần như đều là đầy đủ không sức mẻ, so với truyền thừa của bản thân phái Hà Lạc không hề kém chút nào. Văn Thiên có chút sợ hãi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn tiêu phàm, nhíu mày nói. Sư đệ, vô cực môn chúng ta tuy rằng biển lớn chứa cả trăm sông, tấm lòng rộng lớn, thế nhưng không phải là đệ tử của vô cực môn, bình thường, là không cho phép dở, vô cực thuật tàng, để đọc. Lẽ nào sư đệ cho rằng, trong số môn nhân đệ tử của chúng ta, có người để lộ bí mật, đem công pháp của truyền thừa phái Hà Lạc truyền thụ cho cơ khinh xa hay sao? Tiêu phàm lãnh đạm nói, loại khả năng này cũng không phải là hoàn toàn không có. Văn Thiên lập tức nhắm mắt trầm tư, một lát sau, nói. Sư đệ, chuyện này vẫn là khó có thể xác định thông thường truyền nhân vô cực chúng ta chỉ biết chuyên tâm nghiên cứu công pháp tùy thân có liên quan đến bản thân, sẽ không đi sao chép truyền thừa của các phái khác, trừ khi là đặc biệt nhằm vào truyền thừa của phái Hà Lạc, thế thì là vấn đề khác. Còn có một điểm, chính là trưởng giáo và truyền nhân trưởng giáo có điều kiện thuận lợi này. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Chắc là không phải sư phụ lão nhân ra người đích thân đi chỉ điểm cho cơ khinh xa chứ. Vậy đương nhiên sẽ không. Sư phụ đều đã ra ngoài dạo chơi rất nhiều năm rồi, Cơ khinh xa mới bao nhiêu tuổi? Hình như lệch với sư đệ không nhiều phải không? Cho dù sư phụ có lòng trợ giúp phái Hà Lạc khôi phục truyền thừa của bọn họ, cũng sẽ không giấu chúng ta đâu, cái này cũng không tính là chuyện xấu gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, tán đồng phân tích của Văn Thiên. Vô Cực môn trước giờ vốn hào phóng rầm rộ, chỉ thủy tổ sư thân là thủ lĩnh một thế hệ thuật sư, thật sự muốn giúp truyền thừa phái Hà Lạc, quả thực không cần phải lén lén lút lút đi làm. Tóm lại vì cơ tổng này không đơn giản cô ta cố ý thân cận với sư đệ, chỉ sợ mục đích không đơn thuần như thế. Sư đệ là chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, ý chí bằng phẳng, chỉ có điều giang hồ hiểm ác, tâm đề phòng người khác không thể không có. Văn Thiên nhẹ giọng nói, thâm ý sâu xa. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, đệ sẽ chú ý. Tiêu phàm cũng là thành tâm nhận lời dạy bảo. Hắn tuy thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư hơn người, thế nhưng luận kinh nghiệm giang hồ phong phú, người tiêu phàm cũng không bằng một văn nhị thái gia. Cái này không có cách nào, tuổi tác của người ta và sự từng trải giang hồ còn bày ra ở kia. Sư huynh, ở gần đây hình như có nhiều khách không mời mà đến đấy. Tiêu phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, ngay sau đó liền nói. Văn Thiên thản nhiên cười, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, nói. Là thời gian gần đây mới nhiều lên thôi, tối hôm sư đệ đi tần quan, nơi này của ta lại đến khách quý. Ba cánh tay của cục thành phố, đích thân đến nơi này của ta làm khách, Ngồi đủ 2 3 tiếng mới đi. Nghĩ đến ba người họ, cũng là mỗi người đều có người mời, thoát thân không ra. Hiện tại xem ra là có người lo lắng chúng ta gấp gáp đi tần quan, hợp lại với sư đệ, cố ý phái bọn họ đến. Từ đó về sau, ở gần đây liền có thêm không ít khách không mời. Sắc mặt của Tiêu Phàm trầm xuống. Không ngờ trực tiếp điều động cơ quan có quyền lực tham dự rồi, xem ra đối phương đã càng ngày càng không có giới hạn. Văn Thiên đối với suy nghĩ của Tiêu Phàm hiểu rõ như lòng bàn tay, mỉm cười, từ từ nói: "Sư đệ không cần tức giận, phạm việc có lợi thì tất có hại. Nếu như bọn họ đã không giảng quy tắc, chúng ta cũng không cần phải có kiêng kỵ gì. Hơn nữa, đối phương rốt cuộc là những người nào, theo manh mối này, cơ bản cũng có thể nắm tình hình đại khái. Trên thế giới này, không có chuyện gì chỉ có lợi không có thiệt thòi cả." Nói như vậy, sư huynh đã có kế hoạch lớn rồi ư? Đúng vậy, Văn Nhị Thái ra ngạo nghễ nói. Hiện tại chúng ta cần gấp rút nhất chính là khóa chặt mục tiêu, đợi khi thời cơ chín mùi, cùng gã đấu một trận. Vẫn là phải xem xem, rốt cuộc là những tà ma ngoại đạo này lợi hại, hay là chính tông truyền thừa vô cực môn chúng ta lợi hại. Nói xong, đôi lông mày trắng như tuyết của Văn Nhị Thái ra dương lên, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, trên mặt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Vị nhị sư huynh này của vô cực môn, già cũng già rồi, thế nhưng gừng càng già càng cay, tính tình nửa điểm cũng không ôn hòa. Vâng, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của sư huynh để làm. Tiêu phàm nghiêm nghị đáp, chỉ cảm thấy một cỗ ý chí chiến đấu ở trong lồng ngực hừng ngực bốc cháy lên. chương 263, Chủ tiệc Phòng vãn nương tiến vào chỉ thủy quan ở không lâu, tiêu phàm lại một lần nữa đi ra ngoài. Lần này, lại là từ chấn nam gọi điện thoại cho hắn, rất cẩn thận hỏi xem tiêu đại thiếu ra có thời gian dùng một bữa cơm với ông ta hay không. Nói rằng đã rất lâu không hề nghe thấy đại thiếu ra chỉ bảo, trong lòng liền nhấp nhổm không yên. Đối với sự khách khí của từ chấn nam, tiêu phàm quả thật vẫn chưa thích ứng được. Tuy rằng từ chấn nam là nên đối với hắn khách khí một chút, thế nhưng giọng điệu đó, tiêu chân nhân quả thật cảm thấy rất buồn nôn, còn nhớ cách đó không lâu, từ chấn nam ở trước mặt tiêu đại thiếu ra, còn là thái độ kiêu ngạo cỡ nào thế nhưng tiêu phàm vẫn là không cự tuyệt lời mời của từ chấn nam. Trong bố cục của tiêu phàm, từ chấn nam sau này sẽ là một con cờ tương đối quan trọng. Từ chấn nam và ngân hàng đại sinh có lẽ không phải quan trọng như thế, nhưng lại có tác dụng tạo nên một cây cầu nối. Bất luận là loại thế lực nào, luôn cần có lúc phải tiếp xúc với ngân hàng. Nhất là ngân hàng góp vốn đầu tư, có rất nhiều việc sẽ càng thuận tiện hơn so với ngân hàng nhà nước. Mercedes men rời khỏi chỉ thủy quan, đến thẳng khách sạn Trung Thiên. Lần này, từ Trấn Nam không mời khách ở hội sở hoa nhài nữa. Bình thường, chiếu theo thông lệ chiêu đãi khách quý, không thể luôn cố định ở một nơi, bất kể là ai, vẫn cần một chút cảm giác mới mẻ. Hội sở tư nhân hoa nhài mặc dù tốt, số lần đi quá nhiều, cũng sẽ có chút chán. Khi chiếc Mercedes-Benz đến gần khách sạn Trung Thiên, chợt giảm tốc độ, rất nhanh liền dừng lại bên vệ đường, Tiêu Phàm từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng cao nhất của khách sạn Trung Thiên. Tạo hình của khách sạn Trung Thiên cũng không kỳ lạ, tuân theo quy củ, cao 36 tầng, có thể coi là kiến trúc điển hình của khu vực xung quanh. Tầng cao nhất của khách sạn lại là nơi không hề thu hút sự chú ý đặc biệt của người khác. Cũng không ai chú ý đến động tác bất thình lình này của Tiêu Phàm. Chỉ có Tiêu Phàm tự mình biết, hắn ở trên tầng cao nhất của khách sạn Trung Thiên cảm giác được một cỗ sát khí cực kỳ mãnh liệt. Cỗ sát khí mãnh liệt này, với cỗ sát khí mà ngày đó hắn ở nhà nghỉ dương Tây chữa thương cho huyền Thiên Thiên cảm nhận được, gần như giống nhau y đúc. Tiêu phàm cơ bản có thể kết luận là phát ra từ cơ thể của cùng một người. Đối thủ hùng mạnh đến cực điểm kia, lại xuất hiện thêm một lần nữa. Đây đã là lần thứ tư tiêu phàm cảm giác được hơi thở của Diệp Cô Vũ. Lần đầu tiên là ở tòa cao ốc Trung Thiên 49 lầu, vườn hoa trên không trung của cơ khinh xa, lần thứ hai là ở nhà nghỉ dương Tây, lần thứ ba lại là ở miếu đông hoa đế quân. Nếu như nói lần đầu ở vườn hoa trên không trung của cơ khinh xa cảm giác được hơi thở của Diệp Cô Vũ, chỉ là trùng hợp, thế thì qua lần ở nhà nghỉ dương Tây đó, tiêu phàm có thể trăm phần trăm khẳng định, sự xuất hiện của Diệp Cô Vũ tuyệt đối có sự liên quan hiển nhiên nào đó với tiêu phàm. Người hùng mạnh như vậy, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chạy linh tinh khắp nơi, liên tiếp mấy lần trùng hợp cùng xuất hiện với hắn. Trong một số trò chơi nào đó, có quy tắc vua không thấy vua, hiện thực cuộc sống thực ra cũng giống như vậy. Người cực kỳ hùng mạnh, thông thường đều vô tình cố ý tránh, chạm chán, miễn cho xảy ra chuyện khó có thể khống chế ngoài ý muốn. Bất kể là ai cướp đi sự nổi bật của ai, người còn lại đều sẽ không hài lòng. Thế nhưng tiêu phàm vẫn rất nhanh quay lại trong xe Mercedes-Benz, lái ô tô đến khách sạn Trung Thiên. Chuyện này, khẳng định không có liên quan gì đến từ chấn Nam. Loại sát khí vừa cực kỳ hùng mạnh vừa cực kỳ nguy hiểm của Diệp Cô Vũ như thế này, vốn không phải là thứ mà người bình thường có thể cảm giác được. Cũng chỉ có tiêu phàm tu vi thuật pháp cao thâm, nội công tuyệt đỉnh mới có thể ở một cự ly xa như vậy phát giác ra. Từ chấn Nam mời hắn đến khách sạn Trung Thiên dùng cơm, chỉ là một trùng hợp. Cùng lúc đó, vốn dĩ đang ngồi trên sofa, hưởng thụ sự xoa bóp vuốt ve của hai nữ tử, Diệp Cô Vũ bỗng mạnh mẽ đứng dậy, bước nhanh đến cửa sổ, giơ tay vén chiếc rèm nhung thiên nga rất nặng, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm quay trở lại chiếc Mercedes-Benz, giống như trước khi lái xe, Tiêu Phàm còn giơ tay lên, giống như chào hỏi với gã. Đương nhiên, cách xa như vậy, Tiêu Phàm có phải thật sự lại chào hỏi với gã nữa hay không, ai cũng không thể xác định, có lẽ chỉ là một động tác vô ý, thậm chí chỉ là ảo giác nhất thời của Diệp Cô Vũ. Sắc mặt của Diệp Cô Vũ trở nên có vài phần âm trầm, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng ngoài từ chấn nam còn có một người cũng ngồi ở đại sảnh chờ tiêu đại thiếu gia nhiêu ngọc sinh xét theo quan hệ giữa từ chấn nam và nhiêu ngọc sinh tiêu phàm nhìn thấy ông ta ở đại sảnh khách sạn một chút cũng không cảm thấy bất ngờ từ chấn nam mời hắn ăn cơm gọi nhiêu ngọc sinh đi cùng rất bình thường nếu chỉ có hai người ăn cơm loại cảm giác đó vẫn là có chút là lạ tiêu đại thiếu nhiêu ngọc sinh thậm chí còn đoạt quyền lên trước của từ chấn nam chủ động bước lên bắt tay hàn huyên với tiêu phàm thần thái niềm nở trên mặt cũng là có lợi ích bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy bọn họ là bạn tốt có giao tình không cạn nhiều tổng tiêu phàm đối với nhiều ngọc sinh rất khách khí vừa nhìn thấy nhiều ngọc sinh tiêu chân nhân lập tức nhớ đến phương do mỹ xảo trá tai quái đó nhà đầu này sau lần ở bữa tiệc đính hôn tự nhận là bạn gái của anh tiêu phàm cư nhiên mỗi ngày đều gọi điện hoặc nhắn tin cho hắn xem tình hình này nếu như không xảy ra cái gì ngoài ý muốn Việc làm này của cô nàng sẽ còn tiếp tục. Vẫn may phương do Mỹ gọi điện và gửi tin nhắn, nội dung vẫn là bình thường, bằng không tiêu đại thiếu cũng không dễ trả lời. Ba người cũng không ở đại sảnh Hàn Huyên quá lâu, nhiều ngọc sinh và từ chấn Nam đều biết tính cách của tiêu phàm, không thích khoa trương, rất nhanh liền dẫn tiêu phàm đi về phía phòng đồ ăn Trung Quốc của khách sạn Trung Thiên. Đồ ăn Trung Quốc của khách sạn Trung Thiên nằm ở lầu 3, quy mô rất lớn, chiếm hẳn một tầng lầu, buôn bán cũng cực kỳ thịnh vượng. Có vẻ như đầu năm nay, kinh doanh của khách sạn sang trọng cũng không được thịnh vượng như vậy. Tất cả ngọn nguồn, hiển nhiên chẳng qua là vì hai chữ công khoản, có tiền công quỹ không biết tiêu, lẽ nào là kẻ ngốc hay sao? Quan tâm đó là mỡ của dân hay máu của dân, tiêu đã rồi nói. Dù sao không phải là mỡ của quan gia, càng không phải là máu của quan gia. Ba người ngồi ở phòng bao lớn nhất, có vẻ hơi trống trải. Từ chấn nam có chút ngại, lại không có cách nào khả thi hơn. Mời Tiêu Phàm không giống như mời người khác, có thể gọi tiếp viên đến để tăng thêm hứng thú. Mánh lưới này, cho Từ Chấn Nam thêm ba lá gan nữa, cũng không dám sử dụng trước mặt Tiêu Phàm. Buộc lòng phải vắng ngắt như thế này. Vẫn may chủ tiệc của hôm nay, kỳ thực là Nhiêu Ngọc Sinh muốn mời, chẳng qua mượn danh nghĩa của Từ Chấn Nam mà thôi, nói trắng ra, tối nay Nhiêu Ngọc Sinh là chủ tiệc, Từ Chấn Nam ông chỉ là tiếp khách mà thôi. Hiển nhiên chuyện sắp xếp rượu sắp đồ ăn này vẫn phải cần từ chấn nam ra mặt. Rất nhanh, rượu và đồ ăn như nước chảy đưa lên, đều là các món ăn tương đối thanh đạm. Lấy món chay làm chủ đạo, hai ba món ăn mặn có hạn, cũng vô cùng sang trọng, tuyệt đối không phải thịt to cá lớn. Đại thiếu, chuyện đính hôn của Diệp Linh, tôi có nghe nói rồi, ha ha, thanh danh của đại thiếu ra thật chấn động, không ngờ đối với y học cũng tinh thông như vậy. Những năm này, lương y chân chính càng ngày càng ít, không có mấy người nữa. Trình độ này của đại thiếu gia, thật tuyệt vời, quả thật rất tuyệt vời đó. Nhiều ngọc sinh tôi thật khâm phục, đây, đại thiếu gia, tôi kính cậu một chén. Nhiều ngọc sinh đích thân rót đầy chén rượu, cười hỉ hả nói. Từ chấn nam ở một bên gom góp, phụ họa nói. Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng nghe nói rồi, khuê nữ diệp ra nghe nói vốn dĩ ngay cả lời cũng nói không ra, uống vào một toa thuốc của diệp đại thiếu gia, hiệu quả như dựng xào thấy bóng hay, so với tiêm của Tây y hiệu quả còn nhanh hơn, nghe nói vị giáo sư cao kiêu ngạo gì đó, ngay tức khắc liền chạy mất, sững sờ không dám ở lại thêm nữa, ha ha. Từ trước đến nay, mọi người luôn có suy nghĩ theo thói quen, cho rằng Tây y có hiệu quả nhanh, Đông y hiệu quả chậm. Thực ra đây là một cách hiểu sai, Đông y chỉ cần chẩn đoán chính xác, dùng thuốc đúng bệnh, kết quả tuyệt đối không chậm hơn Tây y. Thế nhưng những thứ này Tiêu Phàm không có ý định nói nhiều với Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn Nam, nhầm đối tượng rồi. Hai vị này chỉ là muốn tâng bốc Tiêu Đại Thiếu ra lên. Tuyệt đối không phải là có ý muốn thảo luận Đông Y Tây Y với hắn. Tiêu Phàm nâng chén lên cùng với Nhiêu Ngọc Sinh một cái, uống cạn một hơi. Trong hào môn thế gia Bắc Kinh, tin đồn về tài uống rượu như nước của Tiêu Đại Thiếu gia sớm đã chuyển ra ngoài. Tiêu Phàm thậm chí còn được không ít những người hiểu chuyện phong làm tử thần mới của hào môn thế gia thành Bắc Kinh nhưng ngày bình thường, tiêu phàm rất tiết chế, cũng không thích uống. Ha ha, tiêu đại thiếu, tiểu nha đầu tiểu Mỹ kia, ha ha, tôi thật không ngờ nó sẽ to gan như vậy, ha ha. Qua ba tuần rượu, nhiều ngọc sinh bỗng đem chủ đề câu chuyện chuyển đến người phương do Mỹ, bật cười ha ha, hàm hàm hồ hồ nói, ý tứ kia lại là rất rõ ràng. Hai hàng lông mày của tiêu phàm nhẹ nhàng dương lên, liếc nhiều ngọc sinh một cái, không biết người cậu này của phương do Mỹ, làm sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này, phỏng chừng là không có chuyện tìm chuyện để nói, khẳng định là bên trong có nguyên nhân. Từ biểu hiện của Nhiêu Ngọc Sinh và từ Trấn Nam tối nay, Tiêu Phàm có thể dễ dàng nhận ra, kỳ thực chủ tiệc hôm nay chính là Nhiêu Ngọc Sinh. Nhiêu Ngọc Sinh tránh đi ánh mắt của Tiêu Phàm, tuyết miệng rộng cười ha hả nói. Đại thiếu gia, hôm nay vốn dĩ cơ tổng cũng muốn qua, có điều cô ấy tạm thời có việc, nhờ tôi đền tội cho Tiêu Đại thiếu. Tiêu Phàm liền cười. Nhiều ngọc sinh quen biết với cơ khinh xa có lẽ trước hắn thế nhưng cơ khinh xa thật sự muốn mời hắn ăn cơm tuyệt đối không cần thiết mượn tay nhiêu ngọc sinh càng sẽ không nói ra lời phải đền tội tuy nhiên tiêu phàm hiển nhiên sẽ không vạch trần nhiều ngọc sinh nhiều tổng đây chỉ là dùng một kỹ xảo giao tiếp nho nhỏ thường dùng mà thôi không đáng để ý cơ tổng lần này à làm cho một chuyện phiền phức đến tận mấy ngày nhiều ngọc sinh tiếp tục nói tiêu phàm vẫn là từ chối cho ý kiến xem chừng tối nay nhiều ngọc sinh mời hắn, xem chừng là có liên quan đến chuyện phiền toái này, nhưng không biết là phiền toái của cơ khinh xa hay là phiền toái của bản thân Nhiêu ngọc sinh, cố tình đổ lên đầu cơ khinh xa. Từ lần trước nhiều ngọc sinh đặc biệt mời cơ khinh xa đến dùng cơm với tiêu phàm, có thể thấy quan hệ của hai người họ khá mật thiết. Thấy tiêu phàm từ đầu đến cuối không hề tiếp chuyện này, Nhiêu ngọc sinh cũng không có cách nào, ngượng ngùng cười, liếc từ chấn nam một cái, hiển nhiên là hy vọng từ chấn nam nhanh chóng ra mặt giải vây, không cần làm cho quá xấu hổ. Từ chấn nam ngầm hiểu, lập tức liền nâng chén rượu hướng về phía tiêu phàm mời rượu. Tiêu phàm và ông ta cùng một chén. Đại thiếu ra, không biết đồng thiên lỗi người này, đại thiếu có chút ấn tượng nào hay không. Lại uống thêm vài chén rượu, gắp vài miếng, như ngọc sinh rốt cuộc mở miệng nói vào chủ đề chính, trên mặt tuy rằng vẫn là nụ cười, ánh mắt sớm đã trở nên vô cùng nghiêm túc đồng thiên lỗi ư hình như là một chủ xí nghiệp ở thiết môn hai hàng lông mày của tiêu phàm hơi hơi nhíu lại nói đối với người tên đồng thiên lỗi này tiêu phàm quả thật không có ấn tượng sâu sắc lắm không biết nhiều ngọc sinh tại sao lại nhắc tới y đúng đúng chính là anh ta thực ra đồng thiên lỗi này ở thiết môn vẫn là rất có thực lực quan hệ với mọi người đều tương đối mật thiết chỉ là tính tình có chút nóng này thích gây họa nhiều ngọc sinh liên miệng nói lại liên tục lắc đầu dường như không đồng tình với tính cách nóng nảy của Đồng Thiên Lỗi. Chương 264, người hòa giải Tiêu Phàm rừng rưng hỏi. Đồng Thiên Lỗi này có chỗ nào đặc biệt sao? Nhiêu Ngọc Sinh và Từ Trấn Nam nhìn nhau một cái, có chút á khẩu. Vừa rồi Nhiêu Ngọc Sinh hỏi Tiêu Phàm đối với Đồng Thiên Lỗi có chút ấn tượng nào không, thực là là một cách hỏi khách khí. Theo Nhiêu Ngọc Sinh thấy, Thiết Môn và Bắc Kinh cách nhau gần như vậy, đối với Đồng Thiên Lỗi tiêu phàm hẳn là rất quen thuộc mới phải. Dù sao đồng thiên lỗi ở thiết môn, thật sự là một nhân vật tỷ phú, là phú thương danh chấn cửu đỉnh của cả tỉnh Yên Bắc, trong cơ cấu của một số các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên toàn quốc, đều có chức vụ. Nếu chỉ là có tiền, cũng chẳng nói đến làm gì. Từ sau khi cải cách mở cửa, người có tiền trong nước nhiều như gốc dạ mùa gặt, không có nhiều nhất, chỉ có càng nhiều. Mấu chốt là đồng thiên lỗi này cũng xem là một thương nhân hồng đỉnh, nghe nói có quan hệ cực kỳ mật thiết với một nhân vật lớn nào đó ở bắc kinh coi như là môi giới cho vị nhân vật lớn kia điều này làm cho đồng thiên lỗi cho dù là ở trong giới thương nhân bắc kinh hay thậm chí ở trong giới quan viên chính phủ đều có thân phận nhất định đồng thiên lỗi vì phục vụ cho nhân vật lớn kia hoặc nói là hào môn thế gia kia quan hệ với tiêu gia vẫn xem là chấp nhận được ai rè tiêu phàm lại giống như đối với đồng thiên lỗi cơ bản không có ấn tượng gì khiến nhiều ngọc sinh có chút buồn bực theo Nhiêu Ngọc Sinh thấy, Đồng Thiên Lỗi mặc dù xuất thân dân đen, nhưng trải qua sự cố gắng của bản thân, đã đặt mình đến xã hội thượng lưu, thân phận có lẽ vẫn không thể đánh đồng với Nhiêu Ngọc Sinh, thế nhưng cũng có tư cách trong rất nhiều trường hợp ngồi ngang hàng với ông rồi. Tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ, Tiêu Phàm đối với Đồng Thiên Lỗi không có ấn tượng gì, vẫn là có thể nghĩ thông. Bỏ thân phận của bản thân Tiêu Phàm qua một bên không nói, riêng thân phận là cháu đích tôn trưởng của Tiêu gia này đã không phải là nhỏ. Tuyệt đối không phải bất kỳ người nào đều có thể khiến con cháu chính thống của Tiêu gia nhìn bằng con mắt khác. Nói một cách khác, ở trong mắt Nhiêu Ngọc Sinh, Đồng Thiên Lỗi là một nhân vật, ở trong mắt Tiêu Phàm, Đồng Thiên Lỗi cơ bản cũng chỉ là người qua đường vô danh. Tiêu đại thiếu quả thực có tư cách này. Tiêu Phàm có ý gây dựng quan hệ tốt với Phương Lê và lão Phương gia, không có nghĩa là Nhiêu Ngọc Sinh có thể sánh vai với Phương Lê. Thân phận địa vị của hai người trong hào môn thế gia, hoàn toàn không cùng ở một cấp bậc. Nhiều ngọc sinh trong chốc lát, không biết nên mở miệng như thế nào, dường như chuyện này còn có chút phức tạp. Là thế này, đại thiếu, trước đó không lâu, bí thư phương không phải đi thiết môn sao. Từ chấn nam ở bên cạnh liền cười cười chiếu lệ, điểm vào nửa câu như vậy. Tiêu phàm là cơ chí cỡ nào, từ chấn nam vừa nhắc đến như vậy, trong lòng lập tức liền có phương hướng. Hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thản nhiên hỏi, chú Phương vừa mới đi thiết môn, những người ở đó không đến mức đuôi mù như vậy chứ? Phương Lê trước đó vài ngày chính thức đi thiết môn nhậm chức, tiến vào bộ máy ủy ban của tỉnh Yên Bắc, nắm trong tay hệ thống chính pháp, kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an của tỉnh Yên Bắc. Đối với việc bổ nhiệm này của Phương Lê cũng không phải không có người nghi ngờ. Không nói đến vấn đề kinh nghiệm lý lịch, kinh nghiệm lý lịch của Phương Lê là đầy đủ. Phương Lê vốn dĩ là cán bộ cấp phó bộ, Phương gia ở hệ thống chính pháp thâm căn cố đế, rời Bắc Kinh đi Yên Bắc nhậm chức chẳng qua tăng thêm kinh nghiệm ở địa phương một thời gian, lý lịch cá nhân chỉnh tề hơn một chút mà thôi. Vốn dĩ không thể nói là đề bạt, thậm chí ngay cả trọng dụng đều không phải, nhiều nhất chỉ xem như điều chuyển ngang bằng. Nguyễn Cưỡng nói có chút lợi ích, chính là vị trí ở thành viên bộ máy tỉnh ủy này, về sau có thể đi các nơi thuận tiện hơn nhiều, có thể chọn lựa con đường khác lớn hơn nữa. Thực sự làm cho người ta nghi ngờ chính là cái chức giám đốc sở công an kia, bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm thủ trưởng cơ quan công an là cách làm tương đối phổ biến hiện nay. Từ trên xuống dưới, bổ nhiệm này chỗ nào cũng có. Nhưng mà cụ thể đến tỉnh Yên Bắc, cụ thể đến đầu của Phương Lê, bổ nhiệm này còn có chút thâm ý sâu xa. Bản thân Phương Lê chưa từng đảm nhiệm chức vụ ở cơ quan công an, chưa từng mặc qua cảnh phục dù chỉ một ngày. Trước đó, ông chủ yếu làm cũng chỉ là điều phối công việc, đây là sở trường của ông. Hành động chỉ huy cụ thể, dường như không phải trong am hiểu của bí thư phương. Cơ quan công an so với các địa phương khác trong cả nước đều giống nhau, hệ thống nội bộ công an của tỉnh Yến Bắc cũng là rừng trên đỉnh núi, các thế lực rằng co không dứt. Vốn dĩ lần điều chỉnh này, chức vụ giám đốc sở công an này là dự tính sắp xếp cho cán bộ kỹ thuật, sau đó nội bộ sở công an còn có mấy chức vụ quan trọng cũng cần sắp xếp, xem như đối với thế lực trên các phương diện đều có giao phó. Ai ngờ ngoài dự đoán của mọi người là Phương Lê kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an, hơn nữa đối với điều chỉnh cương vị của nội bộ sở công an cũng đóng băng, vốn có nhân viên án binh bất động. Trên danh nghĩa sau khi Phương Lê quen thuộc tình hình sẽ tiếp tục điều chỉnh, nội tình thực tế lại không đơn giản như thế. Phương Lê còn chưa tới thiết môn đã bị đưa lên kệ bếp lò. Nhiêu Ngọc Sinh thở dài, nói: "Tôi lúc đó đã nói rồi, yến bắc nơi đó phức tạp, không dễ làm, bảo anh ấy cẩn thận suy xét." cũng không biết là nghe ai đầu độc anh rể tôi lần này liền hạ quyết tâm một lời liền đồng ý gấp gáp đi ai ra yến bắc quả thật phức tạp về điểm này tiêu phàm và tử chấn nam đều tán đồng yến bắc bởi vì vị trí địa lý đặc thù là lớp lá chắn cuối cùng bảo vệ bắc kinh chính trị của tỉnh yến bắc cũng rất được tầng lớp cao quan tâm không ít phe phái chính trị đều nhúng tay vào sự sắp xếp nhân sự của tỉnh yến bắc một tỉnh giáp thủ đô quan trọng như vậy khó có thể làm được chuyện thuần khiết một màu do có sự khống chế của một phe phái chính trị hoặc hào môn thế gia nào đó, các thế lực lớn đều sẽ ở đây để biểu thị sự tồn tại của bọn họ. Chỉ riêng điểm này, liền tạo thành cục diện chính trị đặc biệt phức tạp của tỉnh Yên Bắc, các loại quan hệ rằng có không rõ. Ví như lần này Phương Lê kiêm chức, bên trong thật không đơn giản. Đừng thấy chỉ là dính dáng sắp xếp nhân sự của một sở công an, thế nhưng bởi vì đặc thù của hệ thống công an, bổ nhiệm nhân sự của sở công an không chỉ cần thông qua sự nghiên cứu của tỉnh ủy Yến Bắc, còn cần phải thông qua sự xem xét đồng ý của bộ công an. Ý kiến hai bên thống nhất, việc sắp xếp nhân sự mới có thể thực thi. Nói cách khác, để phương Lê kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an của tỉnh Yên Bắc, đồng thời đóng băng sự điều chỉnh nhân sự nội bộ bên trong sở công an, bản thân nó chính là sự thỏa hiệp tạm thời sau ván cờ của các thế lực. Tình hình này khẳng định không thể tiếp tục kéo dài, mâu thuẫn sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ, cần giải quyết chính là vấn đề bùng nổ sớm hay muộn mà thôi. Nhiều Ngọc Sinh quả thật không hiểu vì sao Phương Lê sẽ lựa chọn đi Yến Bắc nhậm chức. Hiển nhiên, ông và Từ Trấn Nam đều không rõ ràng quyết định cuối cùng đi Yến Bắc của Phương Lê chính là vì một câu của vị tiêu đại sư trước mặt này 600 dặm về phía Đông Nam chính là phúc địa của Phương Lê. Lúc này mới hay, vừa đến Yến Bắc, ngay cả ghế còn chưa ngồi ấm chỗ, liền có người làm thiêu thân rồi. Nhiều Ngọc Sinh vừa nói vừa lắc đầu liên tục, thần sắc thật là ảo não tiêu phàm như trước thản nhiên nói. Súng ở trên tay, thật sự có người làm thiêu thân, bắt lại là được rồi. Đương nhiên, súng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề, có rất nhiều nhân vật lớn, không thể dùng súng đi đối phó được, thế nhưng tiêu phàm nghĩ đến, nhân vật lớn như vậy ít nhất không bao gồm loại thương nhân cấp bậc như đồng thiên lỗi kia ở bên trong. Cho dù hắn là thương nhân hồng đỉnh, trước mặt trưởng môn nhân, đời thứ hai hào môn thế gia như phương lê đây, cũng vẫn là chưa đủ để nhìn. Nhiều ngọc sinh lại buồn bực một chút, lập tức cười khổ nói nói. Đại thiếu gia, chuyện ở địa phương, rất phức tạp, không dễ xử lý. Lời này nói ra rất huyền chuyển, kỳ thực là chỉ ra cho tiêu phàm, người anh em, chuyện ở địa phương, cậu thật sự không hiểu. Làm gì có dễ dàng như vậy, cậu cho rằng nói bắt người liền có thể bắt hay sao? Đại thiếu gia, đồng thiên lỗi người này à, hình như có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Tiết Tiết Lan, nghe nói bọn họ còn là bạn học thời đại học từ chấn nam lại ở bên cạnh nhắc nhở. Ô, Tiết Lan chính là cô của Tiết Đào, làm việc ở Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm của quốc gia. Nghĩ đến tiêu phàm trước nay đều đang, tu luyện, không màng thế sự, chưa chắc đã biết Tiết Lan là thần thánh phương nào. Thế nhưng Tiết Đào và tiêu phàm là bạn học cùng trường, thêm vào một câu giải thích như vậy, lường trước trong lòng tiêu phàm sẽ có đáp án rồi. Đầu đôi lông mày của tiêu phàm nhẹ nhàng nhíu lại, dường như có chút bất ngờ tiết gia ở bắc kinh cũng được xem là hào môn thế gia có danh vọng mặc dù còn chưa theo kịp nhà hào môn bậc một như tiêu gia uông gia thế nhưng thế lực cũng không phải nhỏ nhất là trên lĩnh vực tiền tệ càng có lực ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc ví dụ như tiết đào ở ủy ban quản lý giám sát chứng khoán làm việc cô của anh ta ở ủy ban quản lý giám sát bảo hiểm quốc gia làm việc bất kể là ủy ban quản lý giám sát chứng khoán hay là ủy ban quản lý giám sát bảo hiểm trên thực tế toàn bộ đều là từ ngân hàng nhân dân tách ra, nhiều năm trước, đó đều là người một nhà. Cho đến sau này nghiệp vụ bảo hiểm và ngành nghề chứng khoán phát triển nhanh chóng, mới không thể không đem chức năng giám sát ngành bảo hiểm và ngành chứng khoán của ngân hàng nhân dân tách ra, chuyên môn thành lập hai cơ cấu là Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Quốc gia và Ủy ban Giám sát Quản lý Chứng khoán. Có điều ngay sau đó, thân sắc của tiêu phàm lại trở nên điềm tĩnh như nước, dường như đối với việc này không có hứng thú quả thật chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn với hắn, nhìn qua thậm chí cũng không có quan hệ gì lớn với Nhiêu Ngọc Sinh và Tử Trấn Nam. chuyện đấu tranh và đánh cờ như vậy, Phương Lê kinh nghiệm phong phú hơn bọn họ nhiều. Tiêu Phàm không cảm thấy tự mình bao biện làm thay có thể làm tốt hơn Phương Lê. Nhiêu Ngọc Sinh và từ Trấn Nam lại liếc nhau, Nhiêu Ngọc Sinh cắn cắn môi nói: Đại thiếu gia, Đồng Thiên Lỗi người này mặc dù tính tình nóng nảy, thế nhưng vẫn xem là giảng nghĩa khí đối với bạn bè không tệ. Hơn nữa anh ta ở thiết môn kinh doanh lớn như vậy, ít nhiều cũng có chút lui tới với tập đoàn cơ thị. Lời này nghe qua vẫn là cực kỳ lan man, tiêu phàm trong nháy mắt lại hiểu được ý ngầm của nhiêu ngọc sinh. Người tên đồng thiên lỗi này, không chỉ trên quan trường có hậu thuẫn vững vàng, thế lực ở địa phương cũng rất lớn, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, ngay cả với cơ khinh xa và tập đoàn cơ thị cũng có quan hệ, tuyệt đối sẽ không phải như nhiêu ngọc sinh nói đơn giản như thế chỉ sợ bản thân Nhiêu Ngọc Sinh, cũng có dây mơ dễ má nói không rõ ràng với đồng thiên lỗi. Suy cho cùng, nhiều Ngọc Sinh cũng là thương nhân, ở Bắc Kinh, Yến Bắc Kinh doanh, với đồng thiên lỗi và cơ khinh xa đều có kết giao rất sâu, là chuyện vô cùng bình thường. Hiện giờ đồng thiên lỗi đột nhiên ra mặt làm thiêu thân, khiêu khích anh rể phương lê của Nhiêu Ngọc Sinh, Nhiêu Ngọc Sinh dĩ nhiên là ngồi không yên rồi. Bất kể bên nào bị tổn hại, ông ta đều không có lợi. Việc này, vẫn phải hòa giải. Trước đó, Nhiêu Ngọc Sinh muốn hòa giải, chuyện này, nói thế nào cũng sẽ không đi tìm đến đầu tiêu phàm. Thế nhưng tình hình hiện tại hiển nhiên không giống, thiện cảm của Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình đối với tiêu phàm tốt như vậy, thậm chí ngay cả tiểu nha đầu Phương do Mỹ kia đều nói muốn làm, bạn gái của tiêu phàm, bởi vậy có thể thấy được, Phương gia thật sự tính toán muốn tiến thêm một bước gây dựng quan hệ tốt với tiêu gia. Mà quan hệ của cơ khinh xa và tiêu phàm hình như cũng rất tốt. Tiêu Phàm chẳng phải là ứng viên thích hợp nhất để đi hòa giải chuyện này hay sao? Thế nhưng nhìn qua, Tiêu Đại Thiếu dường như không có hứng thú cho lắm đối việc đảm đương người hòa giải này. chương 265, Thế lực thứ ba Thấy Tiêu Phàm vẻ mặt thản nhiên, không có nói thêm cái gì trong chuyện của Đồng Thiên Lỗi, nhiều ngọc sinh cũng không tiện tiếp tục đi sâu. Dù sao chuyện này không đơn giản, chỉ là một Đồng Thiên Lỗi, thì đã đành. Mấu chốt là liên lụy đến Tiết Gia, còn liên lụy đến Phương Lê, thậm chí liên lụy đến mối quan hệ giữa tỉnh ủy Yến Bắc và một số người trong nội bộ cao tầng, Tiêu Phạm không có ý định nhúng tay vào. đương nhiên, đây cũng có liên quan rất lớn với thái độ của Nhiêu Ngọc Sinh. Nhìn qua, Nhiêu Ngọc Sinh đối với Tiêu Nhất Thiếu tương đối khách khí, thậm chí là cung kính, không có chút thất lễ nào. nhưng đây cũng chỉ là ở mặt ngoài, trên thực tế, Nhiêu Ngọc Sinh ở trước mặt Tiêu Phạm vẫn luôn rất cẩn thận, rất nhiều lời cũng không dám nói rõ. ít nhất anh ta vẫn chưa nói cho Tiêu Phạm chuyện này với Nhiêu Ngọc Sinh anh ta rốt cuộc có bao nhiêu liên quan. Nếu chỉ là có chút đi lại làm ăn với đồng thiên lỗi, Nhiêu Ngọc Sinh lại không đến mức thiếu kiên nhẫn như vậy. Chính chủ cũng còn chưa có động tính, người gấp gáp cái gì. Nhiêu Ngọc Sinh không chịu chủ động nói rõ, tiêu phàm tự nhiên sẽ không truy cứu đến cùng. Yến hội cũng là tận vui mừng mà tán, Nhiêu Ngọc Sinh và từ chấn cung kính tiễn tiêu phàm ra đến cửa khách sạn, nhìn theo Mercedes-Benz rời đi sắc mặt của Nhiêu Ngọc Sinh hoàn toàn âm trầm xuống. Từ chấn hạ giọng nói nói. Ngọc Sinh, anh cũng đừng quá lo lắng. Nhiêu Ngọc Sinh hừ một tiếng, nói. Tôi có thể không lo lắng sao? Tính cách của anh rể tôi anh ít nhiều cũng biết một chút chứ. Tính tình của đồng thiên lỗi, anh càng rõ hơn rồi, đó là một tên to gan, không sợ trời không sợ đất. Một khi gánh lên, ai có thể tháo gỡ cho bọn họ? Cái lão hồ ly kia tự tay giao việc này vào tay anh rể tôi, bỏ qua chính là phải ngồi nhìn hổ đấu nhau, trốn tránh cũng là tránh không khỏi. Từ chấn, hít kha zz z hí z hít một ngụm khí lạnh, đưa tay sờ sờ cầm, dường như cũng hiểu được việc này thật khó xử lý. Mercedes bên rời khỏi khách sạn Trung Thiên không lâu, điện thoại di động của tiêu phàm lại vang lên, là cơ khinh xa gọi tới. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, xem chừng cơ khinh xa cũng nên gọi điện thoại cho hắn rồi. Trước đó tiêu phàm đối với các thế lực tỉnh Yến Bắc là hiểu rất sâu và rất rõ ràng, một khi Yến Bắc phát sinh đại sự, gần như không thể tránh khỏi sẽ liên lụy đến cơ khinh xa và tập đoàn cơ thị. Bất kể trên mặt bàn hay là dưới mặt bàn, tập đoàn cơ thị và cơ khinh xa đều được cho là là một phái thế lực hết sức quan trọng của tỉnh Yến Bắc. Vừa rồi nhiều ngọc sinh mặc dù có chút nói không tỉ mỉ, nhưng tiêu phàm cũng có thể đoán được, việc này cơ khinh sa thoát không khỏi liên quan. Lại không biết là nguyên nhân gì, Cơ khinh xa không có tự mình đến gặp hắn. "Rất xin lỗi, nhất thiếu, không có qua đó bồi anh, thất lễ." Điện thoại vừa thông, cơ khinh sa liền nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu hiền hòa tự nhiên, hoàn toàn là điệu bộ bằng hữu. Tuy nhiên vẫn là lộ ra vài phần khách khí, cho thấy được trong suy nghĩ của cơ khinh sa, quan hệ giữa cô và Tiêu Phàm vẫn thuộc vào giai đoạn cần nghiên cứu thêm nghiệm nào đó. "Đừng lo." Câu trả lời của Tiêu Phàm vẫn là lời ít mà ý nhiều như vậy không lộ chút thanh sắc nào. Cơ Khinh xa khe khẽ thở dài nói: rất xin lỗi, Nhất Hiếu, gần đây lại có người bắt đầu có chủ định rồi, tôi không thể không đặc biệt chú ý cẩn thận một chút. Nếu quá thân cận với anh, nếu chẳng may bị kẻ có dụng tâm lấy việc đó để làm báo cáo, sẽ không dễ giải thích. Tiêu Phàm thản nhiên ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tình hình của tỉnh Yến Bắc có lẽ rất phức tạp, nhưng người khác muốn lấy hắn để làm báo cáo lại cũng không có đơn giản như vậy con cháu dòng chính của lão tiêu gia cũng không phải dễ bị liên lụy như vậy. Đánh cờ chính trị bình thường, tất cả mọi người sẽ rất cẩn thận né tránh những nhà quyền quý siêu cấp. Bởi vì nhà quyền quý siêu cấp một khi bị liên lụy vào, nguyên lão kiểu như tiêu lão gia tử chỉ cần hắng nhẹ một tiếng, cũng đủ khiến mọi người luống cuống tay chân một trận. Đương nhiên, loại công kích phát động chuyên nhằm vào một nhà quyền quý nào đó thì lại khác. Nhất thiếu, kỳ thật chuyện này, Bí thư Phương có thể đã hiểu lầm nhân sĩ các giới tỉnh Yên Bắc rồi. Đối với việc Bí thư Phương đến nhậm chức tại tỉnh Yên Bắc, quả thật là rất hoan nghênh. Đối với mọi yêu cầu của Bí thư Phương, tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Có lẽ phản ứng của một số cá nhân hơi chậm chạp một chút, nhưng cũng không phải phải là cố ý gây khó dễ. Cơ Khinh Sa châm trước câu chữ, cẩn thận nói: "Kỳ thật lời nói này của Cơ Khinh Sa hoàn toàn có thể xem là thái độ của thế lực dân gian tỉnh Yên Bắc." Cơ khinh Sa không có thân phận phía chính phủ quá hiển hách, nhưng thế lực thực lực của cô ở tỉnh Yến Bắc lại là vô cùng rõ ràng, rất nhiều người đều rõ ràng. Cơ khinh Sa nói rõ cho tiêu phàm, cô không có ý định đối nghịch với Phương Lê, những người khác dường như cũng không có ý định như vậy. Bằng hiểu của Yến Bắc sẽ rất phối hợp với bí thư Phương. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười, nói. Cơ tổng, đồng thiên Lỗi có phải là một người thuộc số ít người có phản ứng chậm chạp kia không? Cơ khinh xa là lão đại của thế lực ngân tỉnh Yến Bắc, lại không có nghĩa là toàn bộ tỉnh Yến Bắc sẽ không có lão đại khác. Trên thực tế, cho dù là văn nhị thái gia ở Hoàng Hải, cũng chỉ là một vị, người trọng tài cuối cùng, chứ không thể nào làm được đến nhất thống thiên hạ. Thế lực của Đồng Thiên Lỗi có lẽ vẫn không bằng cơ khinh xa, hẳn là cũng đủ để y tự thành lập hệ thống rồi. Cơ khinh xa không muốn đối nghịch với Phương Lê, không ý nghĩa Đồng Thiên Lỗi cũng sẽ hoàn toàn cùng ý tưởng đồng lão đại nhất định phải, riêng một ngọn cờ, cơ tổng cô có thể quản được y sao? Cơ khinh xa cười khổ một tiếng, nói. Nhất hiếu, đồng lỗi thần kinh là khá lớn một chút, nhưng phản ứng cũng không đến mức đần độn như vậy. Anh ta tính tình khá táo bạo, cũng không phải đồ ngốc. Tuy nhiên lần này, bản thân đồng thiên lỗi không có nhiều đường lựa chọn. Nhất hiếu, anh là đại nhân vật, đối với đồng thiên lỗi loại tiểu nhân vật xuất thân lùm cỏ này, có thể thường ngày hiểu biết cũng không nhiều. Bất kể anh ta là tính cách gì, anh ta đi được tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Càng như vậy, càng sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu thực ép anh ta, chuyện gì anh ta cũng dám làm. Cá nhân tôi cảm thấy, bí thư Phương vừa mới đến nhận chức, trước tiên cần phải ổn định vững vàng, tìm hiểu một chút tình huống rồi tính sau. Cũng cho mọi người một chút thời gian, nhất thiếu, phiền anh chuyển cáo tới bí thư Phương, không nên ép người quá. Chó cùng dứt dậu đó đồng thiên lỗi bằng cấp không thấp, khoa chính quy, thậm chí còn là bạn học với cô Tiết Lan của Tiết Đào, học ở trường danh tiếng. Tuy nhiên so sánh với tiêu phàm mà nói, đồng thiên lỗi cũng chỉ có thể xem như xuất thân, lùm cỏ mà thôi. Tiêu phàm hơi có chút kinh ngạc nói. Cơ tổng, hình như ấn tượng của cô đối với vị đồng thiên lỗi này rất tốt ra. À? Cơ khinh xa chỉ thiếu chút nữa nói rõ, trên thực tế chính là muốn tiêu phàm ra mặt làm người hòa giải, khiến Phương Lê thả cho đồng thiên lỗi một đường, Ít nhất cũng phải cho đồng thiên lỗi tranh thủ một chút thời gian để y có cơ hội sửa, sai. Đến bây giờ, tiêu phàm có thể trăm phần trăm khẳng định Nhiêu Ngọc Sinh và đồng thiên lỗi dính dáng rất sâu. Bằng không, Nhiêu Ngọc Sinh là em vợ của Phương Lê, do anh ta ra mặt cầu xin với Phương Lê, chẳng phải sẽ tiện hơn so mượn tay tiêu phàm, người ngoài, này sao? Chính là vì Nhiêu Ngọc Sinh và đồng thiên lỗi dây dưa không rõ, mới không dám đến trước mặt Phương Lê đi cầu xin anh ta là đương sự mà hơn nữa tiêu phàm nếu như ra mặt đại biểu không chỉ có riêng là bản thân hắn còn mơ hồ đại biểu cho tiêu ra chẳng những tiết ra ở sau lưng phương lê và đồng thiên lỗi sẽ rất kiên kỵ vị đại nhân vật trực tiếp đặt phương lê lên lò lửa để nướng kia đều phải suy nghĩ kỹ càng nhất thiếu nói đùa rồi nói thật tôi đối với đồng thiên lỗi không có nửa phần hảo cảm nào người này rất thô lỗ tính tình rất thối tôi không để ý tới anh ta đã nhiều năm rồi tuy nhiên hiện tại thế cục này trong ngữ khí của cơ khinh sa mang theo bất đắc dĩ rất rõ ràng nếu có thể không bị liên lụy mà có thể xử lý đồng thiên lỗi cơ khinh sa đương nhiên rất vui mấu chốt hiện tại thời cơ không đúng phương lê nếu thực ra tay xử lý đồng thiên lỗi mấy thế lực dân gian khác lập tức sẽ gặp vạ lây hơn nữa nếu liên lụy nhiều ngọc sinh vào gần như sẽ trực tiếp liên lụy đến cơ khinh sa đừng thấy giữa cơ khinh sa và đồng thiên lỗi không thích hợp chút nào nhưng nhiều ngọc sinh cũng là cầu liên hệ của hai bên. Là con cháu quý tộc phát triển kinh thương trên đất kinh yến, hổ địa phương, như như ngọc sinh, cơ khinh xa, đồng thiên lỗi hoàn toàn nên làm tốt quan hệ. Nhiều thêm một người bạn, liền thêm một con đường mà. Tiêu phàm chậm rãi lái Mercedes Benz trên đường cái xi măng rộng mở, vững vàng về phía trước, đối với di động trầm giọng nói. Cơ tổng, đối với tình huống cụ thể của Yến Bắc, cô rõ ràng hơn so với tôi, Bí Thư Phương cũng rõ ràng hơn tôi nhiều, tin rằng ông ấy sẽ có cách xử trí trọn vẹn. Cơ khinh xa nhẹ giọng nói ra. Nhất thiếu, tôi đối với tình huống của Yến Bắc, có lẽ vẫn chưa hiểu bằng Phó Bí Thư Hoàng. Phó Bí Thư Hoàng mới là lão Yến Bắc chân chính. Nghe nói Bí Thư Phương vừa đến đảm nhiệm, Phó Bí Thư Hoàng liền gặp mặt với Bí Thư Phương, hy vọng Bí Thư Phương có thể chỉnh đồn tốt trật tự trị an. Đối với một số tai họa ngầm uy hát yêu ta ép nghiêm trọng tới an toàn trị an xã hội, phải mạnh mẽ thanh trừ sạch sẽ, tiêu trừ triệt để tai họa ngầm nguy hiểm. Cơ khinh sa rốt cục đã nói ra một điểm mấu chốt nhất. Phó bí thư Hoàng, trong miệng cô nói, Tiêu Phàm đương nhiên biết rõ là thần thánh phương nào. Chính là một vị phó bí thư của tỉnh Yên Bắc, nhân vật số 3 của tỉnh Yên Bắc. Giống như cơ khinh sa nói, phó bí thư Hoàng là lão Yên Bắc, đơn thuần là luận về kinh nghiệm công tác ở Yên Bắc. Lão đại tỉnh ủy và lão đại ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh Yên Bắc đương nhiệm Đều kém chút hỏa hậu so với Phó Bí Thư Hoàng Phó Bí Thư Hoàng trong phân công ở tỉnh ủy Chẳng những đảm nhiệm công tác phân công quản lý cán bộ Mà còn kiêm quản chính trị pháp luật Phó Bí Thư Hoàng đại bằng Ừ, tiêu phàm mày nhầu lên Khó trách chuyện này, nhiều ngọc sinh và cơ khinh xa đều gấp gáp Hóa ra là có kẻ thứ ba tham gia Nếu không, Phương Lê vừa mới đến Yến Bắc nhậm chức Cho dù tâm tình kiến công lập nghiệp có bước thiết đến mấy cũng sẽ không vội vã khai chiến với bạn học Tiết Lan như vậy. Huống chi Phương Lê là người điềm đạm, chắc chắn bực nào. Phương Lê vừa đến, Hoàng Đại Bằng liền đẩy đồng thiên lỗi đến trước mặt ông, rõ ràng là muốn ngồi nhìn hổ đấu nhau. Ở trong mắt Phương Lê, đồng thiên lỗi cố nhiên không đáng nói đến, tùy tiện vươn một ngón tay, đã có thể nghiền nát đồng thiên lỗi và tập đoàn của Y rồi. Nhưng cộng thêm Tiết Lan và cả cái Tiết ra đứng sau lưng đồng thiên lỗi, vậy cũng liền không đơn giản. Hoàng Đại Bằng rõ ràng cũng không phải là hướng về phía đồng thiên lỗi. Một nhân vậy trên đường, nếu như không có tiết ra thân phận, môi giới, thì phó bí thư hoàng người ta lấy con mắt nào để nhìn ngươi chứ? Nhất hiếu, lời thật thì tôi cảm thấy tướng ăn của một đại nhân vật nào đó cũng thật là quá khó coi. Một lát, cơ khinh xa ở điện thoại bên kia nói, trong giọng nói mang theo một ý châm chọc thản nhiên. Audio điện tử võ tấn bền Chương 266, Thế cục không lạc quan cơ tổng, tôi có một đề nghị. Tiêu Phàm không có vội vã trả lời ngôn ngữ của Cơ Khinh Sa, trầm mặc một chút mới chậm rãi nói. "Nhất thiếu, mời nói. Bất kể là đại nhân vật hay là tiểu nhân vật, tôi đề nghị vẫn là do người khác đi giải quyết. Bất kể là Yến Bắc hay là địa phương khác, dù sao đều là Thiên Hạ Chấp Chính Đảng." Ngữ khí của Tiêu Phàm rất là nghiêm túc. Cơ Khinh Sa liền ngơ ngẩn một chút. Địa vị, ngọc quan âm của cơ khinh xa sớm đã giành được công nhận của đồng đạo Giang Hồ. Trong dân gian, cơ khinh xa gần như có địa vị vô thượng nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng loại địa vị Giang Hồ này, tự nhiên không có khả năng thật sự lên được bàn tiệc. Tiêu phàm đây là đang nhắc nhở cơ khinh xa, chuyện giữa đại nhân vật, tuyệt đối không nên xen vào quá sâu. Lão gia tử của cơ khinh xa năm đó cũng là bởi vì xa vào trong, bàn cờ, nói không rõ ràng, mới trong lúc cực kỳ hưng thịnh mà bỗng nhiên gặp chuyện không may, khiến cơ khinh sa tuổi trẻ không thể không vội vã trở về nhận lấy tập đoàn cơ thị bấp bênh sau đó cơ khinh sa cũng quả thật biểu hiện ra năng lực rất mạnh thậm chí có đồn đại nói bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm yến bắc từ chức đều có liên hệ chặt chẽ nào đó với cơ khinh sa đương nhiên loại đồn đại giang hồ này chưa bao giờ được qua nghiệm chứng thực sự nhưng mà cho dù coi tin đồn đại là sự thật cơ khinh sa thực sự có cái năng lực khiêu động chính đàn tỉnh này tiêu phàm cũng cho rằng cô nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận một người không thuộc thể chế, xen lẫn vào trong thể chế đánh cờ sâu như thế, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Dựa vào thân phận đích tôn trưởng tiêu gia của hắn, tham dự chính trị đánh cờ, cũng chỉ có thể chạy ở bên cạnh, có tác dụng hiệp trợ bên cạnh, tướng quân thực sự, vẫn phải là những quan lớn trong thể chế là tiêu lão gia tử, tiêu trạm diệp khí vân. Cơ khinh xa cũng không có chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ như hắn. Hơn nữa số nhân mã tham dự, đánh cờ, lần này là Phương Lê, Hoàng Đại Bằng, đồng thiên lỗi, mỗi người đều không thể coi thường. Mạng lưới quan hệ mà cơ khinh xa cực khổ bện lên kia, bên trong bàn cờ thuộc loại trình độ này rốt cuộc có thể cung cấp cho cô bao nhiêu trợ lực, thật sự khó có thể nói. Nhất thiếu, kỳ thật tôi một chút cũng không muốn xen vào. Cơ khinh xa nói, trong giọng nói, xen lẫn bất đắc dĩ nhẹ nhẹ. Tôi không muốn xen vào, nhưng lại không thể không xen vào. Người trong giang hồ, có những việc không thể làm chủ. Đúng rồi, nhất thiếu cái hộp đen kia mở ra được chưa bên trong có bảo bối gì tốt a à? cơ khinh sa lập tức từ trong cô đơn thoát ra mỉm cười hỏi giọng điệu lại trở nên tao nhã khoái trá cơ khinh sa kho giống với tân lâm và uyển thiên thiên cô không muốn lộ bộ mặt yếu ớt của mình ở trước mặt tiêu phàm hơn nữa cô vẫn luôn chú ý tới cái hộp đen mà uyển thiên thiên lấy về từ tần quan kia không biết cổ nhân rốt cuộc đặt vật gì tốt ở bên trong đó tiêu phàm mỉm cười nói vẫn chưa mở ra được, thứ này, khác nghề như cách núi, không tìm được người lành nghề thật đúng là không dễ giải. Tuy nhiên phỏng trừng cũng không bao lâu nữa có thể phá giải được. Vậy là tốt rồi. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười, cùng tiêu phàm hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Tiêu phàm hai hàng lông mày dần dần vắt thành hình chữ Xuyên. Lúc cùng uống rượu với Nhiêu Ngọc Sinh, tiêu phàm đối với chuyện này cũng không quá để tâm. Dựa vào thân phận của Nhiêu Ngọc Sinh, thực lực của Nhiêu gia chỉ cần không phải là cái sọt lớn, nói chung cũng không có phiền toái quá lớn. Hiện tại, đương nhiên không giống với lúc trước, có thể khiến cho cơ khinh xa nói ra những lời kia với hắn, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của việc này đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Mạng lưới quan hệ mà cơ khinh xa theo dệt kia không phải là nhỏ, khách quý của cơ khinh xa thậm chí còn có thành viên hội nghị trưởng lão. Có mạng lưới quan hệ hữu lực, mạnh mẽ như vậy, phiền toái bình thường, cơ khinh xa tuyệt đối có thể hóa giải được một cách dễ dàng, quyết không đến mức chủ động cầu viện hắn. Sự kiêu ngạo trong nội tâm cơ khinh xa cũng là không thể nghi ngờ. Đồng dạng, Phương Lê bị cuốn vào trong chuyện này cũng là điều tiêu phàm không muốn nhìn thấy. Qua cố gắng của hắn, bây giờ Phương gia chưa tới mức chuẩn bị kết thành đồng minh với tiêu gia, nhưng tối thiểu cũng xem như là lui tới thân thiết. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Lê cũng là tin vào, dự đoán của hắn nên mới quyết định đi yến bắt nhậm chức. Tiêu phàm nói rất dứt khoát, Tây Nam 600 dặm, Lạc Phúc địa của Phương Lê. Hiện giờ vừa mới nhậm chức liền gặp phải loại đại phiền toái không dễ xử trí này, chỉ sợ cảm nhận đối với tiêu chân nhân hắn phải chuyển biến đột ngột. Mercedes Ben chậm rãi lái vào ga ra tầng ngầm của chỉ thủy quan. Chỉ thủy quan vốn không có ga ra tầng ngầm. Lúc chỉ thủy tổ sư xây dựng chỉ thủy quan ở thành phố thủ đô, ô tô vẫn là một đồ vật ngoại, xăng dầu toàn bộ phải dựa vào nhập khẩu, xây dựng quốc lộ cũng rối tinh rối mù, ô tô thật sự không thích hợp áp dụng gia ga tầng ngầm này là sau khi cải cách mở rất nhiều năm mới cải biến chỉ thủy quan trước nay vẫn yên tĩnh từ khi uyển thiên thiên vào liền trở nên không phải an tĩnh như vậy xí một vật gì đó đen thui mạnh mẽ vọt ra từ trong động người có biết là vật gì không trong một đình nhỏ tại chỉ thủy quan uyển thiên thiên và phong vãn lương ngồi đối diện với nhau uyển thiên thiên một thân váy màu đỏ kẹp hai cái bím tóc vẫn là rất ngây thơ như vậy Phong vãn nương lại là áo trắng quần trắng, phiêu nhiên xuất trần, nhìn qua, phong vãn nương tuổi so với Uyển thiên thiên còn lớn hơn 2-3 tuổi. Tuy nhiên giờ phút này, phong vãn nương, thành thục điềm đạm, chắc chắn, hai con mắt trợn thật lớn, không nháy mắt nhìn thẳng vào một thân váy đỏ của Uyển thiên thiên. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Uyển thiên thiên, lại lộ ra vẻ mặt vừa tò mò vừa khẩn trương, lắc đầu liên tục. Là cái gì nhỉ? Rắn, một con rắn to. Huyền Thiên Thiên hai tay mạnh mẽ quét qua, ngã ngửa người về phía sau, hét lên. A! À, Phong Vãn Nương lập tức một tiếng thét chói tai, trong mắt phụt ra thần sắc thất kinh, lập tức giơ tay vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi. Ai nha, làm em sợ muốn chết chị Thiên Thiên, cổ mộ này đáng sợ như vậy, các người còn muốn đi vào làm gì chứ? Thật đáng sợ thật, đáng sợ. Lão Huyền Thiên Thiên đang kể chuyện xưa cho Phong Vãn Nương kể về một lần đi trộm mộ nào đó của Huyền Thiên Thiên. Uyển Thiên Thiên rất có tài ăn nói, đặc biệt giỏi về tạo dựng, không khí khủng bố, một đoạn đối với cô mà nói, tựa như cơm thường. Dù sự việc có tầm thường hơn nữa, nhưng khi tới phong vãn nương nghe, lại thực chính là kinh tâm động phách, còn khủng bố, huyền thoại hơn so với Hollywood. Phong vãn nương tính cách dịu dàng, nhã nhặn, thanh lịch, trong mấy ngày chuyển vào chỉ thủy quan này, quan hệ với mỗi người trong quan đều rất khá. Chẳng những tân lâm rất thích cô, Uyển Thiên Thiên cũng rất nhanh hòa mình cùng với cô. Tân Lâm tương đối trầm tính, phong vãn nương dường như càng thích ở cùng với Uyển thiên thiên trời sinh tính hoạt bát. Đương nhiên, đa số thời điểm cô một mình im ắng ngồi giải câu đố. Khi có thời gian rỗi, phong vãn nương liền lật xem một số sách mà tiêu phàm đưa cho cô, đều là một số văn chương có liên quan đến số học trận pháp bên trong, vô cực thuật tàng. Phong vãn nương gần như mê muội vào trong đó rồi. Đương nhiên, học bá, có dũng mãn, tuyệt luân hơn nữa, cũng không thể 20 trên 24 giờ đắm chìm vào trong sách, ngẫu nhiên vẫn là phải nghỉ ngơi một chút, thay đổi đầu óc. Kỳ thật phong vãn nương và tiêu chuẩn học bá của cô trong ấn tượng của mọi người có sự bất đồng rất lớn, cũng không phải là cái loại mọt sách thông thái dởm con, đối với tạp học, vô cùng yêu thích. Quyền thiên thiên ngẫu nhiên kể cho cô một số chuyện lý thú trên giang hồ ít ai biết đến, phong vãn nương lập tức nghe rất nồng nhiệt, si mê, say xưa. Cảnh tượng hai tiểu cô nương này hòa hợp với nhau, vừa lúc bị tiêu phàm im ắng đi tới nghe được. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một chút mỉm cười, nhẹ nhàng đi về phía căn phòng bí mật của mình, cũng không có ý định quấy rầy hai cô, nói chuyện phiếm. Mỗi ngày một lần khơi thông kinh mạch cho Uyển thiên thiên, hôm nay vẫn chưa có hoàn thành, cũng có thể lùi lại một chút cũng không sao. Phòng vãn lương khó lắm mới nghỉ ngơi một hồi như vậy, để cho Uyển thiên thiên bốc phét với cô cũng tốt. Thật sự không ngờ, hai cô gái tính cách rất khác biệt như vậy, lại có xu thế phát triển trở thành khuê mật quả nhiên là thế sự khó liệu tiêu phàm uyển thiên thiên lại đột nhiên nghiêng đầu lại kêu lên lúc tiêu phàm vào cửa dưới chân lặng yên không một tiếng động uyển thiên thiên vẫn là dựa vào trực giác vô cùng nhạy bén của mình mới cảm giác được sự hiện hữu của hắn đối với người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng giác quan thứ sáu của các cô gái thường thường nhạy bén rất nhiều so với bình thường phong vãn nương tựa như bừng tỉnh từ trong mộng vội vàng không người về phía tiêu phàm, mỉm cười chào hỏi. Tiêu đại ca, ở trong chỉ thủy quan mấy ngày, phòng vãn nương cũng không kêu tiêu phàm là tiêu tiên sinh, nữa rồi, đổi giọng gọi là tiêu đại ca. Nói thật, tình hình của chỉ thủy quan thật nằm ngoài dữ liệu của phong vãn nương, rốt cuộc không ngờ tại vùng ngoại ô đại đô thị vô cùng ồn ào náo động này, lại vẫn ẩn giấu một nơi đào nguyên thế ngoại như vậy, là một động tiên. Phong vãn nương đối với chỉ thủy quan thật sự rất hài lòng, so với việc tiêu phàm mời cô vào ở trong khách sạn năm sao còn vừa lòng hơn nhiều lắm hơn nữa tiêu phàm bề ngoài và phong cách làm việc tao nhã cũng rất hợp với khẩu vị của phong vãn nương mặc dù tiêu phàm là đối mặt với phong vãn nương đi tới phong vãn nương lại hoàn toàn không có phát hiện dù sao so sánh với uyển thiên thiên cả người đều là cơ quan tin tức mà nói giác quan thứ sáu phong vãn nương vẫn chậm chạp hơn nhiều nói chuyện phiếm ư tiêu phàm liền dừng bước cười nói Đúng vậy a, à, chỉ thiên thiên kể chuyện xưa rất hay, rất ký bản quyền tê ý bản quyền, thật là khủng cây ếch yêu ta ép, tôi đều bị dọa tới mồ hôi rồi đây. Phong vãn nương cười nói, một bộ dạng khờ khảo ngây ngô, không hề xảo trá. Tiêu phàm nói giỡn, tốt, như vậy cũng có thể ký bản quyền tê ý bản quyền máu vận hành, thư kinh hoạt lạc. Các cô tiếp tục đi. Ai nha, thời gian tôi nghỉ ngơi cũng tương đối rồi, tôi trở về làm việc đây. Phòng Vãn Nương cầm di động đặt trên bàn đá trước mặt lên nhìn thời gian, lập tức liền đứng dậy. Mặc dù là ở chỉ thủy quan, phòng Vãn Nương vẫn chế định thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, và rất nghiêm khắc dựa theo lịch trình thời gian để tiến hành làm việc và nghỉ ngơi, gần như cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu Phàm và Uyển Thiên Thiên đều cười gật đầu, không có giữ lại. Tuy rằng thời gian giao tiếp không lâu, Tiêu Phàm và Uyển Thiên Thiên lại cũng biết, nhà khoa học tuổi trẻ này ở một số thời điểm thật là rất cố chấp tất cả mọi việc đều kiên trì theo quy tắc mà mình đã định. Gần như tất cả các nhà khoa học có thành tựu đều có loại tính cách tương đối cứng nhắc này. Chuyện trên khoa học không thể có nửa điểm qua loa. Nhìn Phong Vãn Nương thân hình lượn lờ mềm mại, Uyển Thiên Thiên xinh đẹp trong mắt phóng ra thần thái khác thường. Anh biết không, Tiêu Phàm, anh tìm được một vị thiên tài. Tôi cho tới bây giờ chưa từng gặp một cô gái có thiên phú kiệt xuất như vậy, có lẽ còn cao hơn so với thiên phú của anh. Một lát, Uyển Thiên Thiên hạ giọng nói, giọng điệu vừa là cảm thán vừa là tán thưởng, thậm chí còn mang theo một tia ghen tị. Chương 267, Phương do Mỹ gặp chuyện lớn. Tiêu Phàm vốn không định nhúng tay vào chuyện của Yên Bắc. Những chuyện dính líu đến bàn cờ chính trị, Tiêu Phàm rất cẩn thận. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm dùng thuật pháp của hắn góp sức giúp cho Tiêu gia, cũng đều là làm việc thiện tích đức không dây dưa vào bàn cờ chính trị. Yên Bắc dường như cũng chỉ là một phần, cũng không phải liên quan đến tất cả, nhưng liên lụy đến đám người phương Lê, Hoàng Đại bằng, Tiết Lan, nước đó quá đục. Điều quan trọng hơn là tiến độ giải mã của Phong Vân Nương khá thuận lợi. Không mất bao lâu đã có thể mở được hộp đen, Tiêu Phàm rất muốn biết, chiếc hộp đen được bảo vệ bằng Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Đối với hắn, chuyện này rất quan trọng, có thể trong đó mở ra một số bí mật mà trước nay chưa từng có. Nhưng người tính không bằng trời tính tiêu chân nhân không đi tìm, mà việc chủ động đến tìm tiêu chân nhân. Hôm nay, tiêu phàm vừa khai thông kinh mạch cho Uyển Thiên Thiên thì chuông điện thoại reo. Ai vậy? Uyển Thiên Thiên yếu ớt sợ vào ngực hắn, uể oải hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng dịn mồ hôi, lộ vẻ kiều diễm không tả xiết. Bây giờ chân khí nội tức của Uyển Thiên Thiên vẫn bị tiêu phàm dùng chân nguyên bản mệnh mạnh mẽ khống chế ở huyệt đan điền khí hải. Yên Chi Hồng không thể dùng nội lực so với tiểu cô nương bình thường thì còn yếu ớt mảnh mai hơn. Mỗi lần khơi thông kinh mạch, ép âm sát khí trong người tống ra đều làm huyền thiên thiên mệt mỏi kinh khủng. Cũng may bộ ngực của tiêu phàm rộng lớn rắn chắc, đủ cho cô dựa vào. Tiêu phàm lắc đầu, không trả lời, cầm di động lên, nhấn nút nghe. Tiểu Mỹ, số hiển thị, cuộc gọi từ số của Phương do Mỹ. Hàng ngày Phương do Mỹ gọi cho hắn một lần, dần dần đã thành thói quen. Tiêu phàm, anh đến đây nhanh, em gặp chuyện lớn rồi. Phương Do Mỹ hạ thấp giọng, dù sóng vô tuyến cách âm cũng có thể nghe thấy, giọng cô có chút vội vàng. Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy khó hiểu. Có lúc nào Phương Do Mỹ vội vàng đâu? Tiểu nha đầu ngoan ngoãn học ở trường, có thể gây ra chuyện lớn gì được? Tiêu Phàm không thể tin, trường trung học Khải Minh còn có người dám gây với Phương đại tiểu thư. Theo tiểu Quế Tử báo cáo, phòng giáo dục quận và trường trung học Khải Minh đã nghiêm túc xử lý chủ nhiệm Tôn và mấy ả lưu manh rồi công an quận lại bắt một đám thanh niên lêu lỏng có chút quan hệ với mấy ả lưu manh tiểu cầm đó tiểu quế tử báo cáo rất tỉ mỉ nhưng tiêu phàm không chăm chú nghe những chuyện như vậy tiêu phàm tin tiểu quế tử chắc chắn có thể xử lý rất chu đáo kín kẽ em lại gây rắc rối ở trường phải không tiêu phàm thuận miệng hỏi trường học gì chứ em đang ở thiết môn vừa đến này tiêu phàm càng bất ngờ em đến thiết môn hôm nay không phải đi học à Uyển Thiên Thiên cười nhẹ, nói bên cạnh. Hôm nay thứ bảy, đúng là ở trong núi không biết ngày đêm, Tiêu chân Nhân còn thật sự không biết hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ, tiểu nha đầu đi tham tra ở thiết môn là rất hợp lý. Có điều không nghĩ rằng Uyển Thiên Thiên nhớ rõ ngày tháng như thế. Ai, ai đang nói đấy? Không ngờ Uyển Thiên Thiên vừa nói bên này, bên kia phương do Mỹ đã nghe được, lập tức la lên. Trần Dương phải không, Tiêu Phàm, anh đang đi cùng chị ta phải không? nghe giọng thì thấy tiểu cô nương đã giận dữ. Chẳng lẽ cô bé lại thật sự coi tiêu phàm là bạn trai, nên bắt đầu ghen. Uyển thiên thiên cười, đôi mắt to tròn quyến rũ nháy mắt với tiêu phàm, nói. Tiêu nhất thiếu, Trần Dương là ai? Cô ấy có vẻ giống hồng nhan chi kỷ của anh lắm nhỉ? Tiêu phàm lập tức một đầu hai tròng lớn, chừng mắt nhìn Uyển thiên thiên, ý nhắc cô đừng ồn ào, gây chuyện, sau đó nói vào di động. Tiểu Mỹ, đừng ngắt lời, nói chuyện nghiêm túc. Em gặp chuyện lớn gì? Sao lại là em ngắt lời? Rõ ràng là bên anh có người nói xen vào đúng không? Hay nhỉ, Tiêu Phàm, thật sự không nhìn ra nổi, anh lăng nhăng như thế, bồ bịch thật không ít nhỉ. Anh nói đi, nói xem cuối cùng anh muốn thế nào. Không ngờ con người Tiêu chân nhân lại không hữu ích như vậy. Phương Do Mỹ kêu to, như không kìm được cơn giận. Khi con gái ghen, anh có lấy súng chĩa vào đầu cô ta cũng chẳng ăn thua đừng nói đến cái kiểu cảnh cáo, không đến nơi đến chốn này. Tiểu Mỹ, đừng gây nữa. Tiêu Phàm hét to, bộ dạng rất nghiêm khắc. Phương do Mỹ giật mình, điện thoại bên kia lập tức rơi vào im lặng. Thật ra gặp phải tình huống này, người đàn ông dày dạn kinh nghiệm có rất nhiều cách ứng phó khéo léo, linh hoạt, tuyệt đối sẽ không như tiêu chân nhân, chỉ biết hét to, miệng hùm gan sứa chỉ cần phương do mỹ tiếp tục đôi co với hắn mấy câu thì kẻ nhận thua trước chắc chắn là tiêu chân nhân không phải phương đại tiểu thư tiếc là phương đại tiểu thư nhìn thì hùng hồ mạnh mẽ nhưng thực ra cũng là gà mờ chẳng chút kinh nghiệm tiêu phàm hét lớn như thế lại có tác dụng không ngờ phương do mỹ ngậm miệng thầm thì mấy câu nhưng cuối cùng không dám nổi nóng với tiêu phàm nữa đánh ấm ức nói có việc thì mới nói em mất túi rồi đầu bên kia điện thoại phương do mỹ nói ấm ức hóa ra đây chính là chuyện mà tiểu nha đầu gọi là gặp chuyện lớn tiêu phàm vừa tức giận lại vừa buồn cười mất thế nào mất ở đâu nhà ga vừa mới xong em vừa mới xuống tàu thì bị người ta lấy mất tiêu phàm ngạc nhiên hỏi em đi tàu đến thiết môn sao tất nhiên anh nghĩ là có xe riêng đưa đón à phương do mỹ nói hơi tức giận phương lê dạy con gái thật ra khá nghiêm khắc nhiều vũ đình dù cực kỳ yêu quý phương mỹ nhưng không hề cương chiều. Con người Phương do Mỹ lại không quá kiêu ngạo, đương nhiên đối với tiêu phàm thì Phương do Mỹ đã đủ xảo trá tai quái rồi, nhưng với lai lịch xuất thân của cô thì mức độ được, nuông chiều của Phương do Mỹ thật chẳng là gì, con cái nhà bình thường so với Phương do Mỹ còn được nuông chiều gấp bội. Những lúc được nghỉ học, Phương do Mỹ đi tàu đến thiết môn thăm cha, cũng xem như một kiểu tập luyện. Một mình cam sao? Vâng, thế nào mà mất túi? em chắc chắn là bị lấy cắp không tiêu phàm hỏi cho dù nhà ga ở đâu thì đều là những chỗ tốt xấu lẫn lộn tương đối lộn xộn nhất là mấy năm trước tình hình trị an xã hội càng kém từng đám từng đám băng đảng trộm túi băng đảng đua xe ở nhà ga tuy nhiên mấy năm nay có sự quản lý giám sát nghiêm trị liên tục tình hình này đã cải thiện rất nhiều đặc biệt là nhà ga thiết môn càng được quản lý rất tốt phương do mỹ lần đầu đến thiết môn thăm người thân bị mất túi không khỏi quá trùng hợp Tất nhiên em dám chắc, tên trộm túi đó đã gọi điện thoại cho em mà. Hả? Hai hàng lông mày Tiêu Phàm bỗng nhướng lên, ngồi thẳng người. Đây quả là chuyện mới lạ, tên trộm chủ động gọi điện thoại cho người bị mất. Bằng trực giác, Tiêu Phàm biết chuyện này không hề đơn giản. Là thế này, cái người gọi điện thoại cho em, tự xưng là bạn của cha em, nói đã giúp em bắt được tên trộm túi, bảo em đến để cầm túi về. Phương do Mỹ hạ giọng, kể đại khái chuyện vừa xảy ra giọng hơi hồn hền. Tiêu phàm hơi sừng sốt, nói. Đây là một kiểu lừa gạt sao, cũng không khỏi quá vụng về nhỉ. Cũng không trách được tiêu chân nhân mơ hồ không hiểu, đúng là không thể lý giải nổi rốt cuộc là có ý gì. Nhưng kiểu lừa gạt này thực hiện với Phương do Mỹ lại đúng là tìm nhầm người. Thử nghĩ xem Phương Lê sao có thể có người bạn ăn cắp túi ở nhà ga được. Đây không phải trò lừa gạt, đây là một kiểu cảnh cáo. Không ngờ Phương Do Mỹ lại bác bỏ ý kiến của hắn. Cảnh cáo. Đúng, em nghĩ vậy đấy, người lúc nãy gọi điện thoại cho em, tự xưng là Đồng Thiên Lỗi. Đồng Thiên Lỗi? Tiêu Phàm lập tức tỉnh người. Nếu vừa rồi, cuộc điện thoại kia là do Đồng Thiên Lỗi gọi thật thì suy đoán của Phương Do Mỹ là đúng. Việc này quả thật không phải trò lừa gạt, mà là cảnh cáo. Tuy nhiên việc đã dính líu đến Đồng Thiên Lỗi thì Tiêu Phàm phải cảnh giác cao độ. Trong suy nghĩ của Tiêu Phàm thì Đồng Thiên Lỗi chẳng là cái gì, nhưng bây giờ người mà Đồng Thiên Lỗi tìm cũng không phải hắn mà là Phương Do Mỹ, Tiêu Phàm không thể thông thả được. "Tiểu Mỹ, em có biết Đồng Thiên Lỗi này là ai không?" "Biết, Thiết Môn có một công ty rất nổi tiếng, lần trước em vô tình nghe cha mẹ nhắc đến người này, cha em nói có lẽ người này sẽ có vấn đề, không ngờ là y có vấn đề thật, cho người theo dõi em, lấy cắp túi của em." Phương Do Mỹ nói liền một mạch, Tất nhiên đây đều là suy đoán của Phương do Mỹ, nhưng tiêu phàm rất rõ, suy đoán này của Phương do Mỹ rất gần với sự thực. Xem ra hai, ba ngày ngắn ngủi vừa rồi, sự việc lại thay đổi không ngờ. Đồng thiên lỗi trực tiếp nhằm vào Phương do Mỹ, hẳn là đã bị ép, sắp chó cùng rứt dậu đây. Thử nghĩ nếu chuyện này để Phương Lê biết, e là ông ta lập tức sẽ nổi trận lôi đình, không khách khí mà đào tận gốc đồng thiên lỗi, chẳng ngại vì thế mà khai chiến toàn diện với tiết gia cũng chẳng tiếc hậu quả như vậy đồng thiên lỗi chắc chắn không phải chưa nghĩ đến nhưng vẫn nhằm phương do mỹ ra tay có thể thấy y cũng không có quá nhiều đường lui tiểu mỹ rất thông minh đấy tiêu phàm khen một câu một mình tiểu nha đầu gặp phải chuyện này ở nhà ga thiết môn không hề sợ hãi hoảng hốt đồng thiên lỗi vừa điện thoại đến ngay lập tức có thể phán đoán tình hình khác thường gọi điện ngay cho tiêu phàm quả thật không phí một lời khen của tiêu phàm đó là phương do mỹ liền đắc ý nhưng ngay sau đó lại băn khoăn hỏi bây giờ em phải làm thế nào y vẫn đang đợi em trả lời chuyện này có phải nói với cha em không tạm thời đừng nói với phương thúc thúc thế này đi em cứ về tỉnh ủy thăm phương thúc thúc trước cho đồng thiên lỗi số điện thoại của anh để anh và y nói chuyện tiêu phàm lập tức quyết định tiêu phàm không hề nghi ngờ năng lực chính trị của phương lê càng không tự đại cho rằng mình khôn ngoan hơn phương lê nhưng chuyện này liên quan đến phương do mỹ Phương Lê khó tránh khỏi lo lắng mà kích động, mất bình tĩnh. Bất cứ quyết định nào đưa ra trong lúc giận dữ cũng đều không được sáng suốt, một suy nghĩ không chu đáo cũng có thể là cái bẫy lớn. Hơn nữa Phương Lê là một trong ba bên đương sự, một khi ông ta đích thân ra mặt thì chẳng còn khoan nhượng nữa. "Được, thế anh có đến thiết môn không? Em, em nhớ anh rồi." Giọng càng cuối câu rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, cho dù tiểu nha đầu chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng có thể nhận thấy Cô bé đã lấy hết can đảm trước khi nói câu này. Uyển Thiên Thiên chẳng ngại, nghe trộm, một bên điện thoại Tiêu Phàm, lập tức bĩu môi, khẽ hừ một tiếng. Đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều rồi. Chương 268, quan hệ phức tạp, nhập nhằng không rõ vừa tắt điện thoại, Tiêu Phàm liền đứng dậy. "Đợi đã." Uyển Thiên Thiên gọi. Tiêu Phàm nhìn lại. "Anh muốn đến thiết môn sao?" "Ừ, thế thì để Đường huyên đi cùng anh." tiêu phàm nhướng lông mày ngụ ý hỏi lý do anh không hiểu đồng thiên lỗi đâu đó là một gã tàn nhẫn người trên giang hồ chuyện trên giang hồ nhiều lúc phải dùng thủ đoạn giang hồ giải quyết mới ổn cho dù có xảy ra vấn đề gì cũng còn đường sống quyền thiên thiên nói giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy tiêu phàm nhíu mày cái gọi là độc ác tàn nhẫn đó cũng là khác người trong mắt của người bình thường dạng lưu manh đầu đường xó chợ đã được coi là tàn nhẫn nhưng, đệ nhất nữ ma đầu, đã nhận xét như vậy, thì tên đồng thiên lỗi này đúng là có khả năng khác người. Lẽ ra tân lâm cùng tiêu phàm đến thiết môn là lựa chọn thích hợp nhất. Kinh nghiệm giang hồ của thất diệu cung thiếu chủ có lẽ không bằng nhị đương gia của yên chi xã, nhưng cũng không cách biệt quá xa. Quan trọng là tân lâm và tiêu phàm cực kỳ ăn ý, nhiều lúc tiêu phàm chưa cần nói, tân lâm đã biết phải xử trí thế nào. Vì hộp đen và phòng vãn nương còn ở chỉ thủy quan, để phòng bất chắc, Tiêu Phàm và Tân Lâm không thể cùng lúc rời chỉ thủy quan. Bản thân Huyền Thiên Thiên không thể dùng chân khí để đánh nhau ít nhất 3 tháng, thế thì chỉ có thể để Đường Huyên đi với Tiêu Phàm đến Thiết Môn. Tất nhiên, sự sắp xếp này của Huyền Thiên Thiên cũng không thể nói hoàn toàn không có ý đồ riêng. Huyền Đại Đương ra muốn Đường Huyên đi xem, đối thủ cạnh tranh, bỗng nhiên mọc ra này là thần thánh phương nào. Binh Pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Được. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh, chiếc Mercedes bên rời chỉ thủy quan, người lái xe không phải tiêu phàm, mà là đường huyên. Đường huyên tính tình dịu dàng, giống tân lâm, không thích nói nhiều, cũng là lựa chọn, vệ sĩ bên cạnh, rất thích hợp. Tất nhiên, khuyết điểm của đường huyên và tân lâm cũng giống nhau, đó chính là làm, vệ sĩ bên cạnh, nhưng cả hai cô đều quá đẹp, không khỏi làm cho người ta quá chăm chú. Di động của tiêu phàm rung lên một số điện thoại lạ gọi từ thiết môn nhưng nhìn các chữ liên tiếp trong dãy số đó tiêu phàm cũng có thể đoán được cuộc gọi đó do đồng thiên lỗi gọi tiêu phàm thản nhiên nhìn di động không vội nghe ngay đường huyên bình tĩnh cầm vô lăng không nhìn tiêu phàm cũng không để lộ bất cứ thần sắc ngạc nhiên nào thật đúng là tác phong đích thực của vệ sĩ bên cạnh sau khi đợi di động kêu khoảng nửa phút tiêu phàm mới nghe dửng dưng nói xin chào ai đấy xin hỏi là tiêu tiên sinh phải không? Tôi là đồng thiên lỗi. Bên kia điện thoại, vang lên tiếng đàn ông gióng giạc, sặc mùi giang hồ. Đồng tiên sinh, giọng tiêu phàm vẫn rừng rưng như trước, khá bình tĩnh. Đồng thiên lỗi ngưng một lúc mới nói tiếp. Tiêu tiên sinh, là phương tiểu thư bảo tôi tìm anh, phương tiểu thư nói anh là anh họ cô ta, ha ha có chuyện này không tiêu tiên sinh. Nghe ra, giọng đồng thiên lỗi có phần không hài lòng. Sau khi Đồng Thiên Lỗi nổi dậy ở Thiết môn, rất ít người gây khó dễ trước mặt y. Phương Do Mỹ nói Tiêu Phàm là anh họ cô, Đồng Thiên Lỗi nửa tin nửa ngờ, không chừng gã thanh niên họ Tiêu này có khả năng là người yêu của Phương Do Mỹ. Dù đã nghe anh em thủ hạ báo cáo, đứa con gái nhỏ của Phương bí thư Phương Lê này vẫn còn nhỏ, chỉ 16, 17 tuổi, nhưng bây giờ 13, 14 tuổi đã có thể yêu đương rồi. Thậm chí trong đám bạn gái của Đồng Thiên Lỗi còn có cô bé 14, 15 tuổi còn nhỏ hơn cả Phương Do Mỹ. Nếu đúng là anh họ như thế thì Đồng Thiên Lỗi bị chơi khăm rồi. Phương Lê là nhân vật tầm cỡ, vì quan hệ của Phương Lê mà Phương Do Mỹ cũng rất quan trọng. Nhưng điều này không có nghĩa rằng người yêu của Phương Do Mỹ cũng là nhân vật quan trọng. Có thể đoán được Phương Lê tuyệt đối sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Ô long như vậy cũng không thể có. Đồng tiên sinh, khoảng 4 tiếng nữa thì tôi đến thiết môn nghe nói đồ mà tiểu Mỹ mất đang ở chỗ đồng tiên sinh, hẹn thời gian địa điểm đi. Tiêu phàm cơ bản không muốn phí lời với đồng thiên lỗi, trực tiếp nói thẳng, giọng càng lạnh nhạt hơn. Ha ha, được thôi, không ngờ tiêu tiên sinh lại nôn nóng thế. Tiêu tiên sinh, đợi anh đến thiết môn rồi gọi điện cho tôi, lúc đó tôi tất sẽ có sắp xếp. Đồng thiên lỗi lập tức tắt điện thoại, không cho tiêu phàm cơ hội nói tiếp. Xem ra đồng thiên lỗi quả thật đang nghi ngờ thân phận của tiêu phàm nhất thiếu chuyện này liệu có liên quan với cơ tổng không đợi tiêu phàm bỏ điện thoại xuống đường huyên vừa lái xe vừa hỏi như tiện miệng dáng người đường huyên cao gầy nhưng không kém phần đầy đặn nhìn nghiêng đường cong lả lướt cực kỳ mê người tiêu phàm nhìn cô hỏi lại tại sao lại hỏi vậy đường huyên cười tự nhiên nói tôi đang nghĩ chỉ một tên đồng thiên lỗi e là không được đánh giá cao như thế không đáng để anh bây giờ vội vội vàng vàng đến thiết môn xem ra nhị đại đương gia rất hiểu đồng thiên lỗi đường huyên cuối cùng cũng quay đầu nhìn tiêu phàm trên mặt vẫn lộ nét cười dịu dàng nói nhất thiếu nếu được thì anh hãy gọi tôi bằng tên đi không giấu anh chứ mỗi lần anh kêu tôi là nhị đương gia tôi thấy cứ là lạ sao ấy được tiêu phàm cũng không trần trừ xoa cằm mỉm cười cảm ơn đường huyện liền thở phào cực kỳ vui vẻ có thể thấy, vừa rồi tâm trạng cô thật sự rất căng thẳng, dường như việc tiêu phàm đồng ý hay không đối với cô mà nói là vô cùng quan trọng. Đừng khách sao, tên đồng thiên lỗi này, thật ra rất kỳ quái, nói gã là lưu manh, gã lại là sinh viên chính thức đại học danh tiếng. Anh nói gã là nho thương, gã còn côn đồ hơn đám lưu manh, hãm hại lừa gạt, thủ đoạn gì cũng dám làm. Cơ khinh xa và tập đoàn cơ thị ở toàn bộ Yến Bắc, danh vọng lấy lừng, thế mà đồng thiên lỗi lại có thể dựng lên một tập đoàn lỗi thạch của đồng thiên lỗi ngay trước mắt cơ khinh xa, cũng có quan hệ không thể tách rời với tập đoàn cơ thị, nhập nhằng không rõ. Hai hàng lông mày tiêu phàm nhíu lại, nói. Nói như vậy, đồng thiên lỗi và cơ khinh xa vừa là đối tác làm ăn, vừa là đối thủ cạnh tranh. Đôi mắt to của đường huyên lập tức trợn tròn, nét mặt cực kỳ thán phục, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Nhất thiếu quả nhiên tài trí hơn người, chỉ dựa vào mấy câu nói như vậy đã nói chúng chân tướng. Tôi vốn còn không biết nên kể thế nào về quan hệ giữa Đồng Thiên Lỗi và Cơ Khinh Sa. Nhất Thiếu nói quá chính xác, giữa Cơ Khinh Sa và Đồng Thiên Lỗi vừa là đối tác làm ăn, cũng lại là đối thủ cạnh tranh. Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, đợi câu nói tiếp sau. Nếu nói sâu xa, Đồng Thiên Lỗi và Cơ lão gia tử thật ra có quan hệ rất mật thiết, thậm chí có thể nói thế này, Đồng Thiên Lỗi vốn là một tay Cơ lão gia tử nâng đỡ. Cơ gia và tập đoàn Cơ thị ở Yên Bắc nhất là ở thiết môn, giờ thật sự là cây lớn dễ sâu, rốt cuộc có ảnh hưởng đến đâu, người ngoài không thể biết rõ ràng. Nhưng đồng thiên lỗi thực là có tố chất làm đại ca, về cơ bản, mọi hạng người ở thiết môn đều phải nhìn sắc mặt đồng lão bản mà làm việc. Trước kia, khi cơ lão gia tử còn sống, đồng thiên lỗi rất tuân thủ nguyên tắc, sau khi cơ khinh xa tiếp nhận tập đoàn cơ thị, không biết nguyên nhân gì mà dần dần có khoảng cách với đồng thiên lỗi. Mọi người nói là do đồng thiên lỗi không phục cơ khinh xa, muốn tự lập bè phái, nhưng theo phân tích của cá nhân tôi, e là chuyện không phải như vậy. Đường huyên thông thả kể nguồn gốc liên quan giữa đồng thiên lỗi và cơ khinh xa. Chiếc Mercedes Benz vẫn phóng nhanh như chấp, không vì thế mà ảnh hưởng đến tốc độ trên đường. Tiêu phàm mỉm cười hỏi. Vậy cô phân tích thế nào? Suy cho cùng, vẫn là cơ khinh xa chủ động xa lánh đồng thiên lỗi, hoặc là xa lánh anh em trên giang hồ, cơ khinh sa vốn đã không đồng ý với cách làm cá mè một lứa của cơ lão gia tử lúc đầu bây giờ càng không như trước kia nữa xã hội pháp trị quốc gia càng nghiêm ngặt càng ngày càng không dễ lăn lộn làm ăn không cẩn thận cho dù là không mất đầu thì cũng bị tuyên mười mấy năm tù cơ khinh sa phải dần dần tạo khoảng cách với đồng thiên lỗi và các anh em giang hồ tẩy trắng cơ gia và tập đoàn cơ thị phương hướng rất chính xác tiêu phàm hờ hững nói không những cơ khinh xa và tập đoàn cơ thị làm như vậy mà rất nhiều công ty lớn có liên quan đến công việc quản trị đều có cùng hành động có một số người thành công tẩy trắng nhưng phần lớn các đại ca và công ty của bọn họ cuối cùng lại tẩy không sạch còn rơi xuống đáy nói chính xác thì số thật sự an toàn là rất ít số rửa không sạch là phần lớn có câu nói rất hay là ra đời lăn lộn lúc nào cũng phải trả đường huyên cười cười nói phương hướng là rất chính xác nhưng cơ gia muốn hoàn toàn bỏ việc trước kia cũng không phải dễ dàng như vậy đụng chút chuyện khúc mắc trên giang hồ cơ khinh xa vẫn phải nhờ đồng thiên lỗi đứng ra giải quyết đặc biệt là một số nguyên lão của cơ gia hoặc nhiều hoặc ít đều mang tội hình sự không thể không khách khí với đồng thiên lỗi tập đoàn lỗi thạch có một phòng nghiệp vụ cũng là tách ra từ bên tập đoàn cơ thị ngoài ra tôi nghe nói nói tới đây đường huyên do dự không nói tiếp tiêu phàm khẽ cười nói Huyên Huyên, ở đây chẳng có ai, muốn nói gì cứ nói đi, đừng ngại. Đường Huyên đưa tàu vốt mái tóc dài đen nhánh, cười dễ thương, nói. Ngược lại cũng không phải ngại, chuyện này tôi chỉ nghe nói, hình như trên đồng thiên lỗi còn có người nâng đỡ, có vẻ như là nhân vật tầm cỡ rất ghê gớm, ngay cả một số lãnh đạo lớn ở tỉnh Yến Bắc cũng phải nể mặt gã ta. Những chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, không dám tùy tiện đoán bừa. Sau lưng đồng thiên lỗi là Tiết Lan, tiết lão ra, đối với đám người như Ngọc Sinh mà nói thì đây không phải bí mật gì. Bọn họ cũng là con cháu nhà quyền thế ở thủ đô, nhưng Đường Huyên là người giang hồ thuần túy, những thế lực chính trị và thế gia quyền quý đối với cô quả thực quá xa vời. Trong mắt Đường Huyên, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh khác nhau ở điểm nào, e là chẳng phân biệt rõ ràng. Phân tích quan hệ giữa cơ khinh xa và đồng thiên lỗi, cô nói đâu ra đấy, vừa nói đến chỗ dựa của đồng thiên lỗi thì chỉ có thể phỏng đoán. Tiêu Phàm cười nói. Người này chúng ta mặc kệ y, chuyến này tôi đến thiết môn là muốn giúp em họ tôi lấy lại túi. Những chuyện khác, không cần để ý. Điều này cũng nói đúng. Đường Huyên khẽ mỉm cười, lái chiếc Mercedes benz lên đường cao tốc. chương 269, tại ương lao ngục. Đồng thiên lỗi chậm rãi đặt điện thoại lên bàn trà pha lê, lông mày nhíu lại. Vị đồng lão đại này danh chấn thiết môn, thậm chí tiếng tăm lẫy lừng toàn tỉnh Yến Bắc, Ngoại hình và giọng nói gã giống nhau, khá hào phóng. Giá người gã khoảng 40 mấy tuổi, tóc ngắn húi cua, mặt chữ điền, thoáng nhìn, hơi giống kiểu người sắt đá xuất thân từ bộ đội. Trên thực tế, Đồng Thiên Lỗi chưa từng đi lính. Khi các bạn trung học vẻ vang nhập ngũ thì gã đã theo học một trường đại học trọng điểm ở thủ đô, trở thành bạn học cùng lớp với Tiết Lan. Trong trường đại học, Đồng Thiên Lỗi rất nổi tiếng. Chính vì gã khá đẹp trai. Rất giống với ngôi sao điện ảnh Nhật Bản. Cao Thương Kiện, nổi tiếng lúc đó, là một hình mẫu rắn giỏi điển hình. Đã nhiều năm trôi qua, Đồng Thiên Lối càng giống với Cao Thương Kiện, không những giống mà còn rất giống. Nhưng đến thời đại bây giờ, Cao Thương Kiện đã sớm bị người đời quên lãng, Đồng Lão Đại cũng không còn là anh chàng nhờ khuôn mặt tuấn tú mà hấp dẫn các bạn học nữ đơn thuần mà trở thành chủ tịch đồng có tài sản hàng tỷ đồng. Trong phòng lắp đặt thiết bị cực kỳ hiện đại, sáng choang, hình dáng của rất nhiều đồ nội thất đều mang dáng dấp khoa học viễn tưởng với tuổi của đồng thiên lỗi lẽ ra không thích kiểu trang trí hiện đại này, ngoại trừ trong đầu gã không thừa nhận mình là một đại thúc ngoài 40 tuổi. Thực tế cũng là như vậy, đồng thiên lỗi vẫn luôn không nhận ra, sức mạnh thể lực của gã không hề thua kém cậu thanh niên 20 mấy tuổi, trên giường, gã vẫn làm cho con gái không ngớt dây y gì. Ví như người phụ nữ trung niên xinh đẹp đầy quyến rũ ngồi đối diện bàn trà. Thiên lỗi, gọi điện lần nữa cho Tiết Lan đi. Người phụ nữ trung niên nhíu hàng lông mày đen, có thể thấy cô đang vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, làm giọng nói nghe càng dịu dàng tao nhã, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của đồng thiên lỗi. Đồng thiên lỗi lắc đầu, hỉ mũi, hư giọng, nói. Không cần thiết. Ánh mắt người thiếu phụ trung niên vốn đầy chờ đợi, lập tức cuộc xuống ảm đạm, khe khẽ thở dài. Sống với đồng thiên lỗi bao nhiêu năm nay, tính khí người đàn ông này thế nào, cô quá hiểu con người đồng thiên lỗi đặc biệt kiêu ngạo, nếu không phải tính cách này, có lẽ người sống với đồng thiên lỗi hôm nay phải là Tiết Lan, chứ không phải cô. Trước đây, các bạn học nữ theo đuổi đồng thiên lỗi khá nhiều, trong đó có cô là xinh đẹp nhất, nhưng Tiết Lan có điều kiện gia đình tốt nhất. Thấy thiếu phụ trung niên sắc mặt ảm đạm, hình như đồng thiên lỗi không đành lòng, nói. Thái độ của Tiết ra, không phải em không biết, Tiết Lan bây giờ em vẫn tưởng là Tiết Lan của trước đây hay sao? Tim đã như đá lâu rồi. Lần này, anh phải tự chống đỡ. Anh chống được, có lẽ quan hệ với tiết gia còn có thể tiếp tục. Nếu không chống đỡ được, đáng gỡ yêu ta ít hay lóc thịt, đó đều là chuyện của mình anh, không liên quan đến lão tiết gia. Thiếu phụ trung niên nói vẻ hơi tức giận. Tiết gia sao có thể như vậy? Lúc trước khi cần chúng ta dốc sức hỗ trợ thì khách sáo thế, bây giờ xảy ra chút chuyện thì lập tức làm con rùa rụt cổ à? Mượn gió bẻ măng như thế, thì sau này ai dám qua lại với bọn họ? ha ha chuyện mượn gió bẻ măng, bọn họ làm nhiều rồi, bây giờ yên còn chưa tháo đã chuẩn bị gờ yêu ta ít lừa rồi. Những kẻ bề trên ai chẳng thủ đoạn độc ác như vậy. Đồng thiên lỗi lại không hề tức giận bất bình như thiếu phụ trung niên. Những chuyện mượn gió bẻ măng, chính gã cũng từng làm không ít. Đồng thiên lỗi trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt. Trong thế giới hiện tại, người tốt khó mà sống được. Thế, ít nhất anh cũng phải gọi điện thoại tìm cách hỏi về thân phận của tên trẻ tuổi họ tiêu chứ. Hắn rốt cuộc có phải thân thích với Phương Lê không, có phải anh họ của Phương do Mỹ không? Việc này thật không thể coi thường đâu. Thiếu phụ trung niên lại nhắc một câu. Chuyện này đối với Phương do Mỹ, có lẽ chỉ là trò chơi hơi kích động, nhưng đối với bọn họ, chỉ một chút lơ là khinh suất đã có thể tai họa ngập đầu. Dù đến bước này cũng là việc bất đắc dĩ, nhưng có thể làm cẩn thận một chút vẫn tốt hơn đã nhiều năm như vậy, ai cũng biết Đồng lão đại có một người vợ. Đồng Thiên Lỗi vẫn lắc đầu. Không cần thiết, cho dù người thanh niên đó có phải thân thích với Phương Lê hay không cũng không quan trọng. Không phải anh thật sự muốn làm bọn họ thế nào, mà chỉ muốn cảnh cáo Phương Lê, đừng có ép anh quá độc ác. Ai làm cho anh không có đường lui thì kẻ đó cũng không được sống yên ổn. Thật ra trong đầu Đồng Thiên Lỗi cũng đã có tính toán, tốt nhất là có thể làm rõ thân phận của Tiêu Phàm nhưng muốn chứng thực chuyện này thì nhất định phải gọi cho Tiết Lan. Tình hình con cháu đời thứ hai, đời thứ ba những nhà thế gia quyền quý ở Kinh Sư, gã không thể nắm rõ như Tiết Lan. Dẫu sao cơ nghiệp của Đồng Thiên Lỗi là ở Thiết Môn, không phải ở thủ đô. Đồng Thiên Lỗi không muốn liên hệ với Tiết Lan. Bạn học năm đó, nay đã thay đổi thành một quan hệ phức tạp khác. Đồng Thiên Lỗi không muốn bẽ mặt, mặc dù mỗi lần nói chuyện với Tiết Lan, giọng nói Tiết Lan đều cực kỳ ôn hòa tao nhã, nhưng bên trong sạc mùi lãnh đạo bề trên, đồng thiên lỗi làm sao không cảm nhận được. Không chừng Tiết Lan mỗi lần nói chuyện với gã đều cười thầm trong lòng, sớm biết thế này, đã không nên có chuyện trước kia. Nếu trước đây gã lấy ta, bây giờ chẳng đến nỗi làm một lão đại ngầm không thấy ánh sáng ở thiết môn nhỏ bé. Lão Tiết gia tuy không phải nhà quyền thế số một, nhưng muốn bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho một phò mã thì vẫn thừa sức. Mấy năm nay, dù đồng thiên lỗi vẫn làm môi giới cho Tiết gia, nhưng sâu thẳm trong lòng trước nay chưa bao giờ cho rằng tiết ra cùng đẳng cấp với mình, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau, theo nhu cầu mà thôi. Càng gần gũi con cháu nhà quyền thế, trong lòng càng không biết kinh sợ gì. Sở dĩ được người ta kính sợ là bởi vì thái độ bề trên, trịnh thượng, giữ cảm giác thần bí cần thiết. Nếu hàng ngày đều cởi sạch mà ngủ cùng nhau, dù cho bà xã mình là bạch xà cũng chẳng có gì đáng sợ. Hơn nữa, lần này nếu lão tiết ra đã có thái độ như vậy, Đồng Thiên Lỗi tin rằng, cho dù mình gọi điện cho Tiết Lan chỉ sợ Tiết Lan cũng không nói cho gã biết nhiều nội tình chân thực. Cái tên họ tiêu đó, ghê lắm cũng chỉ là một thanh niên chừng 20 tuổi, ngay cả xuất thân nhà quyền thế thì có gì là ghê gớm. Thiên Lỗi, hôm trước em đi gặp Diêm Đại Sư. Thiếu phụ trung niên thấy Đồng Thiên Lỗi không có ý định thay đổi chủ ý của mình, do dự một chút, vẫn nói chuyện, Diêm Đại Sư. Khuôn mặt Đồng Thiên Lỗi lập tức đầy vẻ không bằng lòng, vung tay nói thế nào lại nhắc đến tên diêm đại sư đó chẳng phải anh đã nói với em rồi sao đừng tin những thứ giả thần giả quỷ đó sao vẫn cứ không nghe loại người đó nói hưu nói vượt chỉ biết lượt tiền xem ra đồng thiên lỗi thật sự không ưa gì người gọi là diêm đại sư đó có điều sợ thiếu phụ trung niên khó chịu mới không nói những lời khó nghe hơn thiên lỗi em biết anh không tin nhưng diêm đại sư người ta thật sự xem rất đúng anh chú ý chút đi thiếu phụ trung niên hơi vội vàng đứng thẳng người lên. Vậy sao, thế lần này ông ta lại nói những gì? Diêm Đại Sư nói, vận mệnh của anh năm nay không thuật, không khéo sẽ có họa lao ngục. Thiếu phụ trung niên vốn còn chút đắn đo, thấy thái độ của đồng thiên lỗi liền bất chấp tất cả, dứt khoát nói nguyên lời của Diêm Đại Sư. Họa lao ngục, ha ha y không phải người đầu tiên dự đoán như vậy. Từ hơn 20 năm trước, khi ta vừa mới lên đại học, đã có người xem bói cho ta, nói ta có họa lao ngục bây giờ thì thế nào chẳng phải ta vẫn tốt sao đồng thiên lỗi cười ha hả thiên lỗi em thừa nhận rất nhiều người xem nói đều là những tên bịp bợm giang hồ nhưng cũng đừng thấy đại sư nào cũng đều coi là kẻ lừa đảo diêm đại sư thiếu phụ trung niên nói chưa dứt lời đồng thiên lỗi đã phẩy tay cắt ngang nói được rồi đừng nói đến diêm đại sư nữa em ở nhà trông coi anh đi một chuyến anh đi đâu thiếu phụ trung niên vội vã hỏi đi thính đào sơn trang nghe đồng thiên lỗi nói đi thính đào sơn trang thiếu phụ trung niên không hỏi nữa vội vàng đi lấy áo khoác của đồng thiên lỗi trên mắt áo mặc cho gã dịu dàng nói thiên lỗi dù thế nào thì trước đây lão già đối với anh không tệ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy anh bất ương ngạnh đi đừng quá nóng này cơ khinh xa vốn cũng không phải loại người cạn tàu giáo máng được rồi anh đi nhờ cậy cô ta là được chứ gì đồng thiên lỗi miệng nói thế, nhưng trong mắt lại le lói lửa giận. Thiếu phụ trung niên chỉ làm như không thấy, tiến gã đến cửa phòng khách, lại dặn dò một câu. Thiên lỗi, chuyện này tốt nhất đừng để lão pháo tham gia, tính gã chỉ dễ làm hỏng chuyện. Được rồi, được rồi, em đừng nói nữa. Huynh đệ nhà ta, anh không hiểu hơn em sao? Lão pháo tính tình hơi nóng này, nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện, sẽ biết phải làm thế nào trên mặt đồng thiên lỗi cuối cùng cũng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn thiếu phụ trung niên liền im bặt nhìn theo bóng đồng thiên lỗi đi thở dài thườn thượt khác với nhiều ông chủ lớn thích lái xe xe đồng thiên lỗi lái là một chiếc audi việt giã bản thân đồng thiên lỗi nói vì không gian xe việt giã rộng lái cũng thoải mái tất nhiên cũng không loại trừ yếu tố tâm lý đang tác quái là chạy xe việt giã nhìn trẻ trung hơn chiếc audi việt giã đen bóng sau khi ra khỏi biệt thự của đồng thiên lỗi nhanh chóng chuyển hướng lên đường lớn sầm uất, phóng thẳng đến Thính Đảo Sơn Trang. Thính Đảo Sơn Trang là một chung cư cao cấp sang trọng do tập đoàn cơ thị khai thác trước đó. Mấy năm trước từng là tòa nhà bất động sản sang trọng nhất thành phố Thiết Môn. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn cơ thị cơ khinh xa ở trong một khu biệt thự tại Thính Đảo Sơn Trang. Đồng Thiên Lối cũng có một biệt thự ở Thính Đảo Sơn Trang, nhưng phần lớn thời gian đều không ở lại đây, đối với Thính Đảo Sơn Trang, gã tự nhiên không còn thấy quen thuộc nữa chiếc Audi Việt giã đen nhanh chóng dừng trước biệt thự của cơ khinh xa. Cho dù tính từ lão cơ gia tử, cơ khinh xa là hậu bối, nhưng nể mặt ông cụ, đồng thiên lỗi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giữ thể diện. Mỗi lần có việc, gã đều chủ động đến thính đào sơn trang bàn bạc với cơ khinh xa, tránh việc có kẻ lắm chuyện nói đồng lão đại gã lạnh nhạt, qua cầu rút ván. Tất nhiên, cơ khinh xa cũng rất khách khí với đồng thiên lỗi, mỗi lần đều đích thân tiếp đón. Lần này cũng không ngoại lệ, quản gia khách sáo mời đồng lão đại vào biệt thự, chỉ có điều, dưới cử chỉ khách sáo này, khoảng cách thực sự khác nhau rốt cuộc là bao nhiêu thì chỉ có trời mới biết. Đồng thiên lỗi ở biệt thự không lâu, sau khoảng nửa tiếng thì đi, sắc mặt âm trầm, chiếc Audi Việt giã gầm gừ trên đường, cuốn bụi phóng đi. Đồng thiên lỗi vừa đi khỏi biệt thự thì chiếc Mercedes Benz màu đen của cơ khinh xa cũng lao ra khỏi gara, nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập vào thành phố. chương 270, một kiếp đổi một kiếp đêm xuống, những biệt thự và khu nhà trong thính đảo Sơn Trang đều lần lượt sáng đèn. Trong bếp vọng ra những tiếng lích kích của nồi niêu, một mùi thơm hấp dẫn bay ra. Trong gian bếp sạch sẽ trắng tinh, một cô gái mặc áo đen, váy đen yểu điệu, đeo chiếc tạp dề màu vàng, mái tóc dài đen tuyền búi đơn giản cùng chiếc kẹp tóc. Theo động tác trên tay cô, từng lúc từng hồi làm người ta lo lắng suốt, lo cái búi tóc to này sẽ tuột khỏi cái cặp tóc mà bất ngờ xóa xuống trong phòng khách yên tĩnh chỉ có một người khách. Người khách này hình như cũng là người cực kỳ trầm tĩnh, yên lặng ngồi ở chiếc sofa vải trang nhã, không xem tivi, cũng không nghịch điện thoại mà cầm một quyển sổ rất cũ, bìa đã ố vàng lật xem rất hứng thú. Bây giờ ít thấy những thanh niên như vậy. Tất nhiên, nếu người khách này là trưởng giáo đương đại của võ cực môn thì lại không phải nói. Tiêu chân nhân có thói quen ngồi như vậy. Nhất thiếu, đợi chút nhé, sắp ăn được rồi. Chỉ chốc lát, cô gái hiểu điệu áo đen váy đen bưng một mâm thức ăn từ trong bếp ra, mỉm cười nói. May mà trong phòng khách chỉ có một người khách là tiêu phàm, nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ cơ khinh xa lúc này, chắc rơi cả con người xuống đất. Ngọc quan âm cơ khinh xa danh chấn thành yến lại đích thân vào bếp làm tiểu nương tử. Nào là áo đen, váy đen, lại thêm cái tạp dề nhỏ màu vàng, nhìn thật đúng là giống hệt. Đây hẳn là người khách cực kỳ tôn quý mới đáng để cơ tổng đích thân vào bếp. Cho dù là vị hôn phu tương lai của Cơ Khinh xa, trụ cột lớn tương lai của tập đoàn Cơ Thị, chỉ sợ cũng chẳng được đón tiếp đặc biệt thế này. Chỉ cần Cơ Khinh xa gật đầu, không biết có bao nhiêu đàn ông giỏi giang tuấn tú sẵn sàng vào bếp thể hiện tay nghề vì Cơ tổng. Quan trọng là Cơ Khinh xa còn biết nấu ăn, xem ra dường như dáng vẻ còn rất quen thuộc. Thật sự làm cho người ta không thể tin nổi. Nhưng Tiêu Chân Nhân dường như xem đó là điều đương nhiên, mỉm cười gật đầu. Lần này sự điềm tĩnh tự nhiên của tiêu chân nhân hoàn toàn không phải giả vờ. Cơ khinh xa đã coi hắn là bạn thì có bạn từ xa đến như thế, chủ nhân đích thân vào bếp làm một bữa ngon tiếp đãi, chẳng phải cực kỳ bình thường sao. Chỉ cần không phải kiểu tình cảm như Uyển Thiên Thiên và Phương do Mỹ thì với những người đẹp, tiêu chân nhân có thể giao thiệp rất bình thường, không phải suy nghĩ đau đầu đến nỗi muốn nổ tung. Cơ hội đối diện với cơ khinh xa quý giá như vậy, tiêu chân nhân cũng có thể điềm tĩnh đối với phong thái điềm tĩnh thong thả của tiêu chân nhân mà nói, cơ tổng lại hơi buồn bực. Từ lúc cô thay quần áo ở nhà, đích thân vào bếp nấu nướng, tiêu phàm chỉ ngồi chăm chú xem quyển sách của cô siêu tầm, không hề lướt trộm nhận xét cô. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình thật sự là như vậy? Đối với người đẹp kiểu cơ khinh xa, cư xử của tiêu phàm nam nhân tao nhã như thế thực là một hình thức khiêu khích. Trong mắt cơ khinh xa, tiêu phàm thể hiện càng nam tính, thì mức độ khiêu khích càng mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến thời gian này Tiêu Phàm chắc chắn bị Huyền Thiên Thiên quấn lấy làm đầu óc choáng váng, Cơ Khinh Sa cũng tha thứ cho hắn một lần. Cũng là tiêu chân nhân dũng cảm, tài trí mới có thể chịu được, đổi người khác hơi có nhược điểm, chỉ e là đã sớm bị Huyền Thiên Thiên và Tân Lâm nuốt mất, cả da lẫn xương, không còn lại tí bã thừa nào. Hai cô nha đầu đó không ai là dễ chọc. Rất nhanh, Cơ Khinh Sa đã làm xong ba món ăn, một món canh, bưng lên bàn ăn gỗ hồ đào tinh xảo thơm quá. Tiêu phàm bỏ quyển sách xuống, khách mũi hít hít, khen một câu. Cơ khinh xa tự nhiên cười, nói. Những món này đều làm theo khẩu vị của tôi, nếu không hợp khẩu vị anh, cũng đừng giận nhé. Được ăn là tốt rồi, còn dám kén chọn nữa sao? Tiêu phàm cũng cười. Đúng thế, nếu kén chọn thì tự anh đi làm lấy thôi. Cơ khinh xa hé miệng cười, trong phút chốc cực kỳ hấp dẫn, xinh đẹp vô cùng, giống như đến cả ánh đèn sáng rực của phòng ăn cũng bỗng chốc bị lu mờ kiểu trang điểm của tiểu nương tử ở nhà cái kiểu nheo mắt mỉm cười chiều đùa tự nhiên làm không khí phòng ăn lập tức trở nên cực kỳ ấm áp biết tiêu phàm phải đến thiết môn cơ khinh xa đích thân đến đón ở lối vào đường cao tốc cũng không đến khách sạn lớn mà đón thẳng tiêu phàm về ở biệt thự của mình điều này thể hiện rõ ràng cử chỉ gần gũi của bạn bè thân thiết dù cho đến bây giờ số lần hai người tiếp xúc với nhau không phải quá nhiều nhưng mỗi lần tiếp xúc dường như đều xảy ra chút chuyện bất đồng khác nhau, nhất là chuyến đi tần quan trước đó không lâu, hai người cũng coi như đã cùng trải qua khó khăn gian khổ, có thể nói là bạn bè đồng cam cộng khổ. Tiêu nhất thiếu đến thiết môn, cơ tổng tự nhiên phải tiếp đãi thật tốt. Có điều cơ khinh xa cũng không ngờ là tiêu phàm sắp xếp đường huyên làm lái xe. Trên bàn ăn này, không nhìn thấy bóng dáng của đường huyên, ngay cả phạm nhạc như hình với bóng của cơ khinh xa cũng không thấy xuất hiện một cách ngoại lệ. Cơ khinh xa chỉ mời một mình tiêu phàm, cũng không ngại đường huyên có ý kiến gì. Cũng không phải cơ khinh xa xem thường đường huyên, quan trọng là cả hai đều là phái nữ. Điệu bộ này của cơ khinh xa, đường huyên hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu cơ khinh xa mời đường huyên và tiêu phàm cùng ngồi đợi ở phòng khách, lại thể hiện là cơ tổng đang trổ tài nấu nướng của mình cho đường nhị đương gia. Để phạm nhạc đích thân tiếp đái đường huyên, cũng không tính là bôi nhỏ thân phận nhị đương gia của Yên Chi xã trên bàn ăn bằng gỗ hồ đào chỉ bày bốn món nhưng xem ra mỗi món đều tinh tế khác thường tiêu phàm vừa thấy liền mỉm cười toàn là đồ chay một món xong nấm nở rộ một món bí đao om một món đậu phộng một món canh đậu phụ dù chưa ăn không biết mùi vị thế nào nhưng màu sắc và hương thơm quả thật không cần phải nói đặc biệt điều hiếm thấy là cơ khinh xa làm mấy món này không mất quá nhiều thời gian cứ như thế vào bếp cứ như thế bưng ra rồi bởi vậy có thể thấy những món này đều là những món cô thường làm cơ tổng bình thường thích nấu ăn ở nhà sao tiêu phàm cũng không khách khí ngồi xuống một bên bàn ăn cười hỏi hai người ăn cơm cũng chẳng phân biệt cái gì là chủ khách đúng vậy tôi thích nấu ăn ở nhà cũng không phải sợ ra ngoài ăn uống mất vệ sinh quan trọng là nghiên cứu thực đơn cũng là một cách hưởng thụ nhất là đồ ăn chay nấu nhiều món ăn rất đa dạng phải chú ý nhiều hơn làm món ăn mặn từ từ tìm hiểu, từ từ mày mò thưởng thức, thích thú vô cùng, còn có thể tu tâm dưỡng tính rất tốt, hóa giải tính sốc nổi, nóng nảy. Nói như vậy thì một việc được nhiều mục đích rồi. Cứ cho là như thế. Cơ Khinh Sa mỉm cười, tự tay sới cho Tiêu Phàm một bát cơm. Đây là lần đầu Tiêu Phàm ăn cơm ở nhà Cơ Khinh Sa, không có rượu cũng không có đồ uống mà đã sới cơm rồi. Tiêu Phàm cười nói một tiếng, "Cảm ơn." Bưng bát lên, cũng không thấy có gì đó không ổn. Cơ khinh xa cũng sới cho mình một bát cơm nhỏ, ngồi xuống đối diện tiêu phàm lặng lẽ ăn cơm, không nói thêm câu nào. Không khí nhà ăn, càng thêm ấm áp. Biệt thự ở thính đào sơn trang đâu đâu cũng ấm áp, trong một ngõ hẻm cách nam trạm thiết môn không xa, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Khi mới lên đèn, một chiếc Audi 7 chỗ từ từ dừng lại cạnh quảng trường không xa ngõ hẻm nam trạm thiết môn. Nơi này là nam trạm cũ, tuy không hoàn toàn bỏ hoang, nhưng cũng không còn là bến xe quan trọng trước đây nữa. Cùng với việc đưa vào sử dụng nhiều bến xe mới, tầm quan trọng của Nam Trạm lập tức bị giảm xuống rất nhiều. Xung quanh đây vàng thao lẫn lộn, đủ loại người qua lại, ồn ào không ngớ, mơ hồ đã thấy mùi của xóm nghèo. Đầu mùa hạ, thời tiết phương Bắc cũng không còn mát mẻ, đã hơi nóng nực. Trên quảng trường người qua lại chen chúc, khá náo nhiệt. Người dân gần đó sau khi ăn tối đều ra khỏi nhà đến quảng trường đi dạo. Xung quanh quảng trường có không ít hàng quán, còn có một số xe bán hàng lưu động giao bán theo ô tô, treo lên bán cho những đôi tình nhân và những người ăn quà vặt. Người thiếu phụ trung niên xinh đẹp bước xuống chiếc Audi, đi vào trong hẻm dưới sự hộ tống của hai thanh niên cường tráng. Người phụ nữ trung niên ăn mặc cực kỳ bình thường, không gây sự chú ý của người khác. Ngay cả chiếc Audi 7 chỗ mới cứng cũng đỗ cạnh quảng trường, không đỗ ở ngoài đầu hẻm. Diêm đại sư ở trong ngõ hẻm này người phụ nữ trung niên không muốn gây sự chú ý của người khác. Ánh sáng trong ngõ hẻm mờ mờ, trước ngõ có đèn đường, nhưng cũng đã hỏng gần hết, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng hắt ra từ nhà dân hai bên mà lần mò đi. Người phụ nữ trung niên bước thấp bước cao rẽ mấy khúc cua rồi vào một ngôi nhà riêng đen tuyển cũ kỹ. May là có hai thanh niên to lớn đi theo hộ tống, không thì người phụ nữ trung niên một thân một mình cũng không dám đến đây buổi tối việc này cũng khó trách đồng thiên lỗi đánh chết cũng không thể tin, Diêm Đại Sư. Chỗ ở của Đại Sư này không tránh khỏi hơi mất mặt, thật sự có bản lĩnh, tiên tri bói toán, lại có thể chịu lăn lóc thảm hại như vậy. Người sáng suốt vừa thấy liền hiểu ngay cái gọi là, Diêm Đại Sư chẳng qua chỉ là trò bịp bợm giang hồ. Thân phận địa vị của người phụ nữ trung niên như thế, đường đường tốt nghiệp đại học danh tiếng, không biết tại sao lại tin Diêm Đại Sư như vậy. Người phụ nữ trung niên lần mò, đi lên tầng 3 vấp lên vấp xuống, mở một cánh cửa trống trộm, loang lổ dì xét, cẩn thận bước vào. Căn phòng kiểu cổ xưa, phòng khách chật trội cũ kỹ. Những căn nhà bên ngõ hẻm Nam Trạm này vốn là ký túc xá cho lớp công nhân viên trước đường sắt đầu tiên được xây từ thập niên 89 của thế kỷ trước. Thời đó những căn nhà này đều là mẫu nhà điển hình rất thời thượng. trải qua bao nhiêu năm như vậy, dĩ nhiên là đã lỗi thời, cũ kỹ không thể cũ kỹ hơn nữa nhưng trong phòng khách cô kỹ lại không giống như mọi người phỏng đoán, mốc mốc meo meo, ngược lại thấy mùi đàn hương thoang thoảng, làm người ta vừa ngửi đã thấy thanh thản, dễ chịu. Đến rồi à, một giọng đàn ông có vẻ già nua vang lên, bình tĩnh ôn hòa, không vội vàng hấp tấp. Xiêm đại sư, người phụ nữ trung niên cúi thấp người, cung kính chấp lễ bóng người mơ mơ hồ hồ ngồi ở salon phòng khách. Thật ra cô không cần đến nữa, có những chuyện đã định rồi, không thể thay đổi được. Không đợi người phụ nữ trung niên nói gì, Diêm đại sư đã nói. "Diêm đại sư, lần này nhất định nhờ ông giúp cho, giúp lão đồng nhà chúng tôi, cầu xin ông đấy." Người phụ nữ trung niên lại cúi rạp người, giọng càng khẩn khoản. "Chỉ cần ông giúp cho lần này, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng." Bóng người mơ hồ im lặng, một lúc mới chậm rãi nói. "Sao cô cứ mê muội thế, ta đã nói với cô rồi." Họa lao mục lần này của người đàn ông của cô chưa hẳn đã là chuyện xấu. Y thật sự thoát khỏi kiếp nạn này, đối với y cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Kiếp nạn này đổi kiếp nạn khác, càng về sau, kiếp số càng nặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 270.